trong lúc uống rượu ngô thiên gấp không chờ nổi muốn báo cáo cho dịch phong thành tựu mấy năm nay của mình còn giới thiệu một số người mà hắn mang tới vì thế hắn vội hỏi tiên sinh ngài cảm thấy những người ta dẫn theo thế nào dịch phong dừng một chút nhìn về phía hắn nhàn nhạt nói muốn ta nói thật sao đương nhiên ngô thiên mong đợi nói sêu rắc rưởi dịch phong lắc đầu Người thiên đang chờ được dịch phong tán thưởng trong nháy mắt trở nên khó chịu như bị táo bón vốn hắn tưởng rằng tiên sinh sẽ tán thưởng hắn có ánh mắt độc đáo có thể bồi dưỡng một đám cao thủ như thế nhưng không nghĩ tới lại có kết quả như vậy đây chính là tinh thanh giỏi nhất được hắn lựa chọn mà vẫn không lọt vào pháp nhãn của tiên sinh sao thanh nữ bồi rượu ở bên cạnh nguyên tịnh cũng không biết nên nói cái gì cho phải nàng im lặng không dám nói lời nào được rồi một thiên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận suy cho cùng hắn ta cũng biết dịch phong là hạng người gì cẩn thận ngẫm lại chỉ sợ những người này thật sự không thể lọt vào pháp nhãn của hắn có điều tuy những người này không thể lọt vào pháp nhãn của tiên sinh nhưng nếu tiên sinh biết bây giờ mình là quốc vương của đế quốc mô thiên thì chắc là sẽ rất vui mừng nhỉ tuy thế hắn cười nói tiên sinh khi thật thân phận của ta bây giờ lì một tuy nhiên hắn mới nói được một nửa thì dịch phong đã đè bàn tay xuống ngắt lời hắn ngươi đừng nói nữa đại khái ta đã biết năm một rồi nghe vậy hai mắt ngô thiên cả kinh tiên sinh ngài đã biết đương nhiên dịch phong rót rượu gật vật đầu Gia hoàng ngô thiên làm người gì trong lòng hắn đã đoán được tám chín phần người, khẳng định là một tên sơn tặc dẫn mối bởi vì đám đại hán hắn ta mang tới dịch phong liếc mắt một cái là đã nhìn ra tất cả đều là nhân vật liếm máu trên đầu lưỡi đao hoặc là độc nhãn long hoặc là trên mặt có vết sẹo dài mấy cm đây không phải sơn tặc thì là gì còn chuyện dẫn mối thì càng không cần phải nói vừa rồi ngô thiên đã chính miệng thừa nhận mỗi tử bồi rượu bên cạnh hắn chính là người của hắn ta ngô thiên cảm thấy kính nể sâu sắc tiên sinh quả nhiên là tiên sinh mà mình còn chưa nói mà đã biết rồi cho nên tiên sinh tiểu cây nhi không khiến ngài thất vọng chứ ngô thiên cấp thiết hỏi hy vọng dịch phong có thể khen hắn một câu bộ dáng này của hắn ta cực kỳ giống một hai tử đi học vì làm xong bài tập nên muốn được lão sư trước mắt tán thưởng nhưng dịch phong lại để chén rượu xuống lắc đầu nhàn nhạt nói rất thất vọng ngô thiên lập tức trợn tròn mắt Nguyên tịnh ở một bên và nhóm thanh nữ ngồi bồi rượu cũng trợn mắt liếng lưỡi đường đường quốc vương mà còn không thể làm hắn vừa lòng ngô thiên tràn lập nghi hoặc hỏi tiên sinh vì vì sao không phải chính đạo diệp phong giơ chén rượu lên lắc đầu không phải chính đạo ngô thiên hoàn toàn ngây dại trong mắt tiên sinh quốc vương của một nước còn không phải chính đạo ư ai kỳ thật trước đây ta đã từng dạy ngươi làm người phải có hoài bão tầm mắt phải nhìn xa một chút diệp phong để chén rượu xuống nhẹ giọng khuyên bảo ngươi bây giờ tuy có chút phong cảnh nhìn như tiêu sái nhưng thực tế thì sao nghe vậy bỗng nhiên thân thể ngô thiên run lên phải có tham vọng phải có tầm nhìn xa trong miệng cũng thầm lẩm bẩm tha lời của dịch phong nói sau đó ánh mắt hắn ta sáng ngời đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hồi tưởng lại từ khi lên làm quốc vương mấy năm nay hắn đã đánh mất mục tiêu tảng hay chỉ biết vì thành tựu của mình mà đắc chí lời dịch phong nói hiện tại coi như đã lập tức đánh thức hắn đúng vậy một quốc vương thì tính là cái gì sao lại giới hạn tham vọng chỉ trong một đế quốc nho nhỏ được chứ nên giống như tiên sinh như vậy bày mưu lập kế nắm cả thiên hạ ở trong tay tiên sinh ta đã hiểu mô thiên cảm kích quỳ trên mặt đất sau khi cơm no rượu say. Mộ Thiên rời đi ngay, bởi vì hắn ta cảm thấy mình không xứng ngây ngốc ở bên cạnh Dịch Phong, chỉ là một quốc vương nho nhỏ, thật sự hơi khiến Dịch Phong mất mặt xấu hổ. Có điều trước khi đi, Dịch Phong thu hắn làm đệ tử ký danh, lúc đầu Dịch Phong muốn nhận hắn làm đệ tử chính thức, thế nhưng thiên phú của gia hỏa này cũng là rác rưởi, tuy nói so siêu rác rưởi thì tốt hơn một chút nhưng cũng không bằng bình thường, mà sự cổ vũ lớn lao này đã khiến cho sự nhiệt huyết trong lòng Mộ Thiên sôi trào. Hắn ta âm trầm thẩy nhất định phải xông ra một ít tên tuổi, đủ tư cách thì mới tới vạp Dịch Phong. Đế quốc Vân Đỉnh, Diệt Thế và Vân Đỉnh quốc vương vắt vang nhìn chằm chằm vào khí vận tiên trụ ở trước mắt. Thấy khí vận tiên trụ đã khôi phục không ít, cuối cùng sắc mặt hai người mới dễ nhìn hơn một chút. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này bọn hắn đã dựa theo chỉ thị của phía trên, làm không ít chuyện khôi phục khí vận, nhìn việc tiếp theo đi. Vân Đỉnh quốc vương nói, vâng. Diệt Thế cầm thiên thư chỉ dẫn ở trong tay, quan sát chỉ dẫn trên đó, Mô Thiên quốc vương của đế quốc Mô Thiên chính là đại khí vận chi tử. Chỉ thị tiếp theo là mượn sức hắn cho chúng ta sử dụng diệt thế nói, cật là trời cũng giúp ta. Vân đỉnh quốc vương nghe vậy thì lập tức cười phá lên, nói như thế nào? Diệt thế vội vàng hỏi. Từ xưa đến nay đế quốc Mô Thiên này là nước chư hầu của đế quốc Vân đỉnh ta. Để cho Mô Thiên kia qua đây một chuyến chẳng qua chỉ cần một đạo thánh chỉ mà thôi. Vân đỉnh quốc vương cười nói, nghe vậy, ánh mắt diệt thế sáng ngời, không ngờ là còn có chuyện tốt bực này. nhưng này không nên chậm trễ nhanh truyền lệnh cho Ngô Thiên tới đây một chuyến đi, chỉ cần không chế được người này thì hắn chính là người của Đế quốc Vân đỉnh ta. khi đó khí vận cũng tăng trưởng một cách tự nhiên. Diệt Thế tích động nói, được, ta lập tức ra lệnh cho thủ hạ đi làm. Vân đỉnh quốc vương lập tức hạ lệnh, phái người tiến đến Đế quốc Ngô Thiên. nhìn thấy nhân mã được phái ra, Diệt Thế và Vân đỉnh quốc vương liếc nhìn nhau, không nhịn được cười lên một tiếng. sau đó hai người bắt đầu chờ đợi. bọn hắn không sợ Ngô Thiên không tới, dù sao thì Đế quốc Ngô Thiên cũng là nước chư hầu của Đế quốc Vân đỉnh. Vân Đỉnh triệu kiến, làm quốc vương nước Chư Hầu, hắn ta không thể không tới, vì muốn thuận tiện khống chế nước Chư Hầu, một ít đại đế quốc sẽ lợi dụng khí vận đế quốc, cho nước Chư Hầu một ấn ký nước phụ thuộc, phàm là nước Chư Hầu có quốc vương mới thượng vị, trên người cũng sẽ tự động đánh lên đạo ấn ký nước phụ thuộc, mãi đến khi quốc vương thoái vị hoặc là chết đi, có đạo ấn ký này tồn tại, bất cứ lúc nào đế quốc Vân Đỉnh cũng có thể thao túng sinh tử của quốc vương nước Chư Hầu. Đây cũng là lý do trong lăng hư với vần như không có chuyện tạo phản phát sinh cho nên nói trừ phi Ngô Thiên chết, hoặc là không làm quốc vương nữa thì lúc đó hắn ta mới có khả năng không nghe theo thánh chỉ của Vân Đình. Đế quốc Ngô Thiên, trong cung điện, Ngô Thiên ngồi trên vị trí cao nhất, ngoài cung điện. Bảy tám nữ tử đẹp như thiên tiên đi đến, bái kiến quốc vương, sau khi đi vào, chúng nữ tử quỳ lại Ngô Thiên, thế nhưng khi các nàng vừa mới khom người, một lực lượng lưu hỏa đã nâng các nàng lên, các ngươi đã từng có cử chỉ thân mật với đại ca ta, cũng coi như trở thành một nửa nữ nhân của đại ca, cho nên các ngươi không cần phải bái ta, ta cũng không hoánh nổi cái bái này Mô thiên tử tốn nói đa tạ quốc vương chúng nữ tử vội vàng nói lời cảm tạ mặt khác bởi vì các ngươi phục vụ tốt đại ca ta cho mỗi người các ngươi một viên cốt tích khôi trần làm thù lao các ngươi cầm đi luyện hóa cho tốt nói xong Mô thiên vung tay lên bày cỗ quang đòn rơi vào trong tay chúng nữ tử nếu kỹ phải luyện hóa cho thật tốt nếu như luyện hóa thành công bảy ngươi các ngươi có thể thành tựu trí tôn cốt về sau tiền đồ vô lượng nghe vậy chúng nữ từ lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng chi tôn cốt hoàn toàn không nghĩ tới lại là trí tôn cốt đây chính là thể chất siêu cấp trong truyền thuyết phúc trạch bậc này quả thực khiến các nàng không dám tưởng tượng đa tạ quốc vương dưới sự kích động thất nữ lại muốn quỳ xuống ta nói các ngươi không cần phải quỳ trước mặt ta càng không cần cảm tạ ta ngô thiên thi triển lực lượng nhẹ nhàng nâng bảy người lên nhàn nhạt nói muốn tạ thì các ngươi phải cảm tạ đại ca của ta cho nên sau khi trở về các ngươi phải chuyên cần luyện tập ca vũ, lần sau lúc có cơ hội tái kiến đại ca ta. Nhất định phải làm hắn vui vẻ một chút, hiểu chưa? Vân. Thất nữ cung kính gật đầu, đồng thời cẩn thận thu hồi từng tia cốt tiết, mà lúc thất nữ đạt được phúc chặt như vậy, hai người đứng yên ở bên cạnh lại ngượng cười, trong lòng hối hận đến xanh cả ruột, dường như nhận ra thần sắc của bọn hắn, Mộ Thiên nhàn nhạt, nhạt nghiêng đầu, ánh mắt hơi trào phúng. Hai người này chính là hai người đã bị chặt đầu ở trên cổng thành, hắn ta cũng không thật sự giết chết hai người bọn hắn chém đầu chỉ là khiển trách nho nhỏ có tác dụng giết và dọa khỉ mà thôi và lại khi đạt đến thực lực nhất định chém đầu cũng không tử vong chẳng qua chỉ sẽ hao tổn một chút công lực nhất định vốn dĩ ta niệm tình các ngươi trung thành với đế quốc chia sẻ chuyện tốt bậc này cho các ngươi nhưng các ngươi lại không biết quý trọng không chỉ ngỗ mịch với ta quá đáng hơn là còn xem nhẹ tiên sinh và đại ca ta chắc hẳn bây giờ các ngươi cũng đã ăn quả đáng rồi về sau tự giải quyết cho tốt đi thanh âm nhàn nhạt truyền ra khiến trong lòng hai người đắng chát hai đầu hối quỳ trên mặt đất, cảm thấy vô cùng hối hận, chi tôn cốt. Chính là chi tôn cốt đó, sớm biết chuyến này có phúc trạch như vậy, dù nói cái gì bọn hắn cũng sẽ để nữ nhi của mình đi một chuyến. Nhưng hôm nay hối hận thì cũng đã muộn, có thể đoán được, tương lai nữ nhi của các đại thần khác sẽ có thành tựu không thể hạ lượng, thậm chí rất có khả năng trong bảy người có người sẽ có thể ngồi trên vị trí của đế vương. Mà nữ nhi của bọn hắn mặc dù trội nhất nhưng hôm nay cũng chỉ có thể coi là bình thường đến cực điểm. Cuối cùng tương lai mạch này của bọn hắn rồi sẽ xuống dốc thân sắc hai người tràn ngập vẻ xa sút chỉ trong chốc lát đã già đi thật nhiều tuổi mấy ngày kế tiếp ngô thiên xử lý công việc sau này của đế quốc bởi vì từ đầu đến cuối hắn ta đều không quên lời giáo huấn của dịch phong tông mắt càng cao kết cục càng cao đệ nhất thiên hạ đúng vậy ta phải làm đệ nhất thiên hạ muốn làm ta phải làm đế vương của toàn bộ lang hư giới đế quốc ngô thiên nho nhỏ tính là cái gì nhưng trước khi đi lên vị trí này ta cũng nên vì đế quốc ngô thiên mà làm chút gì đó ngô thiên ngồi trên long ở vị tay suy nghĩ hắn ta quyết định sẽ đánh hạ phiến trận địa mà khoảng thời gian trước vẫn luôn tranh đoạt với đế quốc phong ngữ như vậy mới có thể làm cho phòng thủ của đế quốc ngô thiên kiên cố tuy nhiên đế quốc phong ngữ cũng không yếu muốn lấy được nơi đó cũng không phải chuyện dễ xem ra cần phải tìm tiên sinh nhờ giúp một chuyện vì thế Mô thiên lấy ngọc giản truyền âm ra thế nhưng suy nghĩ một chút dường như loại chuyện nhỏ này không nên làm phiền tiên sinh hay là thông báo cho đại ca đi ngọc giản truyền âm sáng lên bên kia truyền đến giọng nói của lâu bản vĩ cha ôi Tiểu kê nhị, tình ca ca ngươi có chuyện gì thế? Đại ca, là như vậy, tiểu cây nhi muốn xin huynh giúp một chuyện. Đến đây thảm một cái giám, Ngô Thiên nói chuyện ở trận địa cho lâu bản vĩ, hy vọng được lâu bản vĩ trợ giúp, tiểu cây nhi à. Cũng khó trách chủ nhân nói ngươi không có cách cục, chút chuyện nhảm nhí này cũng làm phiền tới ta, thanh âm giáo huấn của lâu bản vĩ truyền ra, điều này khiến cho Ngô Thiên hổ thạnh không thôi, quên đi. Ta để cho nãi tế ca ca của ngươi qua đó đặt mông ngồi là được, ngươi chờ một chút, sẽ xong ngay thôi. Sau đó, bên kia loáng thoáng truyền đến âm thanh đối thoại của Lâu Bản Vĩ và Nãi Tế, xong xuôi. Lâu Bản Vĩ mới hờ hững nói. Chuẩn bị phái người đi thu dọn chỗ mùi đi, nghe vậy, Ngô Thiên kích động không thôi. Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ thì đã cảm thấy phương xa truyền đến động tĩnh to lớn. Hắn ta lướt một cái đi tới ngọn núi cao nhất ở Hoàng Thành. Trận mắt nhìn lại thì thấy ở chân trời xa xa xuất hiện một cái mông to kinh khủng nặng nề ngồi xuống đất, một âm thanh kinh thiên động miệng ngay cả hoàng thành cách xa ngàn dặm cũng truyền đến từng trận động tĩnh mô thiên trận mắt liếu lưỡi đại ca thật quá sấm diền gió cuốn quả là một cú đặt mông khủng khiếp trong lòng yên lặng cảm kích đồng thời ngô thiên nhanh chóng phái người tiến vào chiếm giữ phiên trận địa kia sau khi bắt được nơi này dễ như trổ bàn tay rốt cuộc ngô thiên cũng xử lý xong tất cả mọi việc trong tay Tuy thế không quá nửa ngày một tin tức truyền khắp đế quốc ngô thiên khiến cho toàn bộ đế quốc ồ lên một mảnh ngô thiên quốc vương tự mình thoái vị cổng hoàng thành của đế quốc ngô thiên có hai bóng người bay vút mà đến đúng là hai người được đế quốc vân đỉnh phái tới hạ thanh chỉ cuối cùng cũng tới đúng vậy thanh chỉ vừa hạ ngô thiên không dâm không nghe theo khí vận tiên trụ lại có thể cao lên không ít rồi hai người nhìn nhau cười một chân bước vào trong hoàng thành uy nhiên chân trước vừa mới tiến vào hoàng thành chân sau bỗng dưng nghe thấy tin tức ngô thiên thoái vị hai người lập tức trợn tròn mắt hai người ngây ra như phỗng nếu như ngô thiên thoái vị thanh chỉ trong tay bọn hắn nên đưa cho ai suy cho cùng thì người bọn hắn nhắm vào cũng chính là ngô thiên mài trong đế quốc vân đỉnh diệt thế và vân đỉnh quốc vương ngồi xếp bằng bên cạnh khí vận tiên trụ sau đó hai người đồng thời mở mắt nếu như đoán không sai hẳn là hai người đó đã đến đế quốc ngô thiên rồi diệt thế lạnh nhạt nói ồ nếu không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ thánh chỉ đã đến tay ngô thiên vân đỉnh quốc vương nói phòng trường chẳng mấy chốc bên kia sẽ có tin giọng nói của hắn ta vừa vang lên ngọc giản đã sáng lấp lánh khẽ hét đôi mắt vân đỉnh quốc vương sáng ngời tần chứa sự hưng phấn. Xem đi, thật sự là nói cái gì thì cái đó tới, quả nhiên đã có tin rồi. Nghe vậy, Diệt Thế cũng có chút vui vẻ. Nhưng trong lúc hai người đang khóc khởi mừng rỡ, tin tức từ Ngọc Giản truyền tới lại khiến cả hai ngây ra như phóng. ngô thiên thoái vị rồi, hai người bị tin tức này làm cho học máu. Sao lại thế này? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vân Đình Quốc Vương âm trầm quát lên. Đế quốc Ngô Thiên này vốn là một tiểu đế quốc hỗn loạn vừa mới được thành lập, cho nên Ngô Thiên thượng vị cũng không được bao lâu sao bỗng nhiên lại thoái vị rồi diệt thế ở bên cạnh suy nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra giang sơn mới đánh hạ đã từ bỏ đây không phải là đầu óc có bệnh sao ồ Thái thoái vị thì thoái vị hắn vẫn là người của đế quốc ngô thiên cũng dưới quyền của đế quốc vân đỉnh ta thành chỉ do ta đưa không thể sai được rất nhanh sau đó vân đỉnh quốc vương đã tiếp nhận được sự thật hơn nữa còn có chủ ý hạ quyết sách phát ra mệnh lệnh cho hai người nhưng quốc vương đại nhân nếu ngô thiên còn ở vị trí quốc vương chúng ta có thể lợi dụng ấn ký phụ thuộc để không chế hắn, mà bây giờ hắn không làm quốc vương nữa. Ấn ký cũng tự động biến mất, hắn ta không nhận thánh chỉ thì chúng ta cũng không có cách nào ép buộc được hắn. Một người trong số đó lo lắng nói, Cường, không có ấn ký phụ thuộc thì thế nào? Thật sự cho rằng đế quốc Vân Đỉnh ta không có ấn ký phụ thuộc thì sẽ không có cách nào mượn nhiều một quốc vương nho nhỏ sao? Vân Đỉnh quốc vương hừ lạnh nói, các ngươi cứ nghe mệnh lệnh của ta, trước tiên hạ thánh chỉ cho hắn, nếu không tới thì nói thẳng với hắn, kháng chỉ đen chạm cho dù hắn có chạy tới chân trời góc biển đế quốc vân đỉnh ta cũng có thể lấy tính mạng của hắn một cách dễ dàng vâng nghe vậy hai người được phái tới đế quốc ngô thiên cũng có thêm tự tin Nẫm lại cũng đúng so với đế quốc vân đỉnh đế quốc ngô thiên nho nhỏ này tính là cái gì chứ ngô thiên nhận được thánh chỉ thì dám không theo chắc hai người là sứ giả do bên trên phái xuống một đường vinh váo tự đắc đi vào hoàng cung của đế quốc ngô thiên trong đại điện của hoàng cung tuy rằng ngô thiên đã thoái vị nhưng tạm thời hắn vẫn ngồi trên ngôi vị cao nhất để chủ trì đại cục thấy hai vị sứ giả đến ngô thiên hơi nhíu mày thật ra hắn vẫn luôn không ưa đế quốc vân đỉnh này bình thường lúc những tiểu đế quốc chư hầu như bọn hắn chinh chiến hỗn loạn bên trên liếc mắt nhìn cũng không thèm nhìn hoàn toàn không quản ngươi sống hay chết chờ ngươi có chút tích lũy thì lại muốn cung cấp phần lớn lượng tài nguyên ngươi chính là ngô thiên hai người đứng ở đại điện ngẩng đầu nhìn ngô thiên tâm thanh uy nghiêm truyền ra là ta ngô thiên gật đầu hai ta phụng lệnh của vân đỉnh quốc vương cố ý tới truyền thánh chỉ cho ngươi sẽ thấy ngô thiên đam lưu túc trí oai hùng có dũng có công thống nhất đế quốc ngô thiên đặc biệt tin ngô thiên chọn này vào triều diện thánh nội dung thánh chỉ rất ngắn gọn và đơn giản đọc xong hai người truyền thánh chỉ ngẩng đầu lên nói trên đây là nội dung trong thánh chỉ mà ra còn có khẩu dụ của vân đỉnh quốc vương nói ngô thiên truyền ra thanh âm ý của vân đỉnh quốc vương đại nhân là hắn rất thường thức ngươi Sở dĩ để ngươi thượng triều diện thánh là bởi vì vân đỉnh quốc vương muốn phong vương vị cho đế quốc của ngươi. Người nọ nói vương vị, con ngươi Ngô Thiên giật giật, không sai, chính là vương vị. Ngươi có biết tầm quan trọng của vương vị không? Từ khi đế quốc vân đỉnh thành lập tới nay chỉ có hai người là được phong vương, mà hai người này đều là hai vị quốc vương cường đại nhất của các đế quốc phụ thuộc. Vô dĩ bất kể như thế nào cũng không tới phiên đế quốc Ngô Thiên các ngươi. Tuy nhiên vừa rồi trong thánh chỉ cũng có nói, bởi vì thánh thượng thưởng thức ngươi cho nên ngươi còn không mau quỳ xuống cảm tạ long ân tuy nhiên mô thiên lại lắc đầu ngươi lắc đầu cái gì người tiên chỉ trầm giọng hỏi ta muốn nói các ngươi đã tới trọng mô thiên tử tốn nói ta không còn là ngô thiên quốc vương nữa không phải ngô thiên quốc vương thì tự nhiên không thể được phong vương ta vẫn nhớ rõ điều kiện tiên quyết để được phong vương ở đế quốc vân đỉnh là phải làm quốc vương của đế quốc việc này ngươi không cần nhiều lời vân đỉnh quốc vương đã biết hơn nữa hắn cũng không để ý thân phận không phải là quốc vương của ngươi hắn thưởng thức chính là tài năng của ngươi cho nên ngươi vẫn có thể được phong vương như cũ ngươi truyền chỉ lên tiếng vì thế ngươi không cần phải hỏi nhiều như vậy mau cảm tạ long ân đi nhưng ngô thiên lại nhím mày bởi vì hắn ngửi được một mùi vị không bình thường trước đây mục đích phong vương là gì chẳng qua là để cho đế quốc khống chế tốt hơn mà thôi cho nên mới có điều kiện tiên quyết để phong vương là phải là quốc vương mà nếu không phải quốc vương đối với đế quốc vân đỉnh hoàn toàn không có giá trị phong vương nhưng bây giờ hết lần này đến lần khác lại vì hắn mà phá hỏng quy củ này như vậy là vì sao dù sao hắn cũng không cho rằng hết thảy điều hiện của mình ở đế quốc mô thiên thật sự có thể được phân đỉnh quốc vương thưởng thức bên trong sợ là càng nghĩ càng có vấn đề suy cho cùng cũng không tự nhiên mà trên trời có bánh nhân thịt rơi xuống hay là vân đỉnh quốc vương có mưu đồi lui một bước mà nói mô thiên hắn cũng không vui khi làm vương một chút nào ngay cả ngươi vị quốc vương của mô thiên mà ta đều từ vậy thì chạy đến nơi đó của ngươi làm vương làm cái dám gì ta làm con mẹ ngươi lấy nếu tiên sinh biết mình không có cách cục như vậy không biết sẽ có bao nhiêu thất vọng nữa tuy thế ngô thiên bình thản bước ra một bước nói ta không có hứng thú với việc làm quốc vương làm vương gì đó cho nên tâm ý tốt của vân đỉnh quốc vương ta xin nhận các ngươi giờ về đi nghe vậy hai gã sứ giả lập tức nhíu mày có thể thấy được sắc mặt bọn hắn trở nên âm trầm ngô thiên ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không giọng nói nặng nề của hai người vang lên âm thanh lạnh lẽo lời này của ngươi chính là muốn kháng chỉ Mô thiên im lặng không lên tiếng chỉ nhàn nhạt, nhạt, nhìn bọn họ y tư đã rất rõ ràng điều này làm hai người tức giận khôn nguôi ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không dám kháng chỉ của vân đỉnh quốc vương đây chính là tội thần hình câu diệt không chỉ có ngươi toàn thể đế quốc Mô thiên của ngươi cũng sẽ vặp đà kích mang tính hủy diệt ngươi phải suy xét thật kỹ ngươi có thể thừa nhận kết quả này sao thanh âm lạnh băng của hai người truyền ra không hề che giấu ý tứ uy hiếp ở bên trong chút nào điều này khiến Ngô Thiên nhíu chặt mày. Ngô Thiên hắn cũng không sợ cái gì, nhưng khi biết sẽ liên lụy đến toàn bộ đế quốc Ngô Thiên, trong lòng hắn khó tránh khỏi có điểm băn khoăn. Làm sao bây giờ? Trong một khắc, Ngô Thiên không biết nên làm sao cho phải. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này cũng chỉ có thể thỉnh giáo tiên sinh. Hắn âm thầm lấy ngọc giản ra truyền âm cho Diệt Phong. Cầu vật, hóa ra bốn kim tệ kia là do ngươi trộm. Ta hủy ngươi. Tại chỗ ở của Nguyên Tịnh, Diệt Phong đang hủy lâu bản vĩ thì nhận được truyền tin của Ngô Thiên. Diệp Phong thuận tay lấy ngọc giản ra xem. Thật ra ngọc giản này giống như điện thoại ở kiếp trước, cũng coi như là một vật phẩm bình thường ở thế giới này, không phải chỉ có người tu tiên mới có thể sử dụng, phàm nhân hơi đại phú đại quý một chút cũng có thể mua được. Nhớ tới ngọc giản này của hắn hình như là người khác tặng, cụ thể là ai tặng thì hắn đã quên rồi. Tiểu cây Nhi, chuyện gì Diệp Phong cầm ngọc giản lên thong thả hỏi, tiên sinh là như vậy, có một lựa chọn mang tính quyết định, ta cần thỉnh giáo mày một chút mô thiên cung kính nói. Ai nha, Trước đó không phải ta đã nói với ngươi mấy thứ này rồi sao? Cách cục, cách cục, cách cục, tóm lại gặp chuyện không phải sợ, dũng cảm tiến lên là được. Được rồi, ta đang bận lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa. Cúp đây. Nói xong. Dịch Phong trực tiếp cắt đứt Ngọc Giản, nhấc tay áo lên tiếp tục hủy lâu bản vĩ, mà nhìn bị Ngọc Giản bị cắt đứt. mua Thiên đứng tại chỗ trong đầu lại quanh quẩn lời của Dịch Phong nói thật lâu, gặp chuyện không phải sợ, dũng cảm tiến tới là được, hình như những lời này của tiên sinh có ý tứ riêng ngô thiên nhau mắt trong lòng dường như hiểu ra được một chút còn có cách cục tiên sinh vẫn luôn nhấn mạnh cách cục với ta vậy thì cách cục gì còn lớn hơn so với vân đỉnh quốc vương đây lẩm bẩm một hồi trong mắt ngô thiên trợn tròn trong lòng lại đột nhiên hiểu ra hít miệng hít vào một ngụm khí lạnh thì ra tiên sinh kỳ vọng hắn cao như vậy nhận thấy nguy hiểm đã qua ngô thiên vẫn luôn trầm mặc trên khuôn mặt của hai người lộ ra một nụ cười lạnh nhớ lại uy quyền mà Ngô Thiên thể hiện với Đế quốc Văn đỉnh quả thật vẫn rất đáng sợ thế nào nói vậy hẳn là người đã nghĩ thông hai người nhếch miệng cất giọng chế diễu cái nhưng bọn hắn vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một luồng uy áp kinh khủng áp thẳng xuống đỉnh đầu của bọn hắn ngay tức khắc cả hai như đang đánh theo một ngọn núi đồ sộ mà mặt đất phía dưới thì đột nhiên nứt ra toàn thân bọn hắn lập tức đổ mồ hôi như suối nhìn rõ rồi thì mới phát hiện Ngô Thiên không hề có dấu hiệu động thủ với bọn hắn sắc mặt hai người đại biến sau đó bọn hắn trầm giọng quát mô thiên ngươi làm cái gì vậy dám ra tay với bọn ta bọn ta chính là sứ giả của đế quốc vân đình ngươi dám mạo phạm chán sống rồi hay sao ồ sứ giả thì sao các ngươi đều đáng chết giữa không trung mô thiên bật cười đầy ngạo mạn hơn nữa ta không chỉ muốn giết các ngươi tiếp theo ta còn muốn lấy mạng cả hoàng cung của đế quốc vân đình ngươi dám hai người kia chừng mắt không nói nên lời run rẩy chỉ tay vào mô thiên giọng nói vô cùng giận dữ ngươi thử xem ta dám hay không dám mô thiên vừa cười điên cuồng vừa hung hăng đánh ra trường ấn rơi thẳng xuống đỉnh đầu của hai người bọn họ sau đó trước mặt vô số người hai người kia bị đánh cho tan xương nát thịt chỉ còn lại một vũng máu chết ngay tại chỗ quốc vương đại nhân này cảnh tượng này thật sự đã làm mọi người kinh sợ thân làm người trong triều đình mọi người đều đâu có ngốc ai ai cũng đoán được đế quốc vân đỉnh đột nhiên ném ra cảnh ô lưu tàm hỏa tất sẽ có điều quái dị thậm chí đối diện với hai sứ giả dám uy hiếp đế quốc ngô thiên mọi người đều tức giận không thể nào tả nổi nhưng mà có thể làm thế nào đây? Ai bảo hai người đó đại diện cho đế quốc vân đỉnh? Tuy nhiên bọn hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng Mô Thiên lại có thể ra tay tàn độc như thế. Quốc vương đại nhân làm như vậy liệu có hơi kích động quá không? Đúng vậy quốc vương đại nhân nếu chuyện này mà truyền tới tai đế quốc vân đỉnh, e là sẽ gây ra đại họa cho đế quốc Mô Thiên mất trong chiều. Không ít đại thần lên tiếng đầy lo lắng, sợ cái gì? Mô Thiên đứng trên vị trí cao nhất vất tay láo chẳng chút để tâm mà nói mặc dù lo lắng của các ngươi đều là có ý tốt nhưng cũng không thể không nói cách cục của các ngươi quá nhỏ rồi tích cục nhỏ sao cái đại thần trong triều đều trương mắt ngương ngác không hiểu ý ngô thiên vừa nói mong rằng quốc vương đại nhân nói rõ mọi người đều tò mò hỏi ý của ta rất đơn giản chính là bắt đầu từ hôm nay đế quốc Ngô thiên của chúng ta không chỉ cần thoát khỏi sự kìm kẹp của đế quốc vân đỉnh mà còn phải biến đế quốc vân đỉnh thành thuộc địa của chúng ta mô thiên ta đây chính là vua của lăng hư giới giọng điệu đầy tự tin mà lại khí phách xen lẫn tiên nguyên vang vọng khắp đại điện cái gì có thể thấy lời nói vừa rồi đã tạo nên một trận sóng lớn khiến mọi người nghẹt thở tất cả đều xôn xao náo loạn sắc mặt ai nấy đều tràn ngập phải không thể tin nổi mọi người đều nghĩ hay là đầu óc Mô thiên có vấn đề gì rồi mặc dù cũng được gọi là đế quốc nhưng đế quốc ngô thiên đời nào lại có thể so bì với đế quốc vân đỉnh được chứ biến đế quốc vân đỉnh thành thuộc địa của đế quốc ngô thiên uống say tới mức nào mới có thể thốt ra lời như vậy cũng không phải là mọi người không tin tưởng Ngô Thiên, ngược lại bọn hắn còn rất sùng bái Ngô Thiên, thậm chí còn tôn hắn ta lên làm quốc vương của đế quốc Ngô Thiên nữa kìa. Chỉ có điều lời mà hắn ta nói ra khiến mọi người có chút không thể tin được, trong khi đám người trong triều đang không ngừng bàn luận xôn xao, những lời nói đầy nghi hoặc cứ văng vẳng bên tai. Ngô Thiên thấy vậy thì chẳng buồn để ý, hắn ta phất tay áo một cái, ngay lập tức một luồng khí thế cuồn cuộn đã áp chế bọn họ. Đợi đến khi bầu không khí yên tĩnh trở lại, Ngô Thiên mới chậm rãi mở miệng nói, Ta biết các ngươi đều cho rằng quyết định này có hơi nhảm nhí, thế nhưng ta sẽ nói rõ luôn cho các ngươi biết, sở dĩ ta có quyết định này đều là do tiên sinh chỉ điểm, hơn nữa mọi người cũng không cần phải sợ đắc tội với đế quốc Vân đỉnh. bởi lẽ tiên sinh và đại ca của ta sẽ luôn tương trợ cho chúng ta, vừa mới ban nãy, tiên sinh đã truyền lệnh xuống, ngay xong, các đại thần trong triều đều hướng mắt nhìn về phía Ngô Thiên, hắn ta nói xong, sắc mặt bọn họ đều tràn lập kỳ vọng, Ngô Thiên cố ý thừa nước đục thả câu, nhưng lúc mọi người đều đang tò mò hưng phấn, hắn bèn nhếch mép tiếp tục buông lời ngon ngọt đại khai ý của tiên sinh chính là gặp chuyện thì không cần phải sợ cứ làm là xong nghe vậy tất cả mọi người trong triều đều không còn vẻ gì là lo lắng bất an nữa trái lại là vô cùng xúc động và hưng phấn từ khi vị nãi tễ đại tiên đặt mông xuống thì đã làm cho bốn phương ngập nước sau khi tiêu diệt được đế quốc phong ngữ trên gây chuyện thì dân chúng đã một lòng tôn thờ dịch phong và lâu bản vĩ rồi tăng không nói đến chuyện lúc trước sau khi bảy nữ tử đem cốt tiết của lâu bản vĩ luyện hóa thì đã thật sự biến thành trí tôn cốt cả rồi cho nên nếu đây thật sự là chỉ thị của tiên sinh thì le là kỳ này đế quốc vân đỉnh sẽ tiêu đời quốc vương đại nhân lão thần ta tán thành với suy nghĩ của mày chúng ta sẽ thôn tính toàn bộ đế quốc vân đỉnh đúng ta cũng ủng hộ tốt nhất là chúng ta nên xuất binh ngay bây giờ ta xung phong dẫn quân trận đầu tiên ngay lập tức có rất nhiều giọng nói tràn đầy nhiệt huyết và hăng hái vang lên không khí này còn vượt qua sự mong đợi của ngô thiên hắn ta chỉ hận không thể tiến vào đánh chiếm hoàng cung của đế quốc vân đỉnh ngay bây giờ rồi sau đó chặt đầu vân đỉnh quốc vương xuống ha 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 ta giết hoàn minh các ngươi kẽ thế mu thiên lập tức bật cười chậm rãi mà nói cho nên bây giờ các ngươi nói thử xem ta giết hai tên sứ giả kia thì có là cái gì quốc vương đại nhân nói đúng giết hai tên sứ giả kia chẳng là cái thá gì ha 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 mới chỉ có hai tên giá như tới nhiều hơn một chút thì tốt quá rồi như vậy ta có thể đích thân giết chết từng tên một ha 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 trong lúc bầu không khí đang náo nhiệt thì bỗng nhiên có một người bước ra nói quốc vương ta có một kết. Ồ, ngươi cứ nói. Mô Thiên lập tức hỏi. Ta nghĩ chúng ta nên mang xác của hai tên sứ giả này cho lên trên thành lâu của đế quốc Vân Đỉnh. Như vậy mới thể hiện được quyết tâm khiêu chiến của chúng ta đối với bọn hắn. Nghe xong, ánh mắt của Ngô Thiên lập tức sáng lên. Sau đó hắn ta hưng phấn vỗ mạnh vào đùi rồi đứng dậy. Ý hay, quả thực là một ý hay. Ngô Thiên rất nóng lòng muốn làm như vậy. Nếu là hồi trước, làm gì có ai đám làm như vậy với đế quốc Vân Đỉnh kia chứ? Thế như hôm nay, Mô Thiên hắn lại muốn làm như vậy. Đây cũng chính là bước tiến đầu tiên để đi tới đại kết cục, xong xuôi đâu đấy. Nếu tiên sinh biết được thì chắc chắn sẽ không thất vọng về hắn ta nữa. Đế quốc Vân Đỉnh, Diệt Thế và Vân Đỉnh quốc vương ngồi xếp bằng bên cạnh khí vận tiên trụ, cùng chờ đợi tin tức từ đế quốc Ngô Thiên. Thật ra đối với bọn hắn mà nói, tu phục một quốc vương của đế quốc nhỏ cực kỳ dễ dàng, căn bản sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng một lần đợi này chính là hai ngày, suốt hai ngày, Hai người được phái đi đều không truyền về bất kỳ một tin tức nào, hai người kia sẽ không gặp phải chuyện gì đó chứ?" Diệt Thê có chút lo lắng hỏi. "Lo lắng quá rồi." Vân Đỉnh Quốc Vương nói với vẻ mặt thư thái, "Đế quốc Vân Đỉnh đứng ở Lăng hư giới trăm quốc tới bái, không ai dám làm gì bọn hắn đâu, thậm chí nếu như bọn hắn thật sự gặp nguy hiểm, các nước chư hầu đó còn sẽ không tiếc mọi giá để bảo hộ nữa kìa, bởi vì nếu sứ giả của Đế quốc Vân Đỉnh ta phái đi ra ngoài tử vong, không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này." Giọng nói của hắn ta tràn ngập tự tin đây cũng là uy danh của đế quốc vân đỉnh ở lăng hư giới như thế thì tốt diệt thế nghe vậy khuôn mặt cũng thả lỏng xem ra đúng là hắn lo lắng nhiều rồi nhưng mà ngoài điện lại có âm thanh tới báo dường như còn rất cấp bách vân đỉnh quốc vương nhíu mày trầm giọng hỏi xảy ra chuyện gì khởi bẩm quốc vương diệt thế đại nhân sáng nay có người phát hiện trên cổng thành của hoàng thành ta cho hai cái túi ị đựng xác người tới quỳ trên mặt đất cung kính hồi báo cái gì túi đựng xác ai dám cả gan làm thế sắc mặt vân đỉnh quốc vương tức khắc giận dữ từ khi đế quốc vân đỉnh của hắn ta thành lập cho tới nay còn chưa có ai dâm ngang ngược ở hoàng thành chứ đừng nói tới chuyện cho túi đựng sắt trên cổng thành đây nhất định là khiêu khích quyền uy của đế quốc vân đỉnh hắn mài rất nhanh vân đỉnh quốc vương phẫn nộ đi cùng đám người diệt thế chạy tới dưới cổng thành lúc này cổng thành đã sớm bị phong tỏa mặc dù đây là thế giới tu luyện hai người chết thì không tính là cái gì nhưng bản chất của chuyện cho người chết lên cổng hoàng thành của đế quốc vân đỉnh thì lại rất khác mệt giờ phút này hai cái túi đựng xác còn treo trên cổng thành ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện túi đựng xác đã sớm bị máu tươi thấm ướt từng giọt máu biến thành màu đen thỉnh thoảng còn nhào xuống nhìn thấy một màn này vân đình quốc vương nổi giận đến cực biệt hắn ta vung tay lên hai cái túi đựng xác rơi xuống mặt đất hai vã thuộc hạ vội vàng tiến lên mở túi ra đó là một đống thịt nát hoàn toàn không nhìn ra hình người càng không thể nhìn rõ tướng mạo thế nào khiêu khích khiêu khích một cách tráng trợn ta ra lệnh cho các ngươi trong vòng một ngày chẳng những phải tra ra thân phận của hai người này mà còn phải điều tra xem chuyện này là do người nào làm ra, sắc mặt vân đỉnh quốc vương đen thui. Hắn ta lập tức hạ lệnh, sau khi truyền lệnh xuống, hắn ta và Diệt Thế lại trở về cung điện, loại chuyện này, không cần phải tức giận như vậy, giao cho thuộc hạ người đi làm là được, sau khi ngồi xuống, Diệt Thế có chút không vui nói. Đối với chúng ta mà nói, chuyện của khí vận tiên trụng mới là then chốt, nghe vậy, vân đỉnh quốc vương hơi xấu hổ gật đầu, cũng đúng chuyện này không đáng làm hắn ta sinh khí như thế chẳng qua là ngươi không có mắt gây rối mà thôi suy cho cùng bọn hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm nhi đến đây vẻ phẫn nộ trên mặt vân đỉnh quốc vương cũng trở nên tiêu tán cũng không còn để ý chuyện túi đựng sắc như vậy nữa đúng như lời diệt thế giao cho thuộc hạ đi làm là tốt rồi báo báo cáo quốc vương đã điều tra ra thân phận hai người đó lúc này thuộc hạ tới báo tuy nhiên thuộc hạ mới nói được một nửa vân đỉnh quốc vương đã lặng lẽ trợn mắt xua tay đánh rẽ lời tên thuộc hạ này hắn ta nhàn nhạt, nhạt nói việc này ngươi đi báo cáo cho thừa tướng là được không cần phải nhiều lời với ta tuy rằng mới bắt đầu quả thật hắn ta có chút giận dữ hận không thể biết kết quả ngay nhưng diệt thế nói xong hắn ta đã hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện này tâm tư chỉ đặt trên khí vận tiên trụ còn diệt thế ở bên cạnh đến cả đôi mắt cũng không thèm mở hai người kia có thân phận gì hắn cũng không hề có hứng thú nhưng quốc vương thân phận hai người không phải là nhỏ sắc mặt thuộc hạ khó xử trên mặt vân đỉnh quốc vương hơi lóe lên một chút không kiên nhẫn thôi thôi nếu đã tới thì nói một chút xem hai người đó là ai thân phận như thế nào mà không phải là nhỏ chỉ hơi trầm ngâm hắn ta nói với về ứng phó hai người đó là là hai đại sứ giả được quốc vương đại nhân phái đi đế quốc ngô thiên thuộc hạ quỳ trên mặt đất rè rặt lên tiếng cái gì vân đỉnh quốc vương vừa rồi còn mang vẻ mặt thờ ơ bỗng nhiên mở to mắt mà diệt thế đặt mông ngồi dưới đất vốn không thèm để ý đến chuyện này chút nào cũng đứng bật dậy bàn tay hắn bóp chặt cổ tên thuộc hạ này giọng nói âm trầm gần từng câu từng chữ ngươi vừa mới nói cái gì ngươi nói người chết chính là ai đại nhân bớt giận bớt giận giọng nói khô khốc phát ra từ trong ít hầu của tên thuộc hạ bị bóp cổ run rẩy vang lên người chết chính là hai vị sứ giả được phái tới đế quốc mô thiên vậy tại sao ngươi không nói sớm vân đỉnh quốc vương ở bên cạnh rích vào là ngài là ngài không muốn biết để ta đi bẩm báo cho thừa tướng đại nhân mà thuộc hạ nói với vẻ cầu xin còn dám tranh luật chết đi vân đỉnh quốc vương thẳng thường xé người này thành hai nửa tức xùi bọt mép đứng tại chỗ sao lại thế này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì diệt thế cũng không khá hơn chút nào hắn gào giống lên mà đúng lúc này khí vận tiên trụ sau lưng hai người truyền đến giao động sắc mặt biến đổi hai người say người lại trong lòng xuất hiện một sự cảm không tốt có cảm giác khí vận tiên trụ muốn giảm xuống bởi vì không cần cha cũng có thể đoán được tám chín phần người đế quốc ngô thiên phát sinh biến cố thậm chí rất có thể hai tên sứ giả chính là do ngô thiên giết chết chuyện này giống như nói một khí vận chi tử có thể làm cho khí vận của bọn hắn gia tăng bắt đầu đứng ở phía đối địch bình tĩnh đừng nóng giận bình tĩnh đừng nóng có chuyện ngoài ý muốn cũng là bình thường trước sau gì ngô thiên cũng chỉ là một nhân vật nhỏ coi như trở thành phía đối địch thì chắc là vận khí cũng sẽ không bị giảm quá nhiều vân đỉnh quốc vương an ủi nói diệt thế gật đầu trong lòng cũng an ủi bản thân mình như thế nhưng bỗng nhiên sặt một tiếng khí vận tiên trụ hạ thắng xuống một phần ba kết hết con nuôi hai người trợn tròn bọn hắn đặt mông ngồi bệt xuống đất hai người ung trái tìm co giật chỉ thiếu cảnh nước mắt ảo ảo rơi xuống nữa thôi vất vả lắm mới bù lại được khí vận bị hoàng thiên cự thú làm mất lần trước hiện tại lại vì tên ngô thiên này mà quay trở lại ban đầu ngay lập tức cơn giận của hai người bốc lên tận trời báo cáo đúng lúc này có thuộc hạ vội vàng chạy đến báo tin có chuyện gì vân đỉnh quốc vương đang trong cơn tức giận quát lớn mô thiên đế quốc mô thiên đã phát động tấn công đế quốc vân đỉnh ta đến nay đã hạ liên tiếp ba thành trì tại bên cạnh của vân đỉnh Thục hạ vội vàng nói cái gì nghe vậy cơn thịnh nổ của vân đỉnh quốc vương đã tăng lên đến cực điện lỗ giận đang thiếu đốt toàn thân hắn ta thật không ngờ mô thiên nho nhỏ kia không chỉ giết chết sứ giả hắn ta phái đi mà còn đám công khai tiên chiến với vân đỉnh quốc vương là hắn ta mô thiên mô thiên ngươi giỏi lắm một quốc vương của một đế quốc nhỏ bé lại dám khiêu chiến quyền uy của kẻ bề trên ta li muốn ngươi phải chết vân đỉnh quốc vương xiết chặt nắm đống từ cổ họng hắn ta truyền ra tiếng rít khàn khàn để ta đi một chuyến đi Diệp thế đứng cạnh đó cũng cất giọng đầy giận dữ chuyện thu phục quốc vương của một quốc gia phụ thuộc vốn đã là chuyện chắc như đỉnh đóng cột hiện tại lại xảy ra sai sót đến mức này thật sự khiến hắn không thể ngồi yên được nữa đúng người này chắc chắn phải chết dù không thể lôi kéo hắn trở thành người của chúng ta giúp khí vận tiên trụ gia tăng khí vận nhưng ít nhất giết hắn cũng có thể bù lại số khí vận mà chúng ta đã mất giọng nói của vân đỉnh quốc vương vô cùng chắc chắn trong lòng hắn ta mô thiên đã là một xác chết diệt thế vật đầu ngay sau đó một thân hồng bào nhanh chóng lướt qua hóa thành một luồng ánh sáng đỏ rực trước mắt đã biến mất không thấy tăm hơi Đinh, chúc mừng ký chủ bởi vì đệ tử ngoại môn của ký chủ có thành tích thường cho ký chủ hai điểm giá trị khí vận đinh điểm giá trị khí vận có sự thay đổi đột ngột tăng gấp đôi phần thường nhận được 4 điểm giá trị khí vận Hiện tại tổng điểm giá trị khí vận của ký chủ là 6 điểm. Ồ hai, Diệp Phong đang buồn ngủ nghe được giọng nói vọng ra từ trong đầu thì bất ngờ ngồi bật dậy, lại có thêm 4 điểm giá trị khí vận, tuyệt vời. Tuy rằng còn xa mới đổi được các thần thú trong cửa hàng trao đổi của hệ thống nhưng vẫn có thể tích tiểu thành đại mà. Nhưng mà đệ tử mọi môn đó là ai? Hình như là Tiểu cây Nhi. Diệp Phong mơ màng lãi đầu, sau đó mới giật mình nhớ tới người này là ai. Nhưng mà tên Tiểu cây Nhi này là một tên sơn tặc kiêm nề rất khách mà. Hắn ta thì làm ra trò chống gì được không phải là đi cướp thôn xóm nào đấy chứ hóe miệng dịch phong giật giật nhưng hắn cũng không thể làm gì được người ta bây giờ đã trưởng thành rồi sư phụ như hắn cũng đâu quản được hắn đứng dậy duỗi thắt lưng chuẩn bị ra bên ngoài tìm chút đồ ăn thuận tiện thử vận may xem có thể tìm được một đệ tử bình thường hay không tuy nhiên vừa bước chân ra đến đường phố là hắn đã cảm thấy hoàn toàn khác trước đây biểu ngữ và khẩu hiệu được dán ở khắp mọi nơi trên đường thơ họ nhập ngũ tiêu họ đóng góp lương thực Nặc nhiên hơn là còn có cao thủ võ linh khủng bố thỉnh thoảng lại bay qua đỉnh đầu, thần hồn nát thần tính, bầu không khí nặng nề phủ kín khắp mọi nơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dịch Phong ngơ ngác không hiểu gì cả, hỏi thăm một hồi mới phát hiện quốc gia nơi hắn đang ở sắp đánh nhau với quốc gia khác. Bất hạnh rằng đối phương lại là một đế quốc vô cùng to lớn và hùng mạnh, thôi xong. Quốc vương của quốc gia này điên rồi hay sao? Quốc gia bé bằng viên đạn còn dám đi tấn công cái nước như bá chủ kia, không muốn sống nữa hay sao? Nói xong, Dịch Phong cũng không quan tâm đến việc ăn uống nữa, vội chạy về phòng rồi hô to, Lâu bản vĩ, mau mau thu dọn đồ đạc chạy trốn nhanh lên, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, lại vội vàng chào hỏi Nguyên Tịnh. Sau đó Dịch Phong dắt theo đám người lâu bản vĩ nhanh chóng chuồn đi. Nguyên Tịnh nhìn theo bóng lưng đám người Dịch Phong rời đi, từ trong đôi mắt đẹp chảy xuống hai hàng nước mắt. Hắn giống ở đây lâu như vậy mà không có một chút tình cảm nào sao? Lúc đi cũng không thèm mảnh đầu lại lấy một cái, cũng không nói thêm một câu nào. Ôi, Nữ Nhi quên đi. Hai người không hề cùng chung chí hướng. Lúc này, Nguyên Lãng Thiên từ phía sau bước lên, nhẹ giọng an ủi nàng. Kiểu ngươi xa vời như vậy, chúng ta đâu có tư cách lao lên, quên hắn đi, phụ thân, còn biết. Nguyên Tịnh cố gắng lao nước mắt, ra vẻ mạnh mẽ vật đầu, nhưng từ đầu đến cuối đôi mắt nàng vẫn rõ theo phương hướng đám người dịch phong rời đi. Cho đến khi bọn hắn biến mất không thấy đâu nữa. Ha ha ha. Lại đánh thắng một thành trì. Trong thành lâu, Mô thiên khoác chiến bào cất tiếng cười sảng khoái nhìn tòa thành trì bản thân vừa đánh thắng quốc vương lúc này có thân tử đi tới hắn mới nói đến một nửa đã bị ngô thiên ngắt lời không cần gọi ta là quốc vương hiện tại ta đã không còn là quốc vương nữa muốn gọi cũng phải chờ ta đánh thắng đế quốc vân đỉnh rồi nói sao Mô thiên hào phòng nói ngâm đại nhân thân tử cúi đầu có vẻ khái lo lắng nói lần này chúng ta có khu trương họ trống quá mức rồi hay không Tuy rằng chúng ta đã hạ được mấy thành trì của đế quốc Vân Đỉnh, nhưng đó là vì đế quốc Vân Đỉnh không kịp phản ứng, hiện tại đã đánh đến cục diện không chết không thôi. Chúng ta thật sự không còn đường lui rồi, có nên lưu lại cho mình một con đường hay không? Hồ, muốn đường lui làm gì, Thấy dáng vẻ của các người là mất hướng rồi, hơn nữa. Ta cần gì phải sợ, có sư tôn và đại ca của ta ở phía sau làm chỗ dựa cho ta. Mô thiên không hề sợ hãi nói. Nghe vậy, tên thần tử này ngẩn người, sau đó nét lo lắng vừa rồi trên mặt cũng nhanh chóng biến mất phải có tiên sinh cùng mấy vị đại tiên kia ở phía sau bọn hắn còn lo lắng cái gì báo đúng lúc này tham tử vội vàng đến báo nói đi ngô thiên phất tay nói khởi bẩm đại nhân mật thám bố trí ở đế quốc vân đỉnh báo cáo đế quốc vân đỉnh đã chú ý đến ngày còn có một cao thủ siêu cấp tên là diệt thế đang tới nói là muốn lấy tính mạng đại nhân xin đại nhân đưa ra quyết định mặt khác đây là tin tức về diệt thế được mật Thám truyền đến nghe vậy mô thiên vội vàng nhận lấy tin tức về diệt thế thực lực không rõ năng hàng với vân đỉnh quốc vương mô thiên nói thầm trong miệng đôi mắt của hắn chật lóe chỉ riêng hai tin tức này là đã có thể chứng minh kẻ địch không phải người hắn có thể chống lại được đế quốc vân đỉnh đúng là nhanh tay nhưng hắn ta cũng không lo lắng quá mức ngược lại trên mặt vẫn tràn ngập sự phấn khích hắn ta xé rách tư liệu liên quan đến diệt thế sau đó dương khóe miệng hắn ta lẩm bẩm thành tiếng xem ra ta phải mời sư tôn hoặc là đại ca của ta ra tay rồi. Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đồng loạt lộ ra vẻ chờ mong. Cuối cùng, lại phải mời mấy vị kia ra tay sao? Còn nhớ lần trước mời bọn hắn ra tay, đến bây giờ mọi người vẫn còn nhớ như in vị hùng đại tiên kia đặt mông ngồi xuống một cái uy thế biết bao. Ngô Thiên lập tức lấy ngọc giản ra truyền âm dưới ánh mắt cu nhiệt của mọi người, bắt đầu gọi người. Tuy nhiên, hắn ta đợi cả nửa ngày cũng không có một chút hồi âm, điều này khiến mọi người đồng loạt biến sắc yên tâm chưa nóng này bình thường sư tôn và đại ca ta không quan tâm đến chuyện thế sự không nhìn thấy ngọc giản cũng là chuyện dễ hiểu chẳng qua là hơi phiền toái một chút mà thôi ngô thiên thản nhiên giải thích sau đó hắn lập tức hô người đâu hãy dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nguyên thành báo cáo chuyện ở nơi này cho sư tôn và đại ca ta được biết vâng ngay lập tức có một gã cao thủ đi ra nhận mệnh lệnh chạy tới nguyên thành các vị hiện tại chúng ta cứ yên tâm chờ sư tôn ta đến đi ngô thiên nhất miệng nói sau đó ngồi xếp bằng trên thành lâu. Những người còn lại thấy thế, cũng học theo Ngô Thiên ngồi xếp bằng xuống, một đêm lặng lẽ trôi qua. Khi bình minh đến, tất cả mọi người không hạnh mà cùng mở mắt ra, ai ai cũng cảm giác được một cô áp bách tuyệt đối đang xuất hiện. Bọn hắn lửng đầu lên, phát hiện bầu trời đã thay đổi màu sắc, bầu trời đỏ ao tựa như biển máu. Từ trong biển máu ấy, một gã nam tử mặc áo bào đỏ đột nhiên xuất hiện, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, quanh thân tản ra lạnh ý. Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm mọi người ở trên thành lâu, thấy vậy đám người do ngô thiên cầm đầu đồng loạt đứng lên ánh mắt tất cả đều lộ vẻ căng thẳng ngay cả ngô thiên cũng nhíu mày bởi vì diệt thế còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn chỉ riêng cỗ khí thế hắn phát ra đã làm cho không ít người run rẩy đương nhiên chuyện đáng sợ nhất chính là diệt thế tới nhưng dịch phong cùng lâu bản vĩ lại chưa có tin tức gì khẽ nhưng nhớ tới bản lĩnh của dịch phong lâu mày ngô thiên lại một lần nữa giãn ra từ trước đến nay sư tôn của hắn bày mưu tinh kế đã có khi nào thất bại lần này chắc chắn cũng vậy ngươi là ngô thiên ánh mắt lạnh như băng của diệt thế nhìn quanh một lượt cuối cùng dừng lại ở chỗ ngô thiên không sai nhớ tới sau lưng mình có dịch phong làm chỗ dựa ngô thiên cũng không e ngại chậm rãi bước ra rất tốt chết đi con ngươi của diệt thế co rụt lại sau đó hắn nhanh chóng đánh ra một đòn thẳng về phía ngô thiên rõ ràng việc mất đi khí vận đã khiến hắn vô cùng tức giận làm cho hắn mất hứng thu nói những lời thừa cái vậy ngô thiên cũng nhanh chóng bộc lộ tu vi của bản thân nhưng trong lòng hắn cũng biết dù hắn có đối đầu trực diện cũng không phải là đối thủ của diệt thế vì thế hắn lập tức mượn lực không trung rồi bay ra xa né đòn tuy nhiên dù hắn né tránh nhanh đến mấy thì lực lượng của diệt thế vẫn đánh trúng hắn mô thiên lập tức ngã xuống mặt đất tạo thành một cái hố thật lớn quốc vương đại nhân khét hét mọi người của đế quốc mô thiên vô cùng lo lắng hét lên đừng hoảng hốt hắn không giết được ta mô thiên đứng dậy khỏi hố đất hắn ta lau khóe miệng nhìn chằm chằm vào diệt thế lạnh lùng nói diệt thế nhau mắt ngươi tránh được một đòn của ta cũng coi như có bản lĩnh nhưng ta muốn giết chết ngươi chỉ đơn giản như nghiền chết một con kiến ngươi lấy đâu ra dũng khí để nói lời này diệt thế lạnh lùng nói hắc ta cũng không mại nói cho ngươi biết ta không sợ ngươi là bởi vì ta có sư tôn và đại ca ta che chở sư tôn ta giỏi bày mưu tính kế hôm nay ngươi tới nơi này cũng đều nằm trong tính toán của sư tôn ta rồi một thiên ưỡn ngực nên ngang cất giọng không chút sợ hãi nghe vậy diệt thế giật giật mi mắt trong lòng cũng đang tự hỏi về sư tôn và đại ca mà Ngô Thiên vừa nói. Bắt đầu từ chuyện của tiên giang hỗn độn bia, hắn luôn cảm thấy có người đứng ở phía sau ngáng đường. Có lẽ, người lây khó dễ đó chính là sư tôn và đại ca mà Ngô Thiên nói. Điều này khiến diệt thế cảm thấy cần phải dè chừng. Các giác quan nhạy cảm luôn để ý bốn phía chung quanh, đề phòng sự xuất hiện bất ngờ. Dù sao, người dám gây sự trong chuyện khí vận chắc chắn không phải hạng người tầm thường, cẩn thận vẫn hơn. Đúng lúc đó, từ phía chân trời, một bóng người nhanh chóng bay tới, tức khắc hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người đôi mắt ngô thiên sáng rực lên bởi vì người này chính là người được hắn phái đi nguyên thành tìm dịch phong ha 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 sư tôn ta cùng đại ca ta sẽ đến ngay thôi lúc này hắn ta nhìn diệt thế rồi phát ra tiếng cười lớn đầy ngạo nghĩ chuyện này lập tức khiến diệt thế càng nâng cao cảnh giác bởi vì trừ người này ra hắn không cảm nhận được còn có khí tức nào khác xuất hiện chứng tỏ rất có thể kẻ kia đang ẩn núp trong bóng tối thậm chí không hề thu kém hắn ha ha mong nói sư tôn cùng đại ca ta đã đi đâu rồi đợi người nọ đến gần Ngô thiên vội vàng hỏi tuy nhiên sắc mặt của người nọ vô cùng khó coi vừa dừng lại đã quỳ hai đầu gối xuống trong miệng ấp úng nói đáy đại nhân tiên sinh và lâu đại nhân bọn họ đã vội vàng rời đi từ tối hôm qua sợ là hiện tại đã rời khỏi đế quốc ngô thiên rồi hắn ta vừa dứt lời sắc mặt ngô thiên trùng xuống trong lòng hắn giật thoát nhất thời há hốc mồm sư tôn đi đi rồi tại tại sao không phải sư tôn đang bày mưu tính kế sao? Tại sao lại đi? Không phải sẽ bảo vệ hắn hay sao? Những người khác của đế quốc mô Thiên cảm thấy hy vọng trong lòng đã tan vỡ, mặt mày ai nấy đều xám nhi cho tàn. Diệt Thế đang hết sức cảnh giác nghe được lời ấy thì không nhịn được ngẩn người, hắn hốt hoảng nửa ngày, chỉ có vậy thôi sao? Cô, lã phí thời gian của ta, ta còn tưởng là cao thủ gì, đi chết đi. Diệt Thế cảm thấy bản thân bị đùa dưỡng đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, Biển máu màu đỏ ao tràn lập không gian lập tức lao tới bao phủ Ngô Thiên. Chỉ trong chớp mắt, Ngô Thiên bị biển máu nồng đậm bao phủ. Sau đó trên đỉnh đầu, một trường ấn màu đỏ như máu ráng xuống người hắn Thấy vậy, trong mắt Ngô Thiên tràn ngập tơ máu, đài mặt tràn lập không cam lòng. Sư Tôn. Tại sao? Vì sao vậy? Vì sao mà lại ám chỉ ta tấn công đế quốc Vân Đỉnh? Rồi lại không làm chỗ dựa cho ta? Một mình bỏ đi mất, ta không cam lòng tiếng lò thét không cam lòng của ngô thiên truyền ra trưởng ấn của diệt thế cũng đồng thời giáng xuống ầm mặt đất hiện ra một cái hố lớn ngô thiên đứng ngay trung tâm của đòn đánh ấy chính là người đứng mũi chịu xào lục phủ ngũ tạng vỡ vụng thất khiếu chảy máu ngã thẳng xuống đất bỏ mình cô thấy ngô thiên đã hoàn toàn mất đi khí tức diệt thế mới hử lạnh một tiếng hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua những người khác hóa thành một đám mây máu bổ đi rõ ràng mục tiêu của hắn chỉ là ngô thiên những người khác hắn hoàn toàn không có hứng thú quốc vương đại nhân, mà sau khi diệt thế rời đi. Những người khác của đế quốc Ngô Thiên mới kịp phản ứng lại, vội vàng chạy tới bên cạnh thi thể của Ngô Thiên, nhìn thấy Ngô Thiên đã tử vong, tiếng khóc than vang lên khắp bốn phía, vô số người quỳ trên mặt đất, vô số tiếng kêu gào cất lên, cả đế quốc Ngô Thiên than khóc, mà lúc này diệt thế cũng đang trên đường chạy về đế quốc Vân Đỉnh, diệt thế tự mình ra tay đương nhiên sẽ không có gì ngoài ý muốn, Vân Đỉnh quốc vương lộ ra nụ cười lạnh lẽo, hồ, dám đối nghịch với chúng ta, đây là kết cục, nói xong, vân đình quốc vương và diệt thế phấn chấn đi đến khí vận tiên trụ cái tên ngô thiên hại khí vận chúng ta sói mòn đã chết chắc là khí vận bị làm sói mòn sẽ quay lại lần nữa vân đình quốc vương nói ồ diệt thế vật đầu bởi vì theo lý mà nói mượn sức có thể làm tăng khí vận trở thành thù địch sẽ cắt giảm khí vận vậy người này không tồn tại cho lý khí vận phải không tăng không giảm khôi phục lại trạng thái ban đầu chờ một chút đi có khi khí vận thay đổi chậm diệt thế nhàn nhạt, nhạt nói ồ vân đình quốc vương gật đầu sau đó hai người một trái một phải ngồi xuống bên cạnh khí vận tiên trụ cùng chờ đợi khí vận tiên trụ biến hóa quả nhiên sau nửa ngày khí vận tiên trụ truyền đến dao động hai người đồng thời mở mắt ra thân sắc lập tức sáng ngời điểm báo của khí vận tiên trụ trước sau vẫn phiến quang mang mờ nhạt thời gian chậm rãi qua đi cuối cùng khí vận tiên trụ cũng chính thức bắt đầu phát sinh biến hóa dưới cái nhìn chăm chú của hai người rốt cuộc khí vận cũng tăng đến trạng thái lúc chưa tiếp xúc với ngô thiên két hết hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi cuối cùng cũng khôi phục diệt thế nhất môi cười nói đúng vậy không dễ dàng mà vân đỉnh quốc vương cũng ngộ ra nụ cười tuy rằng công phu nhằm vào người ngô thiên trong khoảng thời gian này đều ủ phí nhưng bây giờ có thể bù lại khí vận bị sói mòn cũng không phải bọn hắn không thể tiếp thu chỉ cần không sói mòn muốn tiên trụ viên mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi được rồi chuyện của ngô thiên đã qua nhanh chóng dựa theo chỉ thị của thiên thư hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo đi diệt thế nói gần đây đã chậm trễ quá nhiều thời gian nếu lại kéo dài nữa chỉ sợ sứ giả và chủ thượng sẽ không hài lòng đối với chúng ta được vân đình quốc vương trịnh trọng mật đầu bàn tay khẽ động lấy thiên thư chỉ dẫn từ giữa ngón tay phải ra nhưng vừa mới bắt được một nửa thì hắn đã phát hiện điều gì đó vội vàng quay đầu lại nhìn khí vận tiên trụ sau đó bọn hắn kinh hãi phát hiện khí vận tiên trụ mới vừa yên tĩnh lại nổi lên điểm báo mà diệt thế cũng phát hiện một màn này hắn kinh hãi hỏi sao lại thế này làm sao khí vận tiên trụ lại nổi lên điểm báo hai người nhìn nhau giống như hai hòa thượng sờ không thấy tóc dưới sự nghi hoặc của hai người điểm báo trên khí vận tiên trụ dao động càng lúc càng lớn sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa chứ trong lòng diệt thế xuất hiện một dự cảm không tốt con người của vân đỉnh quốc vương giật giật có thể làm thay đổi khí vận tiên trụ thì cũng không phải chuyện nhỏ cũng không được phép có một chút cầu thả nào thế là hắn ta vội vàng nói ta sẽ nhanh chóng phái người đi thăm dò xem xem có xảy ra biến cố gì liên quan tới khí vận tiên trụ hay không nói xong vân đình quốc vương lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới sau khi mệnh lệnh được truyền đi hai người thấp thỏm lo âu ngồi xếp bằng ở bên cạnh khí vận tiên trụ trước khi điều tra ra được chuyện gì dẫn đến sự biến đổi của khí vận tiên trụ hai người bọn hắn cũng không dám nhắm mắt dù chỉ một chút hai người vừa đợi đợi suốt hai canh giờ điềm báo biến động của khí vận tiên trụ bên cạnh cũng kéo dài suốt hai canh giờ cuối cùng đám thuộc hạ được phái ra ngoài cũng vội vã quay trở về khởi bẩm quốc vương mọi thứ liên quan đến khí vận tiên trụ đều không có gì thay đổi trong vân đỉnh cũng không tra được có bất kỳ tai họa ngầm nào na hai nờ vân đỉnh quốc vương vội vàng đứng lên trịnh trọng hỏi xác nhận chắc chắn chưa khởi bẩm quốc vương chắc chắn là như vậy thuộc hạ cung kính trả lời đi xuống đi vân đỉnh quốc vương phất tay cuối cùng thở dài một hơi say người nói với diệt thế đã không có tai họa ngầm thì chắc hẳn chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức ngược lại có khi là chuyện tốt hùng, ừ, ánh mắt diệt thế khẽ động xuất hiện vẻ chờ mong khí vận này cũng không phải từ những thay đổi do con người tạo ra ví dụ như trong vân đỉnh ta xuất hiện đại bí cảnh ẩn giấu hoặc là khai quật được những động phủ của những tiên nhân cấp cao hoặc là người có tư chất tự nhiên được sinh ra thì đều sẽ gây nên biến động của khí vận vân đỉnh quốc vương giải thích vừa rồi ta đã cho tuần tra cả nước một lượt không có tai họa ngầm nào cả khí vận tiên chủ kia phát sinh biến hóa tám chín phần mười là bởi những nguyên nhân mà ta vừa nêu nghe thấy thế đôi mắt diệt thế cũng lập tức sáng lên nếu thật sự là vậy thì đúng là đưa than sưởi ấm trong mày tiết rơi hơn nữa nhìn điểm báo của khí vận tiên trụ đợi lát nữa có biến hóa thì chỉ sợ là không phải chỉ có một chút như vậy thì kế hoạch lớn hoàn thiện khí vận tiên trụ cũng đã ở ngay trước mắt trên mặt hai người hiện vẻ vui mừng trong lòng tràn đầy mong chờ khí vận tiên trụ bắt đầu biến hóa cuối cùng sau khi qua một canh giờ rốt cuộc chấn động từ điểm báo cũng qua đi đến rồi vân đỉnh quốc vương quát lên diệt thế trịnh trọng gật đầu tại thời khắc này hai người siết chặt nắm đấm thậm chí trong lòng đã nghĩ kỹ chờ sau khi hoàn thiện khí vận tiên trụ thân thường tối cao của chủ thượng cũng sẽ giáng lâm nhưng bỗng nhiên khí vận tiên trụ lại chuyển động một chút trên cơ sở ban đầu cứ thế thấp xuống một nửa chuyện đột nhiên xảy ra này khiến cho vân đỉnh quốc vương ôm tim lá thẳng xuống đất diệt thế cũng giống như cây cầu sật mình đứng sững ngay tại chỗ hắn trực tiếp ngẩn ngơ cũng đúng lúc này hoàng lăng do đế quốc mô thiên vừa mới hạ táng bỗng nhiên nổ tung sau đó một bóng người với mái tóc dự đứng bay lên tận trời mô thiên ta lại trở về rồi tâm thanh giống như tiếng sấm chớp diền vang phát ra từ miệng mô thiên lúc này chung quanh hắn ta hiện ra kim quang khi thế khổng lồ tản ra từ trên người hắn ta xông thẳng lên bầu trời ha 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 đế quốc vân đỉnh không ngờ tới phải không mô thiên ta không chết được đâu hơn nữa không những ta không chết mà ngược lại các ngươi còn giúp ta giải trừ được thể chất vốn có đó là một thân bất tử của ta có được cơ thể này mỗi lần ta chết thì đều có thể sống lại hơn nữa mỗi lần sống lại công lực của ta lại tăng gấp 10 lần so với trước đó ha 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 tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp đất trời đúng lúc mọi người trong đế quốc ngô thiên đang làm lễ cung bái thì nhìn thấy ngô thiên sông thẳng lên trời ngay lập tức bọn hắn đều trợn trừng mắt mà quỳ dạp xuống dưới đất ngô thiên quốc vương đội mùa sống dậy rồi cơ miệng cái này phải nói là quốc vương phục sinh đúng 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 nghe tiếng hét vừa rồi của quốc vương rõ ràng là phục sinh hơn nữa đây còn là nhân họa đắc phúc trời phù hộ cho đế quốc ngô thiên ta chúng ta mau bái kiến ngô thiên quốc vương mô hoàng vạn túy vạn túy vạn vạn túy hàng vạn người quỳ dưới hoàng lăng ai ai cũng lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy, hướng về phía phát ra âm thanh cuồng vọng của Ngô Thiên trên không trung. Ha ha ha. Các khanh bình thân. Ngô Thiên từ trên không trung đắt xuống, hắn ta vung tay lên, ngay lập tức dân chúng đều được một luồng lực lượng như hòa nâng dậy. Mau đi mời thợ thủ công giỏi nhất cho ta. Lấy sư tôn của ta làm mẫu, lấy kim thạch làm nguyên liệu, bảo bọn hắn đúc một pho tự sư tôn với tỷ lệ to gấp vạn lần cho ta. Đợi đến khi ta đánh hạ được đế quốc Vân Đỉnh, ta muốn đặt pho tượng này trong hoàng thành của đế quốc vân đỉnh để vạn người cùng kính ngưỡng sau khi đáp xuống mặt đất mô thiên lập tức hạ lệnh ha kim thạch làm nguyên liệu pho tượng to gấp vạn lần mọi người nghe vậy thì đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một vị đại thân trong triều không nhịn được bèn đi lên trước nói quốc vương đại nhân vị dư tôn kia của ngài đẩy này vào hiểm nguy chết chóc bỏ quên không thèm để ý gì tới ngài khiến ngài suýt chút ngữ đã vạn kiếp bất phục tại sao ngài còn muốn làm tượng cho loại tiểu nhân này ngươi câm miệng cho ta đại thần kia vừa dứt lời mô thiên đã lập tức tắc cho ông ta một bạt tay ngã nhào xuống đất hắn ta vô cùng tức giận nói ngươi dám nghi ngờ sư tôn của ta nói sống sư tôn của ta ngươi không muốn sống nữa a à? ngươi đâu lập tức nốt tên này vào mật lao ngô thiên chờ ta phán quyết mô thiên vừa dứt lời mọi người tức khắc im bạt không ai dám ho hái nửa lời thậm chí còn không dám thở mạnh cô ta biết trong lòng những người khác cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ thế nhưng ta nói thật với các ngươi tất cả những chuyện đó đều là do sư tôn của ta sắp xếp Mô thiên trầm giọng quát nghe xong tất cả mọi người đồng loạt ngây ra như phỗng rõ ràng trong lúc Mô thiên gặp nguy hiểm người mà hắn ta gọi là sư tôn kia đã chạy trốn mất tâm mất tích sao trong nháy mắt lại trở thành tận lực sắp xếp mọi chuyện rồi cô mù ngốc nói rõ với các ngươi một lần nữa vậy sư tôn của ta đã sớm biết ta có cơ thể bất tử cho nên ngài ấy mới bày ra trò này lời vừa nói ra mô thiên bày nhìn lên trời với ánh mắt đầy kính trọng xúc động cảm khái, bây giờ ta nhớ lại, lúc đầu sư tôn đã ra ám hiệu cho ta. Để ta và đế quốc Vân Đỉnh đánh nhau không chết không ngừng rồi đột nhiên ngày ấy lại rời đi, rõ ràng là cố ý dồn ta vào con đường chết, từ đó đánh thức cơ thể bất tử của ta. Nếu không phải sư tôn bày mưu tinh kế mà sắp đặt mọi chuyện thì làm sao khi rơi vào hoàn cảnh nguy nan tưởng chừng đã chết như vậy, ta lại có thể đánh thức được cơ thể bất tử đây chứ? Lão nhân gia sư tôn của ta, quả thật người đã lao tâm khổ tứ rồi, nghe thấy lời cảm khái của Ngô Thiên, tất cả mọi người có mặt lúc bấy giờ mới tỉnh ngộ dù sao thì người bình thường đâu có ai tự đưa mình vào chỗ chết và lại lúc đầu ngô thiên không hề biết bản thân hắn ta sở hữu cơ thể bất tử hẳn là cũng sẽ không tự đẩy mình vào nguy hiểm cho nên vị tiên sinh kia quả là đã tính ra một nước cờ cao minh hóa ra là thế hóa ra là thế vị tiên sinh kia quả là một nhân vật giống như thần tiên bày mưu nghĩ kế tính đoán thiên cơ quả thực là đấng cứu tinh của đế quốc ngô thiên chúng ta cứu tinh của cả thiên hạ này như lại trước đó chúng ta đã trách lầm vị tiên sinh đó mất rồi đúng vậy đúng vậy những người khi nãy còn trách cứ sư tôn của ngô thiên bây giờ lại thốt lên những lời tán thưởng đồng thời lắc đầu hối hận vì suy nghĩ hồ đồ lúc trước của mình bởi vì trước đó khi ngô thiên chết đa số mọi người đều rất căm ghét oán hận dịch phong đúng vậy lúc đầu biết sư tôn bỏ rơi chẳng buồn để ý đến chúng ta làm sao ta lại trách lầm ngài đấy đây chứ nghe mọi người nói vậy ngô thiên cũng tỏ vẻ hối hận mà cúi đầu xuống sau đó hắn tự tát mình mấy bạt tai ngay trước mặt mọi người Ngô Thiên ta quả là một tên tội nhân đáng chết, ân tình của sư tôn dành cho ta cao như núi, lúc đó ta còn có suy nghĩ như vậy, ta thật không đáng làm người mà, ta đáng chết. Ta đáng chết. Thật sự đáng chết. Cho nên các ngươi nói xem. Để báo đáp ân tình của sư tôn. Ngoài việc xê một pho tượng vì ngài, ta còn có thể làm thế nào đây? Mô Thiên Dương Dương hỏi như sắp khóc. Nên say. Đúng đúng đúng. Nên làm. Nên làm. Nói không sai ta cảm thấy không chỉ xây cho ngài ấy một pho tượng mà mỗi một tòa thành trong đế quốc Mô Thiên cũng cần phải đặt một pho tượng của vị tiên sinh ấy mới được. Đúng vậy, còn phải đưa tiên sinh vào chương trình giảng dạy hậu bối trong đế quốc Mô Thiên chúng ta, để danh tiếng của ngài ấy được lưu truyền qua muôn thế hệ, truyền thừa tới ngàn năm vạn năm sau. Để tất cả các hậu bối của Ngô Thiên ta biết được từng có một vị tiên sinh là đại ân nhân của đế quốc ta. Dân chúng chi nhau quỳ xuống, đồng loạt cất lên tiếng nói dân thành từ sâu trong thâm tâm. Tốt lắm, Ngô Thiên thấy vậy thì mỉm cười hài lòng sau đó hắn ta dõng đặc tuyên bố chuyện này sẽ theo lời của mọi người nói bất cứ thành trì nào trong đế quốc mô thiên cũng đều phải xây dựng một pho tượng của sư tôn đương nhiên tượng là tượng còn ý chỉ của sư tôn ta trước đây tuyệt đối không ai được phép quên chỉ khi ta đạt được một thành tựu nào đó thì mới có mặt mũi đi gặp ngài ấy cho nên tất cả dân chúng trong đế quốc mô thiên ngay rõ mệnh lệnh của ta toàn dân đều tham gia tiến công vào đế quốc vân đỉnh tai họa lần này đã gây nên một đả kích khủng khiếp trước giờ chưa từng có cho diệt thế và vân đỉnh quốc vương phải mất một thời gian mới có thể hoàn hồn trở lại mà bọn hắn cũng chưa hình dung được rõ ràng rốt cuộc vì sao lại xảy ra chuyện như vậy bỗng nhiên có một thực hạ hớt hải chạy vào bẩm báo khởi bẩm quốc vương diệt thế đại nhân mô thiên mô thiên hắn sống lại rồi không chỉ hồi sinh trở lại mà theo như tin tức thăm dò được thì thực lực bây giờ của hắn ta đã mạnh hơn trước rất nhiều hình như hắn thức tỉnh một thể chất bất tử hơn nữa hắn còn có kế hoạch tấn công vào đế quốc vân đỉnh của chúng ta một lần nữa hiện giờ đã chiếm được 10 thành của chúng ta rồi. Vừa nghe thấy tin báo, đã khiến hai người chết lặng, đặc biệt là Vân Đỉnh Quốc Vương. Hắn ta nghe xong xiết thì thổ huyết, cuối cùng hai người cũng hiểu ra vì sao khí vận lại có sự thay đổi như vậy. Thì ra là vì Ngô Thiên, cũng không phải bọn hắn chưa từng nghe qua cái gọi là thể chất bất tử. Loại thể chất chỉ tồn tại trong truyền thuyết này chính là thiên tri kiêu tử thực thụ. Cần phải biết một điều, bất kỳ ai sở hữu thể chất bất tử thì mỗi lần chết đi rồi sống lại sẽ càng thêm cường đại chẳng trách sao ta nói quốc vương của một đế quốc nào bé tại có ảnh hưởng tới khí vận lớn như vậy thì ra hắn ta sở hữu loại thể chất này vân đỉnh quốc vương hít mắt phát ra giọng điệu âm trầm cô như vậy thì sao chứ người này nhất định phải chết sau khí vận đã mất cần phải cứu trở lại diệt thế lạnh lùng đáp không sai mặc dù hắn ta có thể chất bất tử nhưng lại không phải dạng bất tử chân chính chỉ cần lực lượng công kích hắn ta đạt đến giới hạn cực điểm thì có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục vân đỉnh quốc vương quát lớn thời gian thoáng cái đã trôi qua nửa tháng trong khoảng nửa tháng này, tin tức đế quốc Ngô Thiên tiến đánh đế quốc Vân đỉnh đã lan truyền khắp Lang hư giới. Mọi người trong Lang hư giới đều không thể ngờ rằng một đế quốc nhỏ bé như Ngô Thiên lại dám tấn công đế quốc Vân đỉnh. Đồng thời, cũng trong vòng nửa tháng này, Diệt Thế lại ra tay với Ngô Thiên. Mà lần này không thể so với lần trước, hắn ta dùng chiêu thức mạnh nhất đánh thẳng vào cơ thể của Ngô Thiên Hồng khiến hắn ta nổ tung. Nhưng Diệt Thế không ngờ rằng lần sống lại này của Ngô Thiên cũng đã làm công lực của hắn ta tăng lên nhiều so với trước kia. Với thực lực càng lúc càng mạnh của Ngô Thiên toàn bộ vùng biên giới của đế quốc vân đỉnh đều đã biến thành thuộc địa của đế quốc ngô thiên mà cũng bởi sức mạnh tăng lên kinh khủng này của phía ngô thiên mà khí vận tiên trụ lại giảm xuống thêm lần nữa việc này khiến cả diệt thế và vân đỉnh quốc vương đều đứng ngồi không yên nhi chắc là do lực lượng để tiêu diệt ngô thiên còn non yếu cho nên diệt thế và vân đỉnh quốc vương mới liên thủ cùng nhau thân trinh. ra trận triển khai một trận kích sát quy mô lớn hòng giết chết ngô thiên cho bằng được hai người không ngừng xuất ra đủ các loại những chiêu thức điên cuồng oanh tạc về phía ngô thiên mà đúng lúc cả hai đang cảm thấy hà hê trong lòng tưởng rằng đã trừ khử được đại địch thì cơ thể của ngô thiên lại một lần nữa trùng sinh thực lực lại càng thêm tăng mạnh làm thế nào bây giờ phải làm thế nào đây một bên cạnh khí vận tiên trụ nhìn thấy khí vận chẳng còn lại bao nhiêu cả hai người đều sướt đầu mảy chán bọn hắn không dám động thủ với ngô thiên nữa rồi bởi vì nếu giết thêm vài lần bọn hắn sợ bản thân mình cũng không phải là đối thủ của ngô thiên sao ta biết phải làm thế nào vân đỉnh quốc vương phát điên trà sát đầu mình hắn ta gầm lên Ngày hôm qua sứ giả tới truyền tin, hỏi ta chuyện khí vận tiên trụ như thế nào rồi. Ta không dám nói sự thật cho hắn biết. Đúng vậy, chắc chắn không thể nói ra sự thật. Nếu để sứ giả biết được trong vài tháng này chúng ta vẫn không thể khiến cho khí vận tiên trụ tăng thêm chút nào. Ngược lại còn để giảm súng nhiều như thế, chắc chắn hắn sẽ giết chúng ta mất. Nảy mặt diệt thế cũng rất khó coi, cho nên hiện giờ phải mau chóng nghĩ ra đối sách. Vân Đình Quốc Vương Ủy oài nói, ta thấy, nếu tạm thời chúng ta chưa nghĩ ra cách đối phó với ngô thiên thì trước hết cứ mặc kệ hắn ta dù sao đế quốc vân đỉnh của ta rộng lớn giàu có như vậy cho dù bọn hắn có đánh suốt nửa năm cũng chưa thể đánh tới hoàng thành diệt thế đắp cho nên chúng ta vẫn nên quan tâm tới khí vận thì hơn phải tìm cách bù đắp lại khí vận đã tiêu hao đợi khí vận hồi phục lại kha khá thì hãy nói với sử giả mời sứ giả tới tương trợ đích thân tiêu diệt ngô thiên vân đỉnh quốc vương cắn chặt răng mặc dù tạm thời mặc kệ ngô thiên khiến hắn ta có chút không cam lòng nhưng bộ dạng của khí vận tiên chủ hiện giờ như thế bọn hắn làm gì có dũng khí nhờ sứ giả ra tay giúp đỡ hiện tại đã kiệt sức rồi có lẽ chỉ có thể làm theo cách diệt thế đưa ra mà thôi nói xong vân đình quốc vương bèn lấy thiên thư chỉ dẫn ra sau đó hắn ta lập tức nhíu mày trong chỉ dẫn có viết chuyện tăng khí vận này không dễ dàng cần phải bố trí cẩn thận tóm lại là phải tốn không ít thời gian vân đình quốc vương thở dài nói diệt thế cũng hơi nhíu mày bọn hắn đâu có nhiều thời gian để bố trí được như vậy tốt nhất là trước khi sứ giả hạ phàm trong lần tới nhất định phải lấp đầy khí vận mà đúng lúc hai người đang sứt đầu mảy chắn thì đột nhiên vân đỉnh quốc vương nghĩ ra điều gì đó hắn ta vội vàng nói nếu có thể diệt trừ ngô thiên để bù đắp lại số khí vận đã bị ngô thiên làm sói mòn vậy còn hoàng thiên cự thú lúc trước thì sao diệt thấy hiểu ra ngay lập tức ánh mắt hắn ta lóe lên mặc dù sau này ngô thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng bởi vì hắn ta có thể chất bất tử nên mỗi lần chết đi sống lại sức mạnh lại gia tăng một bậc nhưng hoàng thiên cự thú thì không hề có được may mắn nó giết chết thì chính là chết hẳn hoàng thiên chết rồi vậy chẳng phải số khí vận mà nó làm sói mòn trước đây có thể lấp đầy lại hay sao đó chính là một lượng khí vận cực lớn và lại thao tác lần này còn dễ dàng hơn việc bố trí những cái khác nhiều được ta sẽ truyền lệnh xuống dưới ngay lập tức để bọn hắn tìm kiếm tung tích của hoàng thiên một khi tìm được hoàng thiên hai chúng ta sẽ tiêu diệt nó ngay tức khắc được diệt thế nghiêm túc gật đầu vừa nghĩ ra được cách này vẻ u ám bế tắc trên mặt hai người bọn hắn lập tức vơi đi không ít trong một ngôi làng ngươi miền núi xa xôi chi chi. cổ gia tân cầm những hạt gạo vàng óng ngươi lũ già con trong chuồng bên này Mạc thiên cơ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế làm bài tập toán sư đệ sau mấy ngày nay không thấy hoàng thiên sau khi làm xong bài tập thì mạc thiên cơ lại có cảm giác bản thân lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn nàng thu dọn bài tập xong cất tiếng hỏi cổ gia tần ta dạo gần đây thẩm nông sư đệ đang nghiên cứu về biến đổi gen cho nên hắn lôi hoàng thiên đi làm thuật bạch rồi cổ gia tần nhẹ giọng cười nói mà thiên cơ gật đầu cảm khái đã lâu không gặp nhau cũng không biết các sư huynh đệ khác bây giờ thế nào đúng vậy cổ gia tần cho là con ăn xong thì nói hay là sư tỷ truyền thư hỏi thăm mọi người một chút đi xem thử dạo này mọi người sống như thế nào được mà thiên cơ vật đầu sau đó nàng viết hơn 10 lá thư vung ra ngoài những lá thư hóa thành từng đạo lưu quang biến mất trong hư không trong một tòa lâu các huy hoàng một nam tử Mạc long bào đang dư dương, dương nước mắt đọc thư của mạc thiên cơ gửi tới thật hoài niệm những ngày tháng ở chỗ sư tôn ta cũng rất nhớ các sư huynh đệ tuy rằng ta đã là quốc vương của đế quốc thiên long nhưng nếu so với các sư huynh đệ khác thì vẫn còn thua xa nhưng may mà sư huynh đệ đều ở cách đây không xa vậy thì nhất định phải đến chỗ ta chơi nghĩ đến đây nam tử Mạc long bảo cũng viết ra mấy chục bức thư ném lên bầu trời hóa ra là thư của mạc thiên cơ sư tỷ và long sư đệ ngược lại trên một tòa tông môn khổng lồ nơi ngọn núi cao tràn ngập mây mù dày đặc một nam tử khác đang đứng chắp tay lầm nhầm đọc thư quả thật không tồi bây giờ long sư đệ đã là quốc vương nếu có cơ hội ta nhất định phải tới tìm đệ tấy chơi một chút xem ra mạc thiên cơ sư tỷ rất có thành tựu trong phương diện toán học cổ gia tần sư huynh lại nghiên cứu ra giống loài mới thẩm nông sư huynh cũng nghiên cứu ra biến đổi gen không hổ danh là đệ tử của sư tôn cũng may bây giờ ta đã là tông chủ của vụ tông cũng không đến mức quá mất mặt hắn vừa đọc xong thì lại có mấy bức thư nữa truyền đến hắn tiếp tục mở ra từng cái một ta Tô Vân vận sư tỷ đến tiên giới sau. Rất tốt. Kinh như Hồng Phong của sư huynh gần đây lại cùng tông môn nào đó đồng quy vu tận, khởi ngọc sư huynh có chút thảm thì phải, huynh ấy vẫn không thể phi hành được. Lúc huynh ấy đánh nhau với người khác, đập chân một cái đã nhảy lên mặt trăng, sau đó không thể tự về được, cuối cùng vẫn là tiêu chiến sư địa chạy lên mặt trăng đón về. Nói đến đây đệ tử này không nhịn được mà thở dài, trong mắt hắn tràn ngập về hoài niệm. Mấy ngày sau, tất cả các đệ tử đều nhận được thư của Lý Thái Bạch, trong thư lý thái bạch nói sư tôn cưỡi thanh như đi khắp các nơi sau đó quen biết và thu thêm một sư đệ nữa sư tôn lại nhận đồ đệ mới sao cổ gia tần cho heo này ăn xong thì chạy về phía mạc thiên cơ hỏi vì sư đệ này tên gì gia cảnh thế nào cho như trong thư của thái bạch sư đệ nói thì vị sư đệ này tên là ngô thiên chính là ngô thiên mà gần đây rất có tiếng tăm ngươi đã tấn công đế quốc vân đỉnh đó mà thiên thơ giải thích Ôi! đôi mắt của cổ gia tần sáng lên hắn ta phấn kích nói ta nói mà một tiểu vương quốc sao có thể dám tấn công đế quốc vân đỉnh hóa ra là sư đệ của ta không hổ danh là sư tôn thu đầu đệ không ai là bao cỏ ai già tuy nói như thế nhưng chúng ta vẫn không thể khiến sư tôn hài lòng thái bạch sư đệ có nói trong thư mô thiên sư đệ khóc lóc kể với hắn sư tôn không hài lòng với đệ đấy lại còn phê bình đệ đấy nữa mà thiên cờ nói tỉ mau viết thư hồi âm đi nói với thái bạch sư đệ ăn ủi mô thiên sư đệ nhiều hơn một chút chẳng phải bình thường sư tôn cũng mắng chúng ta là phế vật sao cũng không phải chỉ trích một mình điện ấy, đó là vì sư tôn kỳ vọng chúng ta có thể thành tài, Người mong muốn chúng ta tiếp thu kiến thức tốt hơn. cổ gia tần nhè giọng thở dài, ta hồi âm ngay. mà thiên cơ gật đầu, sau đó phóng một phong thư về phía lý thái bạch. lúc này, thần nông đang làm nông vội vàng trở về, hắn hô to, sư huynh, sư tỷ, xảy ra chuyện rồi. buổi trưa, đệ trói hoàng thiên ăn cỏ ở ven sông, sau khi điện quay lại thì phát hiện hoàng thiên đã bị người ta đánh chết. nghe vậy mà thiên cơ và cổ gia tần đồng loạt biến sắc hai người họ vội vã chạy theo thẩm nông ra bờ sông bên cạnh sơn động hơn ba ngàn tiểu hoàng thiên cũng hoảng sợ chạy ra ngoài ba người đi đến bờ sông thì phát hiện dấu vết của một trận đại chiến ngoài ra còn tìm thấy dấu vết của kết giới ở gần đó xen ra để đối phó với hoàng thiên những người này đã có sự chuẩn bị từ trước hơn nữa còn dùng kết giới bao quanh khó trách chúng ta không hề phát giác được trận ẩu đả này mà thiên cơ quan sát bốn phía rồi nhíu mày nói sư huynh đệ cảm thấy vô cùng hổ thẹn đều tại đệ không trông coi hoàng thiên cẩn thận thầm nông ái này nói ở bên này hơn ba ngàn tiểu hoàng thiên cũng truyền đến âm thanh rắc rắc chủ nhân chủ nhân nhất định phải giúp chúng ta điều tra rõ hung thủ giết chết phụ thân đúng vậy đúng vậy chúng ta muốn báo thủ cho phụ thân ô ô ạ, phụ thân chết thật rồi nhất định phải giết chết tên tặc nhân kia các ngươi không cần lo lắng cổ gia tần vội vàng trấn an phụ thân các ngươi không chết được ta lập tức gọi hóa đà sư đệ tới đây một chuyến nói xong cổ gia tần an ủi thẩm nông một chút rồi truyền một đạo tin ra ngoài không lâu sau một nam tử dâu ria lưng đao dương thuốc đạp gió mà đến sau khi nói qua tình hình hoa đá mở hỏng thuốc ra bắt đầu cứu chữa cho hoàng thiên sau một ngày hóa đa cật lực cứu chữa cuối cùng hoàng thiên cũng cải tử hoàn sinh sư đệ thật lợi hại đám người cổ gia tần tán thưởng nói lại để mấy người sư huynh chê cười rồi đây đều là do sư tôn dạy tốt hóa đa cười nói hơn nữa còn do thể chất của hoàng thiên là hung thú thượng cổ nên ta mới có cơ hội làm được việc này. Sư đệ khiêm tốn rồi, hôm nay đệ vất vả như vậy hay là đệ cầm theo hai con phượng hoàng từ chỗ ta về hồng canh tẩm bổ đi? Cổ gia tần nói, sao lại khách khí như thế? Không cần phượng hoàng đâu, nhưng nếu huynh cứ một mực muốn như vậy, hay là huynh cho đệ hai con huyền vũ đi, vừa kháo đệ mới luyện ra loại thuốc mới, để hai con huyền vũ làm thuốc dẫn cũng được hòa ầu cười nói. Được, khi nào sư đệ trở về? Ta sẽ đưa huyền vũ cho đệ, cổ gia tần cười nói đa tạ mấy vị chủ nhân đã giúp ta cải tử hoàn sinh ở bên này sau khi đã hồi phục hoàng thiên lập tức quỳ trên mặt đất trong giọng nói vô cùng cảm kích thấy hoàng thiên đã tỉnh lại hơn ba ngàn tiểu hoàng thiên đều nhào về phía hắn khi trông thấy hơn ba ngàn tiểu hoàng thiên hoàng thiên lộ ra một nụ cười vui sướng nhớ đến những nguy hiểm trước đó bỗng dưng trong mắt lại cảm thấy cay rẻ xem chút nữa nó đã không gặp được đám tiểu tử này rồi các hai từ nhớ cho kỹ kẻ động thủ với ta là diệt thế và vân Đình quốc vương thiếu chút nữa hai người bọn hắn đã khiến cho chúng ta âm dương cách biệt mối thù này chúng ta phải ghi nhớ trong lòng chúng ta cùng đế quốc vân đỉnh quyết chiến đến cùng ngao 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 đế quốc vân đỉnh không chết không thôi phù thân yên tâm sau này chúng ta nhất định sẽ san bằng đế quốc vân đỉnh nhất định phải vận đầu của diệt thế và vân đỉnh quốc vương trong lúc này hơn ba ngàn tiểu hoàng thiên đều phòng má Rơi nắm đấm nhỏ của mình ra từng câu nói đều đầy kiên định chỉ sợ ngay cả diệt thế và vân đỉnh quốc vương cũng không ngờ đến không những hoàng thiên không bị giết chết mà bọn hắn còn làm cho hơn ba ngàn tiểu hoàng thiên tức giận đến mức nhất định phải giết chết hai người bọn hắn hiện tại bọn hắn còn đang ngồi xếp bằng bên cạnh khí vận tiên trụ trong lòng tràn đầy mong đợi rằng khí vận sẽ hồi phục có thể vỡ gạc lại một chút lần thứ hai khí vận tiên trụ giảm mạnh trên một phạm vi lớn đến mức chỉ còn lại một chút bất thình lình diệt thế cùng vân đỉnh quốc vương trừng mắt thật lớn tâm bị đà kết như muốn nổ tung hai người cùng ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép diệt thế và vân đỉnh quốc vương chật vật mãi mới may mắn không bị tàu hỏa nhập ma khoảng hai ngày sau bọn hắn mới bắt đầu bình tĩnh lại nhưng chuyện làm cho hai người lo sợ hơn chính là hiện giờ đế quốc ngô thiên do ngô thiên dẫn đầu đã đánh được hơn phân nửa lãnh thổ của đế quốc vân đỉnh vốn dĩ chuyện cũng không đến mức này bởi cao thủ của đế quốc vân đỉnh cũng có không ít không đến nỗi không ngăn được một ngô thiên tuy nhiên do hai người bọn hắn đã giúp ngô thiên niết bàn trọng sinh vài lần đến thời điểm hiện tại thực lực của mô thiên ngoại trừ hai người bọn hắn ra thì ít có ai có thể ngăn cản được hắn mà sự toàn vẹn lãnh thổ của đế quốc vân đỉnh cũng liên quan đến khí vận vậy nên nếu mô thiên ngày càng chiếm được nhiều lãnh địa thì số khí vận trong khí vận tiên trụ cũng ngày càng ít đi mỗi ngày đều giảm xuống một chút vốn dĩ sau chuyện hoàng thiên khí vận tiên trụ chỉ còn lại một chút khí vận hiện tại đã gần như thấy đáy làm sao bây giờ diệt thế tức giận đập nát đồ vật ở bên cạnh rít gào quát lên thực sự là bây giờ hắn ta không muốn mở mắt nữa Mỗi lần nhìn thấy khí vận ít đến đáng thương thì tâm can đều rất đau đớn, hiện tại không thể cứ mặc kệ Ngô Thiên như vậy được, nhưng chúng ta lại không có cách nào đối phó với hắn. Với trạng thái của khí vận tiên trụ, chúng ta cũng không thể mời sứ giả ra tay được, Vân Đình Quốc Vương hít mắt lại, âm trầm mở miệng, cho nên bây giờ nhất định phải có một người có thể ngăn Ngô Thiên lại, để chúng ta có đủ thời gian khôi phục khí vận tiên trụ, vậy ngươi phải nhanh chóng đi tìm người này, diệt thế vào lên, ta đã liên hệ với người này, hiện giờ đang bế quan ở dưới địa cung của đế quốc ta nhưng còn 7 ngày nữa hắn mới có thể xuất quan, Vân đỉnh Quốc Vương nói. 7 ngày, sắc mặt diệt thế biến đổi, hắn trầm giọng quát, với khi thế hiện diều của Ngô Thiên, chờ 7 ngày sau hắn cũng đã đánh đến hoàng thành của ngươi rồi. Yên tâm, ta còn có cách khác. Đế quốc Vân đỉnh có vô số tông môn, thiên tri kiêu tử cũng nhiều vô số kể Vân đỉnh Quốc Vương lạnh giọng nói tiếp, ta sẽ ban mệnh lệnh xuống, để bọn hắn đi ngăn cản Ngô Thiên, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Ngô Thiên, để bọn hắn cầm cự 7 ngày sẽ không có vấn đề gì chứ. Diệt Thế hít mắt lại, bộ dạng sốt ruột lúc nãy giờ mới hòa hoãn được một chút, trước tiên cứ lợi dụng những tông môn này để ngăn cản Ngô Thiên trong 7 ngày đã, chờ đến khi người đó xuất quan. Một mình hắn ta có thể dẫn dắt đại quân vân đỉnh ngăn cản Ngô Thiên, thậm chí còn có thể giúp chúng ta lấy lại một phần lãnh thổ đã mất, còn chúng ta thì cứ tập trung vào khí vận, chờ đến khi khí vận khôi phục lại một chút, chúng ta sẽ mời sứ giả xuất mã giúp chúng ta tiêu diệt Ngô Thiên. Sau khi tiêu diệt Ngô Thiên, khí vận của Mô Thiên sẽ mất đi cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ mọi chuyện đều trở về như cũ, đó cũng là khi chúng ta hoàn toàn truyền mình, Vân Đỉnh Quốc Vương trịnh trọng nói. Nghe vậy, Diệt Thế cũng ngật đầu, hắn vội vàng đáp lại, nếu đã vậy thì nhanh chóng sắp xếp đi, Vân Đỉnh Quốc Vương cũng ngật đầu, hắn ta vừa định ban mệnh lệnh xuống thì đúng lúc có người từ bên ngoài vội vã chạy vào, Quốc Vương đại nhân, một nam tử kêu lên, nhưng khi hắn vừa định mở miệng nói tiếp thì đã bị Vân Đỉnh Quốc Vương ngắt lời, hô to, ngươi tới đây đúng lúc lắm. Nghe mệnh lệnh của ta, lập tức để cho vụ tông viêm tông phong hỏa tông và thiên nhất tông đưa đệ tử xuất trinh ngăn cản mua thiên tấn công nghe thấy vậy tên thuộc hạ này lập tức biến sắc hắn ta ấp úng nói quốc vương chỉ sợ chỉ sợ là không được rồi tại sao không được vân đỉnh quốc vương trường mát viêm tông bị vụ tông tiêu diệt phong Hòa tông cũng bị thiên nhất tông thôn tính ha vân đỉnh quốc vương thoáng chốc kinh ngạc hắn ta không thể tưởng tượng được lại có biến cố lớn như vậy xảy ra có lẽ là bởi vì hắn ta chưa bao giờ nhàn rỗi quan tâm đến chuyện của mấy tông môn giới quyền này diệt thì cũng diệt rồi không phải còn vụ tông và thiên nhất tông sao vì thế hắn ta lại vội vàng nói vậy gọi vụ tông và thiên nhất tông mang theo đệ tử đi đi quốc vương đại nhân thần vẫn chưa nói hết sắc mặt của tên thuộc hạ vô cùng khó coi hắn ta tiếp tục nói sau khi tiêu diệt hai tông môn kia vụ tông và thiên nhất tông đã 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 thế nào rồi vân đỉnh quốc vương trầm mặt chất vấn đã đã đầu quân cho đế quốc Ngô Thiên rồi. Nhìn bộ dạng hít mắt của Vân Đỉnh Quốc Vương, cuối cùng tên thuộc hạ vô cùng sợ hãi quỳ dưới mặt đất cũng nói ra. Cái gì? Vân Đỉnh Quốc Vương ôm ngực liên tục lùi lại mấy bước, sau cùng mới có thể bình tĩnh lại. Đế quốc Vân Đỉnh của ngươi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệt thế ở một bên điên cuồng rít lên. Miệng nói là đế quốc lớn nhất lăng hư giới, vô số quốc gia và tông môn đều bị ngươi khống chế trong tay, bây giờ ngược lại còn bị phản bội, ngay cả một tên ngô thiên nho nhỏ cũng không ngăn cản được, đế quốc vân đỉnh của ngươi rốt cuộc là có thể làm được trò chống gì bình tĩnh một chút đừng nóng vụt bình tĩnh đã khoan hãy nóng này khét hết vân đỉnh quốc vương vội vàng trấn an hắn ta đảo mắt nói ta cũng không nghĩ đến mấy tiểu tông môn này sẽ phản bội nhưng chuyện cũng chưa đến đường cùng cùng lắm thì ta đến địa cung gọi vị kia rất quan sớm giật thê khẽ hiếp mắt một cái hắn trầm giọng nói ngươi ngươi nói rốt cuộc là ai hắn có thể ngăn cản ngô thiên tấn công sao người này ngươi cứ yên tâm đây tuyệt đối là một kỳ tài trời sinh tương lai nhất định không thua gì ta và ngươi người này chính là đại biểu tiên phong của đế quốc vân đỉnh ta chắc chắn là một thiên tài tuyệt thế vân đỉnh quốc vương nói thiên tài tuyệt thế có đáng ti không diệt thế không nhịn được hỏi hiện tại đã có quá nhiều chuyện xảy ra hắn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ chuyện này ngươi cứ yên tâm vân đỉnh quốc vương vỗ tay nói người này là gốc rễ của đế quốc vân đỉnh mấy năm trước ta đã phát hiện hắn chính là một hạt giống tốt cho nên mới sử dụng tài nguyên của đế quốc vân đỉnh đốc lòng bồi dưỡng bây giờ hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của ta sau khi ngao dù đây đó một vòng thực lực của hắn đã có sự biến hóa rất lớn gần đây còn đến danh giới đột phá cho nên lúc này mới bố trí tụ linh trận ở địa cung vân đỉnh để bế quan nghe thấy vậy diệt thế mới thở phào nhẹ nhõm ngươi nói người này ưu tú đến vậy hay là nhanh chóng gọi hắn ra cho ta nhìn một chút đi được hiện tại cũng chỉ có thể bảo hắn rất quan chức mà thôi vân đỉnh quốc vương thở nhẹ một hơi sau đó một mình đi xuống điện cung tiếp theo vân đỉnh quốc vương trở lại cung điện với ý cười tràn đầy trên mặt khẽ nàng rồi diệt thế vội vàng hỏi ha 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 trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta tiếng cười sảng khoái của vân đỉnh quốc vương truyền đến hắn ta hưng phần nói lúc ta đến tìm hắn vừa khéo hắn cũng đã đột phá chờ lát nữa hắn sẽ xuất quan ngay lập tức vân đỉnh quốc vương vừa nói xong bên ngoài cung điện cũng truyền đến những âm thanh ầm ầm sau đó một thân ảnh màu đen từ dưới nền đất thoát ra đứng giữa không trung rất quan rồi vân đỉnh quốc vương và diệt thế tiếc nhau một cái sau đó cả hai vội vàng chạy ra khỏi cung điện bọn hắn nhìn thấy trên không là một nam tử áo đen có mái tóc đen dài đang phất phơ trước chán người này một thân hắc bảo trong tay cầm một cây trường thương hiện lên quang mang đúng lúc đó trên người hắn mang theo khí tức cường đại khiến cả bầu trời đều ngập tràn một cỗ uy áp nồng động thuộc hạ nguyên tôn bái kiến quốc vương Nam tử áo đen ở giữa không trung hơi không người, lời nói đầy vẻ cung kính, tốt, miễn lễ. Vân đỉnh quốc vương cười to, vội vàng vung tay lên. Không biết quốc vương nóng lòng gọi ta xuất quan là để làm gì. Minh tôn ở giữa không trung, ánh mắt mơ hồ hỏi, không nói rông dài nữa. Gần đây có một mô thiên không biết tốt xấu tấn công đế quốc vân đỉnh ta. Nhưng hai người chúng ta lại bận rộn những chuyện quan trọng khác tạm thời không thể bỏ giờ. Bây giờ ta lệnh cho ngươi đến ngăn cản mô thiên tấn công đợi đến khi hai người bọn ta xong việc thì sẽ xử lý người này vân đỉnh quốc vương nói nguyên tôn nghe xong trên mặt hiện lên về âm u tiểu tặc nhân dám tấn công đế quốc vân đỉnh ta quả thật là to lan bây giờ ta sẽ đến tiền tuyến kính mong quốc vương chờ tin tốt của ta nói xong nguyên tôn cầm trường thương trong tay tội nhi chiến thần ở giữa không trung kéo ra một đạo hồng quang sau đó bay về phía tiền tuyến nhìn thấy bộ dáng lôi lệ phong hành này của nguyên tôn vân đỉnh quốc vương hài lòng gật đầu hắn ta nhìn sang diệt thế ở bên cạnh không nhịn được hỏi thế nào người này quả thật không tệ thực lực cũng rất mạnh không thể người nha vân đỉnh trong tay ngươi vậy mà lại cất giấu một mầm giống tốt như vậy diệt thế cười nói ha 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 đế quốc vân đỉnh ta có thể sừng sững ở giữa thế gian lâu như vậy tất nhiên cũng phải có nguyên nhân nếu ai đó nghĩ đế quốc vân đỉnh ta vô cùng đơn giản thì hắn xong đời rồi ha 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 vân đỉnh quốc vương thoải mái cười nói được rồi nếu đã có nguyên tôn đi ngăn cản thì trong thời gian ngắn Ngô Thiên cũng không gây nên được sóng gió gì to lớn chúng ta cũng phải mau chóng làm chuyện của chúng ta thôi bắt đầu khôi phục khí vận đi được hai người cười vô cùng sảng khoái trở lại bên cạnh khí vận tiên trụ hai người bọn hắn dựa theo chỉ dẫn của Thiên Thư bắt đầu một bài trí mới trước mắt đã trôi qua mấy ngày nếu có nguyên tôn ngăn cản tạm thời bọn hắn cũng không cần lo lắng Ngô Thiên hai người một lòng một dạ chăm chú vào khí vận sau khi kiến tạo lại cuối cùng khí vận cũng khôi phục không ít hai người ngẩng đầu lên gương mặt cả hai đều lộ ra ý cười chỉ đối phương mới hiểu mấy ngày nay khôi phục vô cùng thuận lợi diệt thế nói đúng vậy vân đỉnh quốc vương gật đầu về phía mô thiên có lẽ nguyên tôn cũng không có cách giết được hắn nhưng với thực lực của nguyên tôn thì cũng hoàn toàn có thể ngăn cản được mô thiên thậm chí là thu hồi lại được một ít lãnh thổ của đế quốc vân đỉnh đã bị mất tuy nhiên hắn vừa nói xong lại có một thuộc hạ vội vàng chạy vào quỳ trên mặt đất hô to quốc vương không tốt rồi nguyên tôn phản bội rồi hơn nữa không chỉ phản mà hắn còn chủ động mở tất cả các trận pháp phòng thủ của thành trì để thả cho đại quân của ngô thiên vào hiện giờ đại quân ngô thiên đã cách hoàng thành không tới ba thành không không chỉ có như thế các nước phụ thuộc bao gồm đế quốc thiên long đế quốc thương khung đế quốc thiên hoạc đế quốc phong vân đều đồng loạt nổi dậy tạo phản tất cả bọn họ đều đã liên hợp với đại quân của ngô thiên hơn nữa căn cứ theo tin tức tình báo mà thám tử truyền về thì tông chủ của vân vũ tông thiên nhất tông và quốc vương của các nước gồm thiên long quốc Đế quốc Thương Khung, Đế quốc Thiên Hỏa, Đế quốc Phong Vân, Nguyên Tôn. Một Thiên rất nhiều người đang tập trung bớt lửa trại, hình như bọn họ tụ tập ở đấy để nhảy một điệu nhảy gọi là vũ điệu quảng trường gì đó. Xem tình hình thì bọn họ dường như đang rất vui vẻ. Cái gì? Tin tức này vừa được truyền đến, sắc mặt của Diệt Thế và Quốc Vương Vân đỉnh đều trắng bệch, một người lảo đảo đứng không vững, người còn lại suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như thế? Bọn họ cứ lẩm ba lẩm bẩm mãi trong miệng biểu cảm ngây ngốc tràn lục vẻ khó tin tại thời khắc này hai người bọn họ dường như già đi vô số tuổi đúng lúc này khi vận tiên trụ bên cạnh bọn họ đột nhiên xảy ra biến hóa làm hai người họ đồng thời nhìn qua điểm báo chỉ biến hóa trong thời gian rất ngắn thế nhưng sau khi nó kết thúc trong khí vận tiên trụ kia vốn đã không có nhiều khí vận lại đột nhiên giảm xuống mãi cho đến khi chỉ còn lại một tia nhỏ xíu sư mới dừng lại mà một tia nhỏ xíu sư này còn sót lại là bởi vì đế quốc vân đỉnh của hắn ta vẫn còn tồn tại nếu một ngày nào đó đế quốc vân đỉnh cũng không còn nữa thì có lẽ một tia khí vận mỏng manh kia cũng sẽ biến mất hoàn toàn cả hai người bọn họ đều nhũng cả người ngồi bệt xuống trên mặt đất trong khoảng thời gian này cả hai người họ đã dùng vô số tinh lực thậm chí phải trả một cái giá rất đắt chỉ với mong muốn có thể nhanh chóng làm khí vận tiên trụ tràn đầy bọn họ không bao giờ có thể ngờ tới đổi lại là kết quả như ngày hôm nay bọn họ rõ ràng đã rất nỗ lực rõ ràng bọn họ đã làm theo tất cả những gì mà trên thiên thư chỉ dẫn có người đang quấy rối Diệt Thế điên cuồng rít và nói: "Ta chắc chắn có ai đó đang ở phía sau quấy rối, từ khi kế hoạch của chúng ta ở Tiên Giang Hỗn Độn Bia bắt đầu, ta đã cảm thấy ở sau lưng có người đang quấy rối rồi, nếu không thì làm sao có thể phát sinh loại chuyện như vậy." Nghe vậy, Vân Đình Quốc Vương cũng trợn trừng mắt, trước đó khi Diệt Thế nói với hắn ta về việc trong bóng tối đang có một bàn tay ở sau lưng quấy rối, hắn ta còn chưa tin vì nghĩ rằng Diệt Thế muốn thoái thác trách nhiệm nên mới nói như vậy, thế nhưng bây giờ, hắn ta cuối cùng cũng phải tin những lời Diệt Thế đã nói bởi vì những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này nếu liên kết lại sẽ phát hiện ra rất nhiều điều kỳ quặc. Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, thế nhưng cứ đến thời điểm mấu chốt lại phát sinh biến cố. Nếu chỉ có một hai lần thì cũng thôi, có khả năng chỉ là chuyện trùng hợp. Thế nhưng nếu mọi chuyện đều xảy ra biến cố như vậy thì rõ ràng không thể nào hiểu nổi. Bây giờ, bọn họ vô cùng chắc chắn có một bàn tay vô hình nào đó đang ở phía sau thao túng tất cả mọi việc. Phải làm sao bây giờ? Vân Đình Quốc Vương nhìn về phía Diệt Thế hỏi, Hồ, chúng ta chính là làm việc cho chủ thượng, kẻ này dám quấy rối cũng tức là muốn gây thù chuốc quán với chủ thượng. Nhất định phải bắt bằng được kẻ này, ánh mắt diệt thế lập loe sát khí, hắn nắm chặt nắm tay nói. Không sai, cần phải bắt được người này, nếu không tất cả những việc chúng ta làm đều có thể sôi hỏng bỏng không. Vân Đỉnh Quốc Vương cũng nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngươi nhanh chóng làm theo những gì ta phân ta phó, bố trí trận pháp. Diệt thế đứng dậy quát, ngay bây giờ ta sẽ mượn dùng lực lượng trận pháp, dựa vào tinh tượng chi lực mà chủ thượng ban cho để tiến hành suy đoán nếu người này là kẻ thao túng ở phía sau thì chắc chắn hắn sẽ để lại dấu vết như vậy chúng ta nhất định có thể bắt được hắn ta được ta sẽ đi làm ngay lập tức vân đình quốc vương cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc cho nên không dám chậm trễ một chút nào hắn ta phân công công việc đâu vào đấy sau đó chuẩn bị khoảng 3 ngày 3 ngày sau vô số cao thủ của vân đình đồng thời tụ tập lại khối động trận pháp lúc này đây vân đình quốc vương tự mình làm chủ tiếng hét lớn của hắn ta vừa cất lên vô số cao thủ cùng lúc túc dục lực lượng bên trong cơ thể rót vào trong trận pháp lực lượng như thủy chiều hướng về phía trận pháp mà đi còn diệt thế lúc này thì đang đứng giữa trung tâm trận tập trung hấp thu lực lượng của trận pháp tinh tượng chi lực đôi tay hắn kết ấn vô cùng phức tạp sau đó hét lên một tiếng sau tiếng hét vang toàn bộ không trung của hoàng thành vân đỉnh bỗng nhiên trở nên ảm đạm có thể nói lúc này không gian bỗng trở nên tối tăm dưới tay ra cũng không thể thấy năm món tay dưới tinh tượng chi lực của diệt thế qua một lúc lâu, bóng tối bao phủ đầy trời cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng, bắt đầu chi chít ánh sao. Giữa bầu trời đầy ánh sao bay lượn đồng thời cũng nổi lên vô số phù văn ảo diệu, huyền ảo. Diệt Thế quan sát tinh tượng trong không trung, lợi dụng vận mệnh chú định của tinh tượng chi lực, bắt đầu nắm giữ những những nhân vật đang nắm giữ cũng như có liên hệ với khí vận. Trong lúc nhất thời trên bầu trời xuất hiện từng luồng tin tức, cùng với vô số hình ảnh khác nhau, trong đó có hình ảnh của Ngô Thiên Lúc vừa mới ra khỏi Hoàng Lăng có cổ gia tần và mặc thiên cơ đứng giữa không trung phu phục hoàng thiên có nguyên tôn ở trong vân đỉnh địa cung bế quan tu luyện còn có cả hình ảnh một thanh niên mặc áo bào màu cho đứng trên đỉnh vân vũ tông nhấc tay ra lệnh cho mười vạn đệ tử quỳ xuống đất thần phục cũng có cả hình ảnh của quốc vương đế quốc thương khung và đế quốc phong vân khi mới thượng vị không lâu không phải tất cả đều không phải diệt thế nhắm mắt lại lẩm bẩm trong miệng đồng thời điên cuồng lắc đầu tất cả những người này đều chỉ là kẻ thù bên ngoài ánh sáng người hắn muốn tìm chính là kẻ vươn ra những xúc tu bí ẩn vẫn luôn đứng phía sau màn chỉ có điều khi diệt thế suy đoán ra những người này cũng làm trong lòng hắn nảy sinh một nhắc nhở hết sức quan trọng đó chính là thay đổi của khí vận những người này ở trong đó đều có một tác dụng quan trọng nào đó cái giúp tu của người bí ẩn kia chắc chắn đều có quan hệ với những người này mà tất cả những người này đồng thời từng liên hệ với ai thì kẻ đó chính là người đứng phía sau thao túng tất cả mọi người dốc hết lực lượng ra cho ta diệt thế hết lớn bản thân hắn trên chắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi rõ ràng suy đoán tinh tượng chi lực làm hắn tổn hại cực lớn hơn nữa người có thể đứng sau lưng điều khiển tất cả chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường kẻ đó ẩn giấu rất sâu muốn tìm ra hắn ta không phải là một chuyện dễ dàng mọi người nghe lệnh dốc hết toàn bộ lực lượng thúc giục cho ta chỉ cần tìm ra kẻ đứng phía sau ta nhất định sẽ trọng thưởng vân đỉnh quốc vương uống vào một viên đan dược rồi quát lớn những người còn lại nghe thấy thế cũng bắt đầu cắn chặt răng đen toàn bộ lực lượng không hề giữ lại chút nào rót vào giữa trận pháp sự đồng tâm hiệp lực của tất cả bọn họ làm tinh tượng trong không trung sáng lên thấy rõ trên bầu trời bắt đầu có những hình ảnh đang đứt quãng ngưng tụ lại. Kiên trì, chỉ cần có được tin tức của người này thì lập tức có thể hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Diệt thế cắn chặt hàm giam quát. Thật lâu sau đó, dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ của tất cả mọi người, cuối cùng hình ảnh đứt quãng đã dần dần hiện ra rõ nét. Có rồi, hết hết. Diệt thế vui mừng hét lớn. Nét mặt đám người của đế quốc vân đỉnh cũng lộ ra vẻ vui sướng. Bọn họ thở mạnh ra một hơi, đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt tập trung nhìn về phía không trung. Hình ảnh trong đó từ từ hiện ra đó là một người có hình dáng thấp bé, trang phục độc đáo với một cái quần bó sát và đi một đôi giày lười. Hình ảnh tiếp theo xuất hiện là một con chó đang phe phẩy đuôi nằm bên cạnh cửa, sau đó hình ảnh lại nắng lên, thay vào đó là cảnh một con rết đang tự mình chỉnh sửa móng tay, hơn 40 cái chân còn lại đang bắt chéo vào nhau. Mà sau khi hình ảnh con rết kia biến mất lại xuất hiện hình ảnh một con gấu lớn lười biếng nằm trên mặt đất, hai chân nó đang vẽ lặn trên bụng của mình. Cuối cùng tất cả hình ảnh cũng khép lại, đồng thời tinh tượng chi lực cũng theo đó mà biến mất, không trung lại khôi phục lại ánh sáng lúc này toàn bộ hoàng cung đế quốc vân đỉnh đều vô cùng hương phấn quốc vương vân đỉnh đế quốc chỉ vào không trung hương phấn hô to ha 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 đã điều tra ra chính là bốn kẻ đó ta đã nói rồi mà làm sao một người lại có thể có bút tích lớn đến như vậy thì ra là có tới bốn người chúc mừng quốc vương chúc mừng diệt thế đại nhân đã tìm ra kẻ đầu sò gây chuyện đúng 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 bốn kẻ này vậy mà dám đối đầu với đế quốc vân đỉnh chúng ta nhất định phải giết chết tất cả bọn họ đúng vậy nhất định phải giết chết bọn họ bốn kẻ không biết tốt xấu ta đề nghị lập tức phái cao thủ đi bắt bốn kẻ đó về đây trong lúc nhất thời các cao thủ đang có mặt tại đây đều sôi nổi lên tiếng ủng hộ chỉ hận không thể ngay lập tức bắt cả bốn người này lại diệt thế lúc này dù đang mệt đến mức không còn chút sức nào cũng lộ ra nụ cười vui sướng tuy rằng hắn tiêu hao rất lớn nhưng cũng không ủng công một phen tính toán này thông qua tinh tượng chi lực hắn cuối cùng tìm ra được kẻ đầu sò phía sau phá rối chỉ là không biết vì sao ba yêu một người này làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc đặc biệt là cái người mặc quân bó sát đi đôi giày lười kia làm hắn cảm thấy hình như mình đã từng tiếp xúc với người này chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn hắn lại nghĩ không ra diệt thế cũng không có nghĩ nhiều nữa có lẽ tại hắn cùng với ba yêu một người này nhiều lần âm trầm giao phong cho nên cũng có thể xem như từng tiếp xúc do đó mới có thể sinh ra ảo giác như vậy diệt thế và vân đỉnh quốc vương nghỉ ngơi thêm một chút rồi đi về phía trung tâm cung điện vân đỉnh khi về đến nơi diệt thế quay sang hỏi ngươi nói xem giờ chúng ta nên làm như thế nào tất nhiên là không thể buông tha bọn họ vân đỉnh quốc vương nắm chặt nắm tay cười lạnh nói cụ thể nên làm như thế nào diệt thế từ tốn nói rốt cuộc ba yêu một người này nếu có thể can thiệp vào khí vận thì chắc chắn bọn họ không phải là những kẻ đầu đường xó chợ mà trừ bộ dạng bên ngoài của bọn họ thì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả nếu giờ mà tùy tiện tiến lên chỉ sợ sẽ không thỏa đáng cái này thì ngươi yên tâm trong lòng ta đã hiểu vân đỉnh quốc vương nhất miệng cười nói ha diệt thế có vẻ tò mò hỏi phía dưới địa cung của vân đỉnh ta có một đại sát trận thiên nhiên hoàn cảnh bên trong sát trận này vô cùng ác liệt không hề có chút linh khí nào trong đó toàn bộ đều là tử linh từ thời thượng cổ còn sót lại dù ta và ngươi ở trong đó cũng không chịu nổi quá 7 ngày cho nên việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm được bọn chúng sau đó lợi dụng trận pháp nhốt bọn chúng lại tiếp theo dựa vào bảo vật đỉnh cấp của đề quốc vân đỉnh chúng ta sẽ truyền tống bọn chúng vào giữa sát trận của điện cung như thế chúng ta có thể không cần tốn quá nhiều sức cũng không phải chịu bất cứ nguy hiểm nào mà vẫn có thể đẩy bọn chúng vào chỗ chết vân đỉnh quốc vương ung dung nói ý kiến hay đôi mắt diệt thế lập tức sáng lên hắn vỗ đùi tạo ra âm thanh tỏ vẻ tán thưởng chỉ cần lần này ba yêu một người này chết đi thì khí vẫn sẽ được khôi phục lại còn không phải tốn quá nhiều công sức ha 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 như thế rất tốt như thế rất tốt bên dưới một tòa hoa lâu bốn bóng dáng lén la lén lút xuất hiện đại ca ngươi to gan thật đấy vậy mà dám trộm của chủ nhân mười miếng kim tệ nếu để hắn biết được thì ngươi chết chắc cầu tử cao mày khôi đầy mặt tràn đầy lo lắng nói sợ cái gì nam nhân mà chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu lâu bổn vĩ xa heo sau đó lại thấp giọng nói hơn nữa bản cha nam bây giờ cũng thông minh hơn rồi cùng lắm thì tạm thời không về nữa ha đôi mắt ngao khánh bất chợt lóe lên hoàng sợ nói chẳng lẽ đại ca có ý kiến gì hay ho hả ý kiến hay hay không thì không biết nhưng dù cũng phải trốn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió trước cái đã lâu bản vĩ chống lạnh cười ha ha một người ba thú mang theo mũ rộng vành rồi minh ngang đi tới trước hồng lâu đủ rồi đủ rồi đủ rồi ta mệt quá mệt quá ha 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 tiểu tỷ tỷ ta bắt được ngươi rồi hi 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 ha 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 thật là lớn nha bên trong ghế lô một đám nhảy múa hắc hò vô cùng ồn ào náo loạn cả đám đều vô cùng thích thú thế nhưng ở bên ngoài ghế lô nguy hiểm đang dần buông xuống vì kế hoạch hành động đêm nay đế quốc vân đỉnh đế quốc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng bọn họ bao vây toàn bộ chung quanh hồng lâu lặng lẽ bắt đầu bố trí trận pháp mà không gây nên bất cứ một tiếng động nào hai người diệt thế và vân đỉnh quốc vương đích thân ra tay bố trí một lớp lá chắn đề phòng người ở bên trong phát hiện ra động tĩnh trận pháp bố trí thế nào rồi diệt thế hỏi chỉ còn một khắc nữa là xong vân đỉnh quốc vương nhất miệng nói sau khi hoàn thành nơi đó sẽ trở thành một cái lồng giam cực lớn bất luận kẻ nào cũng không thể chạy thoát sau đó truyền tống trận sẽ được khởi động đem cả bốn tên này truyền tống đến sát trận dưới địa cung rất tốt diệt thế tươi cười buồn cười nhất là mấy tên tiểu tử này chết đã đến nơi rồi mà còn không biết vậy mà còn đến một chỗ nhỏ xíu như hồng lâu này chơi đồ vui vẻ đúng là chết thế nào cũng không biết mặt vân đỉnh quốc vương đầy cho phúng nói cũng đừng cao hứng quá sớm chưa đến thời khắc cuối cùng thì không ai biết sẽ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn đâu diệt thế đè bàn tay xuống nói lời thấm thiế nhắc nhược nhưng trên mặt hắn lại cười tươi như hoa một lát sau, một bóng đen lặng lẽ đi tới khẽ gật đầu về phía hai người diệt thế, khẽ hết hai người bọn họ liếc nhìn nhau rồi giơ bàn tay lên, mọi người nhận được tín hiệu, toàn bộ ngay lập tức rút khỏi trận pháp. Bên ngoài trận pháp, Vân đỉnh quốc vừa đọc chú ngữ, trong tay lấy ra một tấm truyền tống phù cực lớn, sau một loạt chú ngữ, truyền tống trận bỗng phát ra tia sáng chói mắt, bao phủ toàn bộ hồng lâu, tiếp tục hắc. Tiếp tục múa đi, trong phòng ngay lúc lâu bổn vĩ đem rượu dội xuống xương cốt của mình và cảm nhận bầu không vui sướng nơi đây thì cùng lúc đó một luồng ánh sáng bay đến kéo tất cả bọn họ vào trong đó ai nha có chuyện gì vậy muội 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 đi đâu rồi ca tốc độ này nhanh quá ta muốn ngói. hánh cố nhị xuống đi chân của ta ta bị rứt một cái chân rồi ta giúp ta tìm với đầu lớn đầu chọc lại tới chém cây rồi ba yêu một người trong tình trạng say khướt lấy tốc độ cực nhanh truyền tống đến sát trận dưới địa cung đế quốc vân đỉnh ha 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 nhìn thấy bốn người bọn chúng đã sắp chết đến nơi mà còn ở đó ăn nói liên thiên diệt thế và vân đỉnh quốc vương phát ra tiếng cười to cực kỳ châm chọc mọi chuyện hết thảy đã kết thúc diệt thế và vân đỉnh quốc vương ở trong cung điện nâng chén cụng ly chúc mừng nhau ha 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 cụng ly vì thành công của chúng ta vân đỉnh quốc vương cười vang nói cụng ly thì cụng ly nhưng cái sát trận dưới điện cung của ngươi có sơ hở nào không vậy diệt thế còn nghi ngờ hỏi yên tâm đi Vân Đỉnh Quốc Vương như đã dự liệu từ trước nói. Sát trận này được lưu lại từ mấy kỷ nguyên trước, sau đó nó lại trải qua một lần hủy diệt rất lớn, rồi từ đó tự hình thành một thế giới nhỏ hoang vu, bên trong đó tử linh vô số, hoàn toàn trở thành một vùng đất chết. Ngoài ra, ta còn cố ý phái ra bảy nữ đệ tử chấn thủ ở bên nó, là mấy người thiên phu xuất chúng, trời sinh mỹ thể, được ngươi đời gọi là thất mỹ vân đỉnh đó sao? Ánh mắt diệt thế nhảy lên một cái, không sai. Chính là các nàng ấy, chỉ cần có bất cứ một vấn đề nhỏ nào, các nàng sẽ lập tức đem tin tức báo cho chúng ta biết, Vân Đỉnh Quốc Vương cười nói. Như thế rất tốt, nghe Vân Đỉnh Quốc Vương nói về một loạt an bài của mình, Diệt Thế cũng vừa lòng bật đầu, nói tóm lại, ngươi cứ yên tâm đi, bọn chúng chắc chắn sẽ phải chết. Vân Đỉnh Quốc Vương dơ cao ly rượu lên cười nói. Ha ha ha, chắc chắn sẽ phải chết, Diệt Thế thấy thế, cũng rơi trước ly lên. Hai người nhẹ nhàng cũng ly vào nhau, bên trong sát trận hoang vu, bốn người lâu bản vĩ ngủ người mấy canh giờ mới từ từ tỉnh lại ta hình như chúng ta bị bắt thì phải nai tế một tay cầm quyền trục ra gấu lấy từ tàng kinh các còn chưa đọc xong ra đi tới lãi lãi đầu nói yên nào tiên nào bắt thì bắt có ca ở đây còn lo cái gì cùng lắm thì còn con giết dạ phong thì trở mình vẫy vẫy mấy cái móng vuốt chẳng thèm để ý nói đúng vậy hơn nữa nơi này hình như còn khá thú vị nữa đấy cháu bảo dậy nói tiếp hơn nữa ca không phải đã trộm của chủ nhân mấy kim tệ sao. Vừa đúng dịp ca nói muốn tránh nơi đầu sóng ngọn gió, thế này không phải vừa vặn là chỗ tránh gió chắn sóng tốt nhất hay sao, để nói đúng không ca. Nói xong cấu tử nhìn về phía lâu bản vĩ, vốn dĩ bản cha nam cũng đang nghĩ như vậy. Chẳng qua tránh đầu sóng ngọn gió thì tránh đầu sóng ngọn gió, tất nhiên còn phải kiếm mấy việc vui vui để làm nữa. Lâu bản vĩ chống cằm, mật đầu, ha, ca, ngươi nói nhanh đi, có việc vui vậy cầu tử vội vàng chạy lại chỗ lâu bản vĩ xuân xe ha ha trước tiên tìm thử cái đã lâu bản vĩ cười ha ha sau đó cốt trường của hắn ta dương lên nắm chặt một vật thể trong suốt trong lòng bàn tay rồi nghiêm túc lắc qua lắc lại vật thể trong suốt cho động tác lắc qua lắc lại của lâu bản vĩ hóa thành hình người giữ tợn phát ra âm thanh thế lương thả ta ra ngươi có biết ta thuộc hạ của ai hay không hả ở trong vùng đất hoang vu này ta chính là tử linh đứng đầu cấp dưới của linh vương nếu ngươi không chịu thả ta ra linh vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nhưng mà âm thanh của nó mới vừa rút thì đã nghe lâu bản vĩ bất thình lình lên tiếng linh vương mà ngươi nói là cái thứ này sao nghe vậy vong linh mới vừa rồi còn đang gào to lướt mắt nhìn qua một cái ngay lập tức nó sợ hãi phát hiện không biết từ lúc nào lâu bản vĩ đã bắt được vị linh vương mà nó vô cùng tự hào nắm chặt trong tay a à, làm sao có thể như vậy được tử linh cảm thấy ra đầu tê dại linh vương của bọn nó chính là tử linh mạnh nhất trong vùng hoang vu này linh 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 vương ngay tại sao lại nó trợn tròn mắt nhìn linh vương lắp ba lắp bắp nói câm miệng linh vương tức tối vào lên sau đó nó không nói không rằng mở ra cái mùng to tướng mút gọn con tử linh này vào bụng xong xuôi linh vương chép miệng mấy cái lộ ra bộ dáng tươi cười nịnh nọt nhìn về phía lâu bản vĩ cười nói đại nhân ta không quen biết nó ta có chút thú vị rồi đây lâu bản vĩ thấy thế thì có vẻ rất là thưởng thức khi nhìn con linh vương này hắn ta bùng lỏng tay thả nó rơi xuống đất cảm ơn đại nhân linh vương được khôi phục lại tự do không khỏi âm trầm thở dài nhẹ nhõm một hơi còn tốt may mắn là nó phản ứng nhanh nếu không thì đã chết thẳng cẳng lúc nãy nó còn đang vui vẻ cắn nuốt một con tử linh khác thế mà bỗng nhiên có một bàn tay đột ngột xuất hiện tóm nó lại đây nhớ tới cảnh tượng đáng sợ lúc nãy nó ngay lập tức hiểu rằng người đang ở trước mặt mình lúc này không thể chọc vào ha 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 các vị đại nhân không biết mọi người tới chỗ này có chuyện gì quan trọng không linh vương lập tức quỳ trên mặt đất cười hì hì nói ta chính là tử linh mạnh nhất trong vùng đất hoang vu này. Đương nhiên ta không phải đang khoe khoang mình mạnh mẽ thế nào, trước mặt các vị đạo nhân ta vẫn chỉ là tiểu đệ mà thôi. Ta chỉ muốn nói là, nếu các vị đại nhân có chỗ nào cần giúp đỡ hay có bất cứ yêu cầu gì, có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút. Ha ha ha, à, chúng ta chỉ là người qua đường thôi, ở mấy ngày rồi lại đi, lâu bản vĩ giơ tay lên nói. Chỉ có điều, bản cha nam rất thích ngươi, tương lai mấy huynh đệ chúng ta phải dựa vào ngươi giúp đỡ rồi, chỉ là chút lòng thành, chút lòng thành tiểu nhân nhất định sẽ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà các vị đại nhân có gì phân phó cứ việc nói linh vương cúi đầu khom lưng nói ta vậy ngươi lại đây ta hỏi một chút lâu bản vĩ móc ngón tay linh vương vội vàng tới vần bản cha nam hỏi ngươi một chút có thể sắp xếp mấy muội tử qua đây không vừa nói lâu bản vĩ vừa nâng nâng trước ngực miêu tả nhỏ giọng cợt nhà nói là cái loại này loại thật to thật to lâu bản vĩ nói như vậy làm linh vương ngay lập tức khó xử à đại nhân ngài xem chỗ chúng ta như thế này thì lấy đâu ra muội tử chứ linh vương chúa xuất nói không có muội tử sao lâu bản vĩ lập tức chẳng còn chút hào hứng nào hắn ta lạnh mặt nói vậy bình thường ngươi làm như thế nào để giải quyết đại nhân chuyện này ngài đừng có hỏi mà linh vương chúa xuất nói tiểu nhân đã mấy kỷ nguyên rồi còn chưa có khai trai lâu bản vĩ nhìn bộ dáng chán nản của con linh vương này vốn dĩ trong lòng hắn ta còn có chút tức giận đã nhanh chóng tiêu tan lâu bản vĩ trái lại còn vút cho nó một cái nhìn an ủi nỗi khổ này của ngươi, ca hiểu, chỉ có điều ca vẫn phải dạy dỗ ngươi một chút, nếu về mặt sinh lý đã không được thì về mặt tâm lý dù sao cũng phải tìm chút ít an ủi chứ. Ca dạy dỗ rất đúng, ca dạy dỗ rất đúng. Linh Vương cung kính khom mình gật đầu, nó vẫn còn đang sợ hãi về việc mình không thể sắp xếp mấy mũi tử cho lâu bản vĩ mà sẽ bị một đập một cái chết tươi, chỉ là vừa mới nói xong nó bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, ngay lập tức ánh mắt Linh Vương sáng ngời, đại nhân, ta có biện pháp. Nó hô lên. Ha, lâu bản vĩ ngạc nhiên thốt lên một tiếng nhìn về phía nó bên ngoài cái nơi hoang vu này có bảy mũi từng làn da trắng trẻo dung mạo xinh đẹp tất cả đều rất khiêu gợi ai nha thật hả lâu bản vĩ nghe lập tức mừng rỡ hỏi lại chuyện này ta làm sao dám lừa đại nhân linh vương thật cẩn thận quỳ trên mặt đất nói bảy nàng ấy bây giờ đang ngồi xếp bằng bên cạnh hoang vu giới này để tu luyện đôi khi họ còn tiến vào nơi này một thời gian ngắn rèn luyện chỉ là tiểu nhân có lòng mà không có sức cho nên mới chưa từng động thủ với bọn họ tóm lại mười mấy năm qua ngày nào cũng như thế tất cả bọn họ đều là mũi tử tươi non mơn mờn chân dài da trắng những lời linh vương nói tức khắc làm tin lâu bản vĩ như nai con chạy loạn hắn ta ngây ngô cười phá lên nếu đại nhân thích tiểu nhân sẽ ngay lập tức bắt các nàng vào đây được không ạ à? linh vương lại hỏi từ từ để ta sửa soạn lại một chút cái đã lâu bản vĩ đưa tay xuống chỉnh lại cái quần bó sát của mình sau đó cúi người thổi thổi cho sạch đôi giày lưới dưới chân cuối cùng hắn ta bày ra một tư thế tự cho là anh tuấn nhất hỏi đánh các ngươi mong nhìn xem khí chất của ca hôm nay thế nào Lìa, vô cùng hoàn mỹ chỉ là chi tiết cụ thể hơi thiếu một chút cầu tử nghiêm túc quật đầu sau đó ánh mắt nó liếc qua mang theo con giết. dấu đen vây quanh người lâu bản vĩ cho đem hai ống quần của lâu bản vĩ cuốn lên hai vòng con gấu đen thì lột hai đầu sợi khỏi quần áo sau đó con giết thu nhỏ người lại bò lên ngược lâu bản vĩ nó cuốn người thành một vòng co đầu rút cổ lại tạo thành một hình trái tim sau khi trang điểm xong cầu tử vỗ móng vuốt kêu lên được rồi hoàn nghĩ đại ca đẹp trai nhất thiên hạ ha 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 lâu bản vĩ chống lạnh phá lên cười một kích thỏa mãn khẽ khẽ ánh mắt linh vương khẽ động nó giơ ngon cái về phía lâu bản vĩ xúc động nói đại nhân thật đúng là đẹp trai không biên giới nếu tiểu nhân có một phần vạ dung nhan và khí chất của đại nhân thì đời này cũng cảm thấy mỹ mãn không tồi ta rất thích kiểu ngươi thành thật như ngươi lâu bản vĩ tán thưởng nhìn hắn một cái chuyện này làm linh vương mặt mày hớn hở đại nhân chờ một lát ta lập tức bắt mấy muội tử này lại đây cho ngươi ánh mắt linh vương khẽ động toàn bộ linh hồn thể của nó đột nhiên phóng to hóa thành một cơn gió lốc cực mạnh trong không gian hướng về phía ngoài của thế giới hoang vua này quét qua những nơi nó đi qua vô số linh tử bên trong thế giới hoang vu này đều quỳ dạp xuống trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên lúc này bên ngoài rìa hoang vu giới có bảy nữ tử đang ngồi xếp bằng các nàng môi hồng răng trắng trên người mỗi nàng đều mặc xiêm y phục sức khác nhau màu sắc rực rỡ hồng lam xanh Tím. Lục màu nào cũng có, có lẽ bởi vì các nàng trời sinh đã có một cơ thể quyến rũ, bị hoặc cho nên cách ăn mặc cũng cực kỳ lộ liễu, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài như ẩn như hiện, đặc biệt thân hình mềm mại như rắn nước càng mang đến cảm giác quyến rũ tận xương. Mấy người kia cũng đi vào đó hơn 20 canh giờ rồi, không biết hiện tại như thế nào. Nữ tử mặc áo đỏ trong bảy nàng lầm bẩm lên tiếng nói không chừng, có lẽ bọn họ chỉ còn chút hơi tàn, hoặc là đã sớm chết trong tay các tử linh rồi. Một nữ tử áo xanh nói, rốt cuộc bình thường bảy tỷ muội chúng ta vào đó tu luyện nhiều nhất cũng chỉ trụ được một canh giờ, càng không dám vào sâu bên trong. Đừng có xem thường kẻ địch, rốt cuộc bọn họ cũng là những người mà sư tôn coi là kẻ địch nữ tử áo lam ở vần bên cạnh nàng cất tiếng nói. Cho nên đừng có thiếu cảnh giác, chú ý quan sát tất cả động tĩnh là được. Từng nữ tử từ áo đỏ gật đầu, chỉ có điều nàng ta chợt nhớ tới cái gì đó nên lại khẽ thở dài. Thất muội sao lại thở dài vậy? Nữ tử áo lam hỏi, ta đang nghĩ, chúng ta cùng mấy người kia thật ra rất giống nhau, không phải đều không được tự do, không thể thoát khỏi nhà giam này hay sao?" Nữ tử áo đỏ nhíu mày nói, chỉ có một điều duy nhất không giống là bọn họ bị nhốt trong đó, còn chúng ta lại bị nhốt ở ngoài này, nghe nàng nói vậy. Đôi mắt xinh đẹp của những nữ tử còn lại đều trở nên ảm đạm, nỗi khổ trong đó có ai lại không biết đâu cơ chứ. Đúng lúc này, biến cố bỗng nhiên phát sinh. Từ bên trong hoang vu giới, một luồng gió lốc vô cùng mạnh quét về phía bọn họ, đây là cái gì? Bảy nàng bỗng nhiên đứng thẳng lên, gương mặt xinh đẹp bao phủ cảm giác có nguy hiểm đây là chẳng lẽ đây chính là vị linh vương trong truyền thuyết ở bên trong hoang vu giới vị kia chính là tử linh thần bí và mạnh mẽ nhất sao nữ tử áo đỏ trừng mắt nói mục tiêu của nó hình như là chúng ta chẳng lẽ nó còn có thể phá vỡ kết giới sao tiếng nói vừa dứt thì cương gió lốc điên cuồng kia cũng ập tới phá vỡ kết giới mang bảy người cuốn vào trong tất cả bọn họ đều không có chút sức phản kháng nào đã bị cuốn vào sâu bên trong hoang vu giới cũng không biết qua bao lâu lúc bảy tỷ muội tỉnh lại thì phát hiện ra khắp nơi chung quanh đều là những cơn gió lốc đang gào thét đây chính là bên trong hoang vu giới sao tại sao chúng ta lại bị cuốn vào trong hoang vu giới ta nhớ ra rồi chắc chắn vị linh vương trong hoang vu giới này động thủ với chúng ta bảy tỷ muội tỉnh táo lại cả đám đều thấp thỏm lo âu đúng lúc này một giọng nói bất ngờ truyền đến Tai nha bảy vị tiểu tỷ tỷ đã tỉnh rồi tiểu linh tử nhanh đi sắp xếp đẩy bầu không khí lên nào dạ linh vương đáp lời sau đó quát lên tổ không khí lên tiếng của nó vừa dứt thì đã thấy vô số tử linh hướng về phía này bay đến dưới ánh mắt sợ hãi của bảy tỷ muộn, chúng nó phát ra quỷ hỏa trên thân mình động tác đều nhịp mang đến cảm giác lập loài theo tiết tấu hiện trường dường như biến thành một sân khấu lớn với một ngọn đèn dầu lộng lẫy tổ âm nhạc lên linh vương lại hét lớn một tiếng lại có vô số tử linh bay ra trong miệng chúng nó phát ra đủ loại âm thanh tích hợp với nhau tạo thành tiết tấu làm cho người ta không tự chủ được nhún nhảy theo điệu nhạc cuối cùng trong không trung vang lên một tiếng sét lâu bản vĩ từ trên trời giáng xuống tỏa sang trên sân khấu bảy vị tiểu tỷ tỷ rất hân hạnh được gặp mặt tại hạ là lâu bản vĩ anh sang trói mắt bắn ra vàm bảy tỷ muội không mở được mắt bảy nàng nghe thấy tiếng nói nhưng lúc nhìn về phía người nói chuyện thì không khỏi choáng váng tối nay tinh quang lấp lánh tiêu nàng không trái tim này đều tràn đầy tình yêu với các nàng lâu bản vĩ khẽ động mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vánh vặt áo màu đen trước ngực lên trước ngực hắn ta vậy mà lại có một hình trái tim màu đen còn đang không ngừng nhảy lê thịt thịt người đến các mỹ nữ không biết các nàng có đồng ý cùng bản cha nam khiêu vũ dưới ánh sao hay không bảy nàng hoảng sợ nhìn lâu bản vĩ vô cùng khiếp sợ nay nay cái người áo đen lùn tịt này không phải là bị sư tôn ném vào trong tử linh sát trận này hay sao đã qua mười mấy canh giờ rồi thế mà hắn ta vẫn bình yên vô sự là sao không không chỉ bình yên vô sự thậm chí thậm chí hắn ta còn thu phục được tử linh lợi hại nhất linh vương cải thao túng sinh tử trong sát trận này mấy người cùng nhìn con linh vương đang quỳ gối dưới chân người mặc áo đen không nói nên lời nó vô cùng mạnh à nha mạnh đến mức các nàng không thể tưởng tượng nổi thấy bảy người các nàng không hề có chút phản ứng lâu bản vi tiêu sái hất hất cái chắn lên giữa ban đêm châm không chọc làm lòng người say tim ta cũng say hắn ta lại hất cái trần trở về tim các nàng không say sao chúng ta phải làm sao bây giờ nữ tử mặc áo màu xanh lá cây run rẩy nói Ngươi ta lợi hại như vậy, chỉ sợ lần này các nàng lành ít nữ nhiều rồi. Từ linh sát trận nguy hiểm như thế nào người khác không biết, nhưng tất cả chúng ta đều biết. Nữ tử áo đỏ truyền âm nói với những người còn lại, tu vi của chúng ta đều không thấp, may thường tu luyện ở chỗ này một canh giờ cũng chịu không nổi, vẫn phải chạy đến biên giới của sát trận. Người này cao thâm khó đoán, nếu chúng ta chống đối với hắn ta thì không khác lấy trứng trọi đá. Thất muội ý của ngươi là, chiều theo ý hắn. Ta, à, cái này. sắc mặt nữ tử mặc áo lam tái nhận nói nếu chuyện này bị sư tôn biết được chắc chắn bảy tỷ mỗi chúng ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ người này ở bên trong sát trận không những không bị thương một chút nào mà còn thu phục được linh vương của tử linh so sánh như vậy cũng đã thấy được hắn ta lợi hại hơn sư tôn rất nhiều nữ tử áo đỏ đã nói hết lời như sáu người còn lại ở bên cạnh vẫn còn trần chừ do dự thay thế nàng ta lắc mông bước lên phía trước vị ca ca phong lưu phóng khoáng như thế này quả thật trước giờ ta chưa từng gặp qua nàng lắc mông đi về phía lâu bản vĩ làn vây rực rỡ như ngọn lửa đổ theo bước chân lay động gót xe nhẹ nhàng bồng mông no đủ mượt mà phô bày ra độ cong hoàn hảo thu hút ánh nhìn sáu người còn lại xem mà choáng váng thất muội này làm phản cũng quá nhanh đi lâu bản vĩ nhìn mà cũng choáng váng hắn ta nhìn nữ từ áo đỏ màn mức khăn nước miếng lâu bản vĩ ca ca vừa vặp là đã có hào cảm mà nha nữ từ áo đỏ nói rồi đánh nhẹ lên ngực lâu bản vĩ ngay lập tức bàn tay nàng ta truyền đến một trận đau xót này kiếp cái thể loại xương cốt gì thế này ngực ca ca ngực thật cường tráng bàn tay nhỏ của ta chịu không nổi ca ca mong thổi thổi thân hình nữ tử áo đỏ mềm nhũn ngã vào lòng lâu bản vĩ nàng ta giơ bàn tay trắng nõn mềm mại không xương của mình lên quá đã nên thối lâu bản vĩ vui mừng hét lớn một tiếng rồi thổi nhẹ một hơi lên ngón tay của nữ tử áo đỏ đôi mắt của nàng ta mở to kinh ngạc vì cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ từ đầu ngón tay truyền đến nháy mắt đã lăn khắp cơ thể ta 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 sắp đột phá nàng ta run rẩy mở miệng nói rồi nhắm mắt lại ngay sau đó nữ tử áo đỏ lại mở mắt ra bởi vì căn bản không cần nàng ta phải đột phá nữ tử áo đỏ khẽ vận lực tức thì một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người nàng ta tản ra ngoài huyền huyền tiên sau nữ tử bên cạnh nhìn thấy mà giật mình phải biết rằng các nàng mới chỉ là thiên tiên mà thất muội thì vừa mới đột phá thiên tiên không lâu từ thiên tiên đến kim tiên nếu không tu luyện trên mấy ngàn vạn năm thì cơ bản không thể đột phá chứ đừng nói gì đến đột phá huyền tiên đây là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ đến thế mà bây giờ chỉ cần thổi một hơi đại tỷ làm sao bây giờ nữ tử mặc áo lam bên cạnh vội la lên thất muội nói không sai còn nữa sư tôn cũng chưa bao giờ đối xử với chúng ta như đệ tử hàng năm đều bắt chúng ta ở chỗ này chân thủ sát trận hướng tới chỗ lợi tránh xa những thứ có hại vốn là bản tính của con người mà nữ tử mặc áo tím nói các ngươi nhìn mà làm đều không hành động nhanh trong mắt hắn ta rất có thể chỉ có một mình thất muội nàng ta nói xong thì vỡ cây châm trên đầu xuống mái tóc đen như thác nước của nàng ta bung xõa xuống giữa ánh sáng đây màu sắc của quỷ hỏa nàng ta hất mái tóc đen sang một bên nhẹ nhàng đi về phía lâu bản vĩ mắt ta vừa nãy không cẩn thận bị cát bay vào ta cũng giúp ta thổi một cái trong lúc nhất thời hoàn cảnh tĩnh lặng bên trong sát trận được thay thế bằng ánh lửa ma chơi lập lòe âm nhạc vui tươi hạnh phúc một đám người nhảy múa chung quanh một người áo đen chỉ thấy bàn tay người mặc áo đen kia từ bên trái sờ đến bên phải từ phía trên sờ xuống phía dưới tiếng cười của bộ dương khô trong cổ họng hắn ta quanh quẩn vang vọng khắp nơi trong sát trận sau ba ngày ba đêm lâu bản vĩ vẫn còn rất sung sức nhưng bảy nữ nhân kia đã chịu đựng không nổi những tử linh làm nhiệm vụ phát sáng cũng mệt mỏi đến mức hôn mê bất tỉnh hơn một nửa linh vương của đám tử linh cũng không chịu nổi nữa nói tinh dị lực của ngươi cũng tốt quá đi đại ca nghỉ ngơi nghỉ một chút đi nó đã mệt muốn chết không nhịn được nữa mà mở miệng lâu bản vĩ bất mãn mà nhìn về phía linh vương tiểu linh tử thân thể của ngươi kém quá đi tất nhiên tất nhiên ai có thể so sánh với đại ca được chứ đại ca oai hùng chấn động cửu thiên thiên hạ không ai có thể so sánh linh vương nói ta thật sự suy nghĩ cho đại ca thôi ngài lợi hại như vậy nhưng mấy tiểu cô nương thì không chịu được nữa đâu nếu không dừng lại có khi mấy nàng ấy sẽ mệt chết mất đến lúc đó đại ca chẳng phải lại thiếu mất bảy đóa hoa dài sầu hay sao nói có lý lâu bản vĩ ngừng lại làm tất cả mọi người như chút được gánh nặng bảy tỷ muội thì tiên liệt ngã xuống đất há miệng thở phi phò con mẹ nó người này nhảy dữ quá mấy người bắt đầu nghỉ ngơi một lát sau con giết dạ phong bò lên trên một tảng đá sau đó cơ thể nó cong lên chỉ trong chốc lát nó đã chui xuống đất qua một lát nó lại bò lên đôi mắt sáng như ánh sao nhìn lâu bản vĩ côi chân mùa tay đại ca đại ca có chuyện vô cùng tốt làm sao vậy ta vừa rồi ở trong bùn đất người thấy có mùi tiền con giết dạ phong nói ha bộ xương khô từ trên tảng đá nhảy dựng lên kích động nói tiền chỗ nào chỗ nào Ô hướng đông nam. Nay trong hoàng vu giới này con giết giã phong chỉ về một hướng rồi nói. Chúng ta có nên đi cướp đoạt một chuyến hay không? Đi, lâu bản vĩ nhất ngón tay chỉ thẳng vào không trung, trong nháy mắt, sương mù quỷ dị hắc ám tràn lập hoang vu tĩnh mịch dần tàn ra, kết giới ở chỗ này bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa, mọi người đứng bên cạnh sợ đến ngây người. Chuyện này sát trận mấy kỳ nguyên không thể phá giải đã bị phá rồi sao, chỉ cần dùng một ngón tay, rất nhẹ nhàng, hơn nữa loại phá hủy này cũng không phải kiểu giống như linh vương lúc trước ở bên ngoài bắt bảy tỷ mũi kia vào đây mà thật sự là đã bị phá linh vương ở chỗ này mệt nhọc vô số kỷ nguyên nó cũng đã quên mất cụ thể là bao nhiêu lâu bầu không khí vốn mục nát nay được thay thế bằng không khí tươi mát được vào chóp mũi mà nó vẫn còn khiếp sợ chưa tỉnh táo lại được ngay sau đó nó hét lên thất thanh thì ra sau khi kết giới tan vỡ sương mù tản ra cũng là lúc ánh sáng chiếu vào bị nuốt quá lâu ở nơi âm u không có ban ngày này làm nó suýt chút nữa quên mất tử linh không thể tiếp xúc với ánh sáng tiếng thét chói tai thư diên chạy trốn đồng thời vang lên khắp nơi ánh mắt linh vương liếc về phía lâu bản vĩ đảo qua đảo lại trong đầu nó bất chợt lóe lên một suy nghĩ nhanh như chớp đại ca đại ca ta sắp chết linh vương ôm đầu thét lên chói tai ta không thể đi theo một người đẹp trai tận trời cục kim không ai sánh kịp mỹ lực bắn ra bốn phía ngươi gặp người thích hoa vặt hoa nở như đại ca để làm tùy tùng làm châu làm ngựa là tiếc muối lớn nhất trong cuộc đời này của ta đại ca. Không. Lâu bản vĩ không thèm nước mắt nhìn nó một cái mà chỉ vung tay lên. Ngay lập tức chung quanh người nó được bao phủ một lớp sương mù đen như mực. Đi, đi kiếm kim tệ. Tử Linh không thể nhìn thấy ánh sáng. Đó là nguyên tắc của thiên đạo và quy luật của đạo lý. Nhưng bây giờ, chỉ cần nâng tay lên thì tất cả đều xem như không có gì. Linh vương dùng mình, nó không dám nghĩ ngợi sâu xa hơn nữa. Vội vội vàng vàng đuổi theo bọn người lâu bản vĩ đã chuẩn bị rời đi. Đại ca. Chờ ta, vùng đông nam hoang vu là một vũ trụ nhỏ độc lập ngay khi bóng người vừa lóe lên 12 con người lập tức đi vào cánh cửa của vũ trụ nhỏ bé này một vũ trụ giang đây kết giới chung trùng điệp điệp biết bao hiểm nguy và dày đặc các loại trận pháp tuy nhiên lâu bản vĩ lại vô cùng say mê ngửa đầu và hít một hơi thật sâu quả nhiên ở đây tràn ngập mùi vị của tiền vàng hắn ta vừa nói vừa gõ nhẹ vào xương bàn tay màu trắng thế giới phòng thủ kiên cố chẳng khác gì bọt biển phân tán ra chung quanh cũng tại thời điểm bọt biển nhẹ nhẹ tan đi ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi tới các loại vàng bạc châu báu chất đống trên mặt đất giống như thứ đồ vứt đi hiện lên ngay trong tầm mắt cùng lúc đó còn có vô số báu vật được bao quanh bởi tầng tầng lớp nớp trùng sáng thoái lóa đang cho lơ lửng ở giữa không trung những thứ này khiến bảy nữ tử phải trừng to cả hai mắt cái này đây là quốc khố và toàn bộ tiền tích góp từ khi lập quốc của đế quốc vân đỉnh sao bảy vị nữ nhân thốt lên đầy kinh ngạc bọn họ là đệ tử của vân đỉnh quốc vương đã sớm nghe nói tới nhưng từ trước đến nay chưa từng tận mắt nhìn thấy nơi này bao giờ bảy người vừa nhìn thấy thì lập tức đã bị cảnh tượng ở trước mặt làm cho ngây ngất choáng váng bảo vật ở đây thật sự quá nhiều rồi quả nhiên bên trong đế quốc vân đỉnh là một đại dương châu báu thực thụ lúc này trong hốc mắt trống rỗng của lâu bản vĩ cũng nhất thời biến thành tiền vàng rồi ta chúng ta phát tài rồi cầu tử đứng bên cạnh sau một hồi đều đẫn cũng mừng rỡ thốt lên một câu nhưng sau khi nói xong thì phát hiện chẳng có ai đáp lời nó nó quay đầu lại nhìn thấy lâu bản vĩ ngẩn người như phóng chậm rãi giang hai tay ra và cắm đầu chui vào trong đống tiền vàng đại ca nhìn thấy lâu bản vĩ trong nháy mắt chìm vào trong tiền vàng vài người đồng thanh nào lên bọn họ cũng nhao nhao nhảy xuống giàu to rồi ha 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 chúng ta giàu to rồi sau này tỉ muội chúng ta muốn gì được nấy rồi ta có kế hoạch hết rồi sau khi trở về ta sẽ gọi một vạn người đến cùng nhau ca hát nhảy múa cả bốn người ha hả cười lớn vốc tiền vàng ném lên trời ngay sau đó lâu bản vĩ ung dung từ trong đống tiền vàng bay vút lên không trung gói lại gói lại cho bản cha nam nào toàn bộ đều gói lại hết cho ta, vừa nói. Lâu bản vĩ vừa để lộ cái răng nanh bị nứt trong miệng, lâu bản vĩ lớn tiếng nói. Lúc quay về thì làm một ngàn bộ răng bằng vàng khác nhau đi, đôi mắt của cấu tử như thầm nói. ca làm răng bằng vàng có quá lộ liễu không? Chủ nhân nhìn thấy mà ngứa mắt có khi nào sẽ bẻ nó ra không? Có lý, có lý, lâu bản vĩ nói xong thì nhanh chóng chỉnh lại những chiếc răng đang lung lay. Linh vương đứng ở một bên không nhìn rõ, từ hồi ở chỗ đại ca có chuyện gì ầm ĩ vậy nhỉ? sao có thể để ý đống tiền vàng đổ nát này chứ? Điểm quan trọng không phải nằm ở những tiên khí ở bên cạnh hay sao? Linh Vương đảo mắt, ánh mắt rơi xuống chiếc bình bạch ngọc được rất nhiều hào quang vây quanh đang trôi lơ lửng ở trên không trung, bao phủ toàn bộ chiếc bình là một màu xanh ngọc bích trong suốt, hoa văn trên đó ẩn hiện và huyền bí lạ thường. Bảy nàng cũng nhìn vào chiếc bình, ánh mắt của họ vừa ngạc nhiên vừa phấn khích, chẳng lẽ chẳng lẽ đây là, đây là chiếc bình trong truyền thuyết? Ngay sau đó, lâu bản vĩ đang điên cùng vơ vét tiền vàng, bất thình lình xông tới và một cước đá phăng chiếc bình khiến nó vỡ tan tành cái bình vỡ này thật láng đường ngoái linh vương kinh ngạc há hốc mồm bảy nàng giật này mình xít chút nữa thì con ngươi đã rơi ra khỏi trong mắt rồi ta tiểu linh tử mau giúp ta gói lại tiền vàng lâu bản vĩ hét lên đúng đúng đúng, đúng. linh vương không hoảng sợ nữa mau chóng mượm miệng lại gói lại phải gói lại hết nó vội vã chạy tới lấy túi đầu của mình ra và bắt đầu vốc tiền vàng bỏ vào do to rồi rau to rồi. Tỉ muội ơi! Nữ nhân ơi! Sau này đều không còn là giấc mơ nữa rồi. Lâu bản vĩ vừa hốt tiền vàng, vừa lớn tiếng cười thỏa mãn. Đúng vậy, đúng vậy, rau to rồi. Ha, ha, ha ha ha. Linh vương đưa mắt nhìn sang cái bình vỡ vụn rơi vãi đầy trên mặt đất. Trong lòng dì máu, ca nói đệ nghe. Tiền vàng là thứ đồ vật cực kỳ tuyệt vời, không thèm nởng đầu lên. Lâu bản vĩ thao thao giảng dài, nhi nhớ lời ca. Trên đời này không có gì có thể sánh được với tiền cả. Đúng, đúng đúng linh vương gật đầu lia lịa như giã tỏi ánh mắt vô tình bắt gặp một nhánh cây tiên khí màu trắng thần bí đôi mắt của nó bỗng sáng lên đó 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 là thứ đã được tiên nhân thông thiên nào đó của mấy kỷ miên trước sử dụng qua rắc rắc cầu từ bảy cành cây ném sang một bên cái thứ mục nát chết tiệt này thật là chiếm diện tích nói xong nó cầm người mấy túi đồ cối quanh cơ thể khiến chúng va chạm phát ra âm thanh leng keng đồng thời nó hô to ta mấy chục túi đựng đồ của đệ đầy rồi, ca còn chỗ trống không? Linh Vương không nói nên lời, nó đấm mạnh mấy cái vào lồng ngực của mình, cái gì rất này cũng cản đường, châm. Một tấm phủ màu đen tỏa ra ánh sáng màu đen trói lóa ở trên không trung cũng bị con rết xé rất tương. Nó không nhịn nổi nữa rồi, đại ca. Ta nghĩ ca có thể không biết những thứ này nhưng không ai để ý đến lời nói của Linh Vương. Ta. Bên này không có tiền vàng, toàn bộ đều là phế phỏng. Lại còn vô cùng ngáng chân nữa chứ cầu từ hô to, cái gì, bên kia còn chứ, gấu, qua đây, hủy hết mấy đồ vật vô dụng này đi, đứng để mấy thứ rác rưởi đó làm vướng chân cầu ca của ngươi, lâu bản vĩ nói mà không cần ngước mắt lên, sau đó thì qua bên kia tìm kiếm một chút đi, Linh Vương và bảy nữ từ nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy rất nhiều báu vật cực phẩm bị gấu lần lượt bóp nát. Trong lòng đau đớn đến dì máu, phí của rời, đúng là phí của rời mài, ca ca, bọn ta tới giúp ca phá hủy đồ vật, bảy nàng thật sự cũng không chịu nổi nữa, ai nấy đều lấy ra túi đồ rồi ra sức vơ vét tiền vàng bỏ vào trong đó. Dừng lại, vừa nghe thấy một tiếng hét này, thì thân thể của bảy nàng đã bị một luồng lực lượng vô hình khống chế. Tiếp theo sau đó, bảy người họ bị kéo lại và ngồi trên một chiếc ghế đầu ở bên cạnh. Bảy vị tiểu mỹ nhân ngồi đi lâu bản vĩ trách móc, làm sao ta nỡ để các nàng làm công việc vất vả này chứ? Không vất vả, không vất vả mà, ha, được rồi, vậy thì vất vả. Nghe thấy thế, bảy cô nương ấy không còn lựa chọn nào khác, đành miễn cưỡng đồng ý sau đó chỉ có thể tiếp tục trơ mắt nhìn từng món đồ vật sáng lấp lánh trên không trung bị tàn phá trong tay của bốn người kia bảy người họ thiếu chút nữa là nồi máu cơ tim lòng đau như cắt nước mắt đầm đều rồi nhưng mà may mắn thay mấy vị huynh đài mải miết thu thập tiền vàng một hồi sau đã thẳng thừng bỏ qua sự tồn tại của các nàng ấy điều này khiến cho bảy nàng nhất thời tìm được cơ hội nhặt nhạnh một ít đồng bạc lẩy xin lỗi sư tôn có lỗi với sư tôn rồi tiếp sau ta sẽ lại báo đắp sư tôn bảy nàng hổ thạnh lẩm ba bẩm Tuy ngoài miệng thì nói thế nhưng túi đầu của họ sắp sửa nhét đây nhẫn vàng rồi, tại nơi đóng quân của đế quốc Ngô Thiên. Lửa trại hừng hực rực sáng cả bầu trời đêm, bên đống lửa trại, đám đông thanh liên nhịp nhàng hòa mình vào điệu múa quảng trường, phía sau bãi đất trống rộng lớn là mấy ngàn tiểu hoàng ngư đang lúc lắc cái mông theo điệu nhạc, không khí náo nhiệt và tương bừng quá đối, vẫn còn làn khói dày sụ liên tục phun ra từ trên cái khung sắt bên cạnh, một tên mập đứng bên khung sắt vừa lau mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa vui vẻ nướng xiên, "Nào, nào, ăn xiên que đi." tên mập bưng một đĩa thịt nướng lon ton chạy về phía một nhóm người cổ gia tân nhanh chóng chạy về phía trước đĩa và lò lên nào 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 đây là thần thú long tộc mới bồi dưỡng của ta lúc nổ ra thì có chút sự cố hơi dị thường một chút tuy mấy ngày nữa thì sẽ chết thôi nhưng mà đều không ảnh hưởng đến hương vị vừa vặn có thể cho mọi người dùng thử đấy hắn ta vừa nói vừa phân phát thịt nướng cho mọi người quá tuyệt vừa nhận một sâu thịt nướng mô thiên ngạc nhiên và mừng rỡ nói đây là long tộc đã tiệt tích từ lâu rồi người một cái là biết ngay tức khắc rồi nếu không có tay nghề một chút thì sẽ không thể nướng ra được người vị như thế này đâu sư huynh lợi hại quá thần thú như thế này mà cũng có thể bồi dưỡng được đúng là ta quá kém cỏi so với sư huynh rồi bạch khởi ngọc dặm một miếng thịt bò nướng cất tiêu nói không biết các vị sư huynh sư tỷ vần đây có thành tích gì không hổ thạch hổ thạch ta chỉ mới lên làm quốc vương của thiên long quốc thôi còn kém xa các vị huynh đệ lắng ta còn xấu hổ hơn chỉ vừa mới đảm nhiệm chức tông chủ của vụ tông tiện thể thôn tính luôn viêm tông nói tóm lại vẫn còn thua xa các sư huynh đệ còn ngũ sư tỷ thì sao ta còn đáng hồ thẹn hơn chẳng qua chỉ đi tới tiên giới thu nạp được thêm vài châu lục rồi tiện tay diệt trừ luôn vài châu lục không chịu phục tùng ta vẫn không thể so được với các sư huynh đệ nói xong tô vận vân cũng cắn một miếng thịt bò nướng khục khục ta còn xấu hổ hơn mô thiên nghe vậy chỉ lắc đầu đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện của sư phụ là đánh bại đế quốc vân đình đám người đang nói chuyện chỉ nghe thấy từ xa truyền đến một tiếng sư huynh sư tỷ cả nhóm người nhìn sang chỉ thấy một người tiến lên nói tứ đại hộ pháp đã bị vân đình quốc vương bắt đi rồi nghe vậy ai nấy không hạnh mà gặp đều bàng hoàng sửng sốt không những không lo lắng bọn họ còn há miệng cười ha hả đế quốc vân đình này cũng thật là bắt ai không bắt lại đi bắt tứ đại hộ pháp được rồi nhưng cơ hội này chúng ta đi xem náo nhiệt đi nhưng tiện cùng với tứ đại hộ pháp trong ngoài phối hợp bây giờ đi thâu tóm đế quốc vân đỉnh đi được đấy đi tiêu diệt đế quốc vân đỉnh ngay đi mô thiên là người đầu tiên đứng phát dậy tiết động hô to một đám người mang theo đạo quân lớn cuồn cuộn khí thế xông tới đế quốc vân đỉnh trong hoàng cung của đế quốc vân đỉnh vân đỉnh quốc vương và diệt thế bật cười sảng khoái đã lâu như vậy rồi bốn tên phía sau kia e là đã đi xuống hoàng tuyền rồi vân đỉnh quốc vương vừa nói vừa lớn tiếng cười khoái trá nào cạn sạch ly này đi lỡ như chưa chết thì sao Diệt Thế có chút lo lắng, buông ly rượu trong tay xuống, phải biết rằng sát trận kia cho dù là trận pháp cực kỳ tàn bạo và ác liệt còn sót lại từ mấy kỷ nguyên, nhưng đám người đó tỉnh danh và xào trá lật mặt nhanh như vậy, nếu vẩn vẹn chỉ dựa vào một sát trận này mà đòi tiêu diệt được tất cả, thì Diệt Thế cứ luôn cảm thấy có hơi không yên tâm. Ha ha. Ngươi biết sát trận kia lợi hại đến nhiều nào mà Vân Đỉnh Quốc Vương đã tính trước mọi việc, nói. Hơn nữa, cho dù chưa chết, nhưng đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, bọn họ chắc chắn đã bị tra tấn đến thân tàn ma dại rồi lúc cạn nào tâm trạng của diệt thế cũng hiếm khi vui vẻ như thế này lần này chỉ cần thủ tiêu người thao túng phía sau thì mọi chuyện sau này của họ đã trở nên đơn giản hơn nhiều rồi chỉ cần bọn họ chết còn sợ khí vận sau này của chúng ta không thể trở nên tràn trề hay sao vân đình quốc vương tự tin nói ha 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 nào uống cạn nào hai người đang uống rượu vui vẻ thì từ xa truyền đến giọng nói của tên thuộc hạ báo cáo báo cái gì mà báo không thấy chúng ta đang uống rượu ở đây sao vân đỉnh quốc vương rơi chân đá một cú vào người tên thuộc hạ vừa rộng bước vào đại sảnh sau đó hai người bọn họ tiếp tục uống rượu không bao lâu sau bên ngoài có một tiếng động rung trời nổ ra tiếng đao kiếm chém giết tinh vỏi lọt vào tay của hai người họ diệt thế và vân đỉnh quốc vương dừng ly rượu trong tay lại có chuyện gì vân đỉnh quốc vương và diệt thế vội vàng chạy ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng đang vô cùng loạn xị bát nháo ở cách đó không xa xe lẫn khí lãng và khói bụi mịt mù bẩm báo bệ hạ là người của đế quốc mô thiên tấn công tới hạ nhân nương nớp lo sợ, duông rể nói, sao không nói sớm hả? vân đỉnh quốc vương tung một cú tắt như trời giáng vào tên hạ nhân khiến máu tanh túa ra từ hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng của hắn ta, sau đó hắn ta chết tươi tại chỗ. ái ra. diệt thế ngăn vân đỉnh quốc vương đang nổi giận đùng đùng lại, ngươi đừng nóng vội. bốn tên giật dây phía sau đều nằm trong tay chúng ta, mấy tên tung tét nhỏ bé đó thì có thể làm được trò trống gì? diệt thế dừng dương nói chẳng qua tên ngô thiên kia có hơi khó giải quyết mà thôi trước tiên hai người chúng ta cùng nhau liên thủ lại để trấn áp hắn ta đợi đến khi số kiếp viên mãn rồi lại mời sứ giả công khai xử lý khiến hắn ta hoàn toàn tan thành cho bụi nghe thấy lời này của diệt thế vân đỉnh quốc vương mới nguy giận luật đầu đáp có lý đi ta và ngươi ra ngoài xem đám tiểu tử ngu mốc kia đi nói xong diệt thế biến mất tại chỗ trong nháy mát bóng dáng của vân đỉnh quốc vương cũng mới rót theo sau lập tức biến mất bên ngoài hoàng thành vân đỉnh trên tường thành cao vút vân đỉnh quốc vương và diệt thế một trái một phải hai người nhìn thấy mười mấy người đứng trước một đội quân hùng hậu kỳ dưỡng sở đứng ngây ra tại chỗ trái tim cũng có rút bật cười khanh khách bởi vì mười mấy tên dung phong ở trước mặt này thực lực của từng người trong số đó đều mạnh hơn cả ngô thiên bên ngoài tường thành mười mấy người dẫn quân tiến về đế quốc vân đỉnh đã xảy ra cãi vã để tranh luận xem ai sẽ là người đi chiến đấu với vân đỉnh quốc vương và diệt thế các vị sư huynh sư đệ tự rời khỏi thiên địa môn ít nhiều cũng đã rèn luyện tay nghề rồi nên lần này để cho các vị chưa có nhiều kinh nghiệm thử sức nhé, được không? Cố gia tần mở miệng cắt ngang lời mấy người đang giống cổ lên tranh luận, ai chưa được luyện tập. Cố gia tần chỉ tay vào đội quân mấy ngàn hoàng thiên cự chú đang nóng lòng muốn thử ở phía sau. Tiểu hoàng thiên của ta, đến lúc cần phải tập luyện rồi, thôi dẹp đi, Ly Tiêu nói. Tiểu hoàng ngư của ngươi mới vừa bồi dưỡng chưa lâu, sợ là chưa qua nổi một chưa thì đã bị diệt thế của bọn họ giết sạch rồi. Chi bằng để ta chiến cho, tay không tiếp giao sắc, dứt khoát bắt lấy họ, các vị sư huynh sư tỷ ngô thiên ở bên cạnh thấp thỏm không yên ly nhi nói hai tên đầy tớ đó đã đánh ta nhiều lần rồi ta ngứa tay lắm rồi nếu không thì để ta chiến chơ không được để cho ta giết cả hai bọn họ Một thiên vừa dứt lời đã nghe hồng phong cuồng lớn tiếng ngăn cản nếu các ngươi không cho ta đánh trận này bây giờ ta sẽ tự mình nổ tung cho coi các đệ tử nghe xong thì khóe miệng giật giật tất cả những chuyện này đều bị diệt thế và vân đỉnh quốc vương đứng trên cổng thành nghe rõ mồn một hai người tức giận nghiến răng nghiến lợi lại dám ngang nhiên coi bọn họ là con mồi, quả thật không nhịn nổi nữa mà, hôm nay ta nhất định phải để cho bọn họ biết máu ngượng đỏ cả hoa là như thế nào." Vân Đình Quốc Vương nói rít qua kẽ răng, đặc biệt là đám tiểu tử thối dám mạnh mồm tuyên bố muốn nổ chết chúng ta. Hắn ta nói xong thì phi thân phóng xuống dưới thành và tung ra một chưởng, Diệt Thế cũng đi theo sau hắn ta. Trước khi cả hai đến, Hồng Phong Cuồng đã lao về phía hai người, "Cái đồ ngu xuẩn này, lại còn dám xông thẳng tới a." Vân Đình Quốc Vương khinh khỉnh nói. "Ha, đâm đầu vào chỗ chết." Ngay sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai người còn chưa kịp phản ứng, ánh lửa và khói mù đã cuốn lấy hai người trong nháy mắt, hai người bị nổ bay ngược trở lại trên cổng thành với phần còn lại của chân tay đã bị cột. Vân đỉnh Quốc Vương trực tiếp bị nổ đứt lìa một cánh tay, sau đó hôn mê bất tỉnh, còn diệt thế thì thảm hơn nữa, hắn bị nổ thành một đống thịt vụng, chỉ còn lại con ngươi lăn một vòng trên mặt đất. Cái môi cũng bị nổ dính vào chân tướng trên cổng thành, hai trong mắt đảo tròn, cái môi đang dán dính vào tường mấp ma mấp máy, nhanh, đóng cổng thành vâng những người bên dưới vội vội vàng vàng chuẩn bị đóng cửa thành và lùi lại thì nghe thấy tiếng diệt thế nói đần độ Hoam lấy vụn thịt của ta trong vân đỉnh đại điện vân đỉnh quốc vương thong thả mở mắt tỉnh dậy một khối thì thối chầm chậm lúc nhúc vặn vẹo ở trung tâm của đại điện một khối khí dày đặc và mù mịt phấn vít trên đống thịt thối nát thịt thối từ từ hỏa vào nhau nhân dân tạo thành một bóng người bên ngoài vang lên tiếng kêu la giết chóc rung trời và tiếng đập cửa rồn dập sức lực chiến đấu của chúng ta đều tạm thời bị mất đi rồi tinh thần binh sĩ của bọn họ đang mạnh mẽ chuyện này sao có thể trở nên như vậy gương mặt đông cứng vân đỉnh quốc vương vừa ngưng kết đoạn chỉ bị rãy của mình một lần nữa vừa nói diệt thế từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên mặt không hề có chút máu bình tĩnh đã chớ nóng này đám người ở phía sau không phải vẫn còn nằm trong tay chúng ta sao hắn nói chỉ cần bọn họ còn ở trong tay của chúng ta cho dù bọn họ có đâm thủng được cổng thành cũng không dám làm gì liều lĩnh đâu nghe vậy vân đỉnh quốc vương gật đầu cũng phải nhưng vẻ mặt của hắn ta vẫn vô cùng căm phẫn có tiếng ồn ào ở bên ngoài đó là tiếng cổng thành bị nứt tắc. họ đang nói chuyện thì có người từ phía dưới vội vã chạy tới báo cáo báo cái gì mà báo cổng thành bị phá rồi à lão tử còn cần ngươi báo sao một cổng thành cũng không giữ được phế vật vân đình quốc vương tức giận dơ chân định đá kẻ ló như nhanh chóng bị diệt thế nhanh tay lẹ mắt túm lấy chân nói diệt thế quay mặt về phía tên thuộc hạ nói nan nhân sờ sờ mồ hôi lạnh ở trên đầu bẩm bệ hạ kết giới của vĩnh cổ sát trận đã bị đối phương phá vỡ rồi không thấy bốn người bị nhốt ở trong đó nữa văn đỉnh quốc vương thu chân lại nắm lấy cổ của tên hạ nhân rồi giống lên cái gì ngươi bỏ trốn rồi à? bảy nữ nhân chấn thủ trận địa kia đâu bẩm 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 bệ hạ cùng nhau biến mất rồi hạ nhân run rẩy nói cẩn thận che chắn cái cổ của mình sen ra cũng đã chạy theo địch rồi kẻ đó vừa dứt lời cơ giận của văn đỉnh quốc vương đã bốc lên tận đỉnh đầu hắn ta dùng một chữ đánh chết tên hạ nhân này sau đó hắn ta ông lấy lồng ngực của mình và vội vàng thuộc lùi về phía sau sắc mặt của diệt thế xa xăm lại chỉ trích thê thiếp của vân đỉnh quốc vương ta nhớ không phải ngươi đã từng nói trong quốc khố của ngươi có rất nhiều vàng bạc châu báu sao trước mắt chúng ta phải nhanh chóng khôi phục đầu tiên phải đến quốc khố lấy mấy viên đan dược tiên phẩm đỉnh cấp để hồi phục lại sức lực rồi tìm cơ hội đấu một trận đúng 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 vân đỉnh quốc vương lập tức đồng ý sau đó muốn cho gọi hạ nhân ngươi đâu báo cáo tâm thanh này khiến vân đình quốc vương trợn tròn hai mắt vào xích nữa thì bị ngã nhào rồi may mắn là diệt thế đã kịp đỡ lấy hắn ta không sao chẳng qua chỉ là phá thành thôi mà đừng hoảng sợ đúng đúng rất có lý vân đình quốc vương chậm rãi đi tới nói đi có chuyện gì quốc 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 khối của chúng ta cũng bị phá đổ rồi bị người khác cướp sạch không còn một cái gì cả hạ nhân lắp ba lắp bắp mở miệng đồng thời dè dặt bưng kín lồng ngực của bản thân nghe xong vân đình quốc vương nôn ra một ngụm máu đỏ tươi hắn ta rút con dao trên cái giá bên cạnh ra và vung một nhát chém ngang vào trước cổ của tên hạ nhân vân đỉnh quốc vương và diệt thế đứng trước quốc khố mổ ngang và bừa bộn bọn họ tức đến hai mắt long lên sòng sọc rồi bọn ngu xuẩn này đã lấy hết tiền vàng đi rồi giọng nói của vân đình quốc vương run run tuy không mang theo một món tiên phỏng báu vật nào nhưng tất cả đều bị phá hủy hết rồi diệt thế siết chặt nắm đấm cơn giận từ thân thể hắn lan tràn ra chung quanh báo cáo diệt thế quay đầu lại và đánh tên vừa bẩm báo thành vụn cho tàn ta không muốn nghe từ Thành bị đánh bại rồi, kết giới hoàng thành của chúng ta cũng bị phá thủng rồi Vân Đỉnh Quốc Vương đưa mắt nhìn xa xăm. Cả người tái nhật. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Diệt thế lấy tiên trụ ra, nhìn khí vận bên trong đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi, hai người còn chưa bàn bạc xong phương pháp cụ thể, đại quân đã xông tới chém giết. Cả hai nhanh chóng bị bao vây bởi đoài quân hùng hậu do mười mấy người cầm đầu. Diệt Thế và Vân Đỉnh Quốc Vương không biết phải làm sao và đứng sững người tại chỗ. Không phải các ngươi về gớm lắm sao? mô thiên đứng trước mặt lớn tiếng diễu cợt sao không phách lối nữa đi phía sau mô thiên là hàng chục sư huynh sư tỷ đang đứng khoanh tay thong rong quan sát ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào họ như đang nhìn hai người chết làm sao đây làm sao đây vân đình quốc vương sợ choáng váng bưng bít cánh tay còn chưa kịp lành thương của mình hắn ta và diệt thế lúc này đều không cam lòng thừa nhận mọi chuyện ở trước mặt đều đã vượt ngoài khả năng xử lý của bọn họ rồi nhưng không muốn thừa nhận thì cũng phải chịu thừa nhận thôi đúng lúc này khi hai người họ đang hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng khi bầu trời bất thình lình tối đen một vòng xoáy màu đen khổng lồ xuất hiện trên không trung chẳng mấy chốc gió nổi mây cuồn cuộn rồi hàng chục tên đệ tử không kìm được mà phải giơ tay lên che mặt hai người diệt thế vừa mới định buông xuôi thì lúc này bỗng mừng rỡ phấn khởi bọn họ nhìn thấy một dáng người xuất hiện từ trong vòng xoáy màu đen hớn hở dâu to sứ giả là sứ giả nói sao hai người đều phóng người lên lúc ở sau lưng sứ giả vừa bước ra từ vòng xoáy màu đen vân đình quốc vương vươn cánh tay chỉ vào mấy chục người phía dưới không phải các ngươi rất ngạo mạn sao? Ta nói cho các ngươi biết, thời khắc này, các ngươi chết chắc rồi. Hắn ta vung cánh tay lên một cái, vỗ tay bung bốt và ngoác miệng cười sảng sặc. Vào lúc này, hàng chục người cứ ngõ đang nắm chắc phần thắng kia đều đang phải đối mặt với kẻ thù mạnh nhất. Khi tức tỏa ra từ trên trời xuống quá mạnh, dù vẫn chưa giao đấu với nhau nhưng khí tức ấy cũng đủ khiến tất cả phải run sợ. Giữa gió dục mây vần, bóng người phía trên chậm rãi mở miệng, đám kiến hôi hám kia, tay cho các ngươi cái dũng khí lớn như thế để chống lại chúng ta hắn chậm rãi nói. Sức mạnh trong giọng nói làm trói tay những người đứng ở dưới, nói đúng lắm, ai cho các ngươi cái lá gan to như thế để đối đầu với chúng ta? Đầu của Vân Đình Quốc Vương xuất hiện phía sau sứ giả, mượn uy quyền toát ra từ vị sứ giả kia rồi nói. Lúc này, mắt hắn ta dương dương. Mấy ngày nay thật khó chịu quá, giờ đây sứ giả cũng đã đến, có người đứng song giúp đỡ họ khiến họ cảm thấy rất thoải mái. Những con run con dế liều lĩnh kia, chúng bay chết hết đi sứ giả liếc nhìn bên dưới với ánh mắt lạnh lùng và đầy rừng dương như thể trong mắt mọi thứ phía dưới đều chỉ là những con kiến bé nhỏ tuy vậy một bàn tay gầy gục màu trắng đục và khổng lồ bỗng vươn lên từ mặt đất và đấm vào vị sứ giả đang đứng trên bầu trời kia với tốc độ cực nhanh cú đấm này khiến cả bầu trời như muốn nổ tung khuôn mặt người khổng lồ biến mất trong nháy mắt còn vân đỉnh quốc vương và diệt thế đang chừng mắt nãy giờ đã bị luồng khí của nắm đấm này cuốn bay lên không trung nơi hai người họ biến mất hóa thành hai ngôi sao lóe lên trên bầu trời xa xong rồi biến mất trước mặt bản cha nam ta mà ngươi dám làm sàng làm bậy à vừa dứt lời một nam nhân mặc áo choàng đen xuất hiện theo sau hắn ta là một con chó một con giết một con gấu và một tử linh được bao quanh bởi khí đen phía sau họ là bảy nữ nhân có dung mạo tuyệt đẹp và đầy duyên dáng đại hộ pháp là đại hộ pháp đó tô vân vận là người phản ứng đầu tiên nàng vui vẻ hét lên tham kiến tứ đại hộ pháp các đệ tử phía sau cũng mau chóng hành lễ tham kiến tứ đại hộ pháp các người đứng dậy hết đi lâu bản vĩ xua tay đại hộ pháp quả thực là rất mạnh nay chỉ cần vung một nắm đấm là đã giết được đám hung hăng càn quế đó các đệ tử đều lần lượt khai ngợi chứ còn gì nữa lúc này ngoài sư phụ ra chỉ có đại hộ pháp mới mạnh như thế đúng thế chính xác một khi đại hộ pháp của ta ra tay thì dù là chuyện thế nào cũng xong xuôi cả thôi thấy mọi người khai ngợi liên tục lâu bản vĩ đắc chí đến nỗi vênh mặt lên sau khi vân đỉnh quốc vương và diệt thế biến mất không rõ tông tích Vân đỉnh đế quốc đã không còn khả năng chống cự và Ngô Thiên đã nhanh chóng thôn tính cả đế quốc ấy. Trên đồng cỏ rộng lớn nọ, một đống lửa lớn được đốt lên và những xiên thịt rồng đang được nướng trên đống lửa. Các sư huynh, sư đệ đang nhảy múa vui vẻ trong điệu múa quảng trường quanh đống lửa với nhau. Lâu bản vĩ ngồi gần đó cùng bảy cô nương với dung mạo tuyệt đẹp, chuyên dáng và ăn mặc thiếu vải đang vây quanh hắn ta. Có người đang bóc vỏ nhau cho lâu bản vĩ, có nàng thì đang bóp chân cho hắn ta, có cô nương đang ngắt chân lên người lâu bản vĩ có người ngồi sát bên cạnh và đặt tay vào lòng bàn tay của hắn ta và để hắn ta thỏa sức bồ nghịch với chúng cách đấy xa cả ngàn dặm diệp phong đang cuộn mình trong một căn nhà đổ nát hoang tàn hắn đang thắp đèn và đọc cuốn cách có tên cấp bậc tu luyện ở tiên giang lục địa một cách điên cuồng với hai mắt đỏ hoe cách đây không lâu hai nước láng giềng xảy ra chiến tranh trong tình cảnh lúc ấy vô cùng nôn nháo loạn lạc để không liên lụy đến bản thân hắn đã cuốn gói đồ đặc rồi bỏ chạy từ sớm bây giờ hắn đã đến một nơi xa lạ và không có ai thân quen nên cuối cùng hắn chẳng tìm được người đệ tử có tư chất phù hợp tinh vì đệ tử mọi môn đã đạt được tư chất thông thường tư chất tu luyện của ký chủ cũng đã đủ nên ký chủ đã thành công trong việc đạt được tu vi tu luyện cao nhất tuy nhiên vì đệ tử cuối cùng là đệ tử ngoại môn nên không được tính vào số lượng đệ tử chính thức vì vậy ký chủ phải mau chóng thu nhận người đệ tử hợp lệ cuối cùng trong vòng một năm nếu không tu vi của ký chủ sẽ mong chóng bị hủy bỏ chuyện này đến quá bất ngờ khiến dịch phong không khỏi sửng sốt và cười ngặt nghẽo Tiểu cây nhi này thực sự khiến người khác phải ngạc nhiên vì mừng rỡ và bất ngờ. À phải rồi, ngươi vừa bảo là tu vi cao nhất, vậy hãy cho ta xem tu vi cao nhất là gì đi. Vừa dứt lời, hắn mở cuốn cấp bậc tu luyện ở tiên giang lục địa, đang cầm trên tay ra. Là võ đế, ha ha ha. Ta đã là võ đế rồi, một võ linh khủng bố như thế này đã là tép dư trong mắt ta rồi. Diệp Phong lại cười tươi và nóng lòng muốn sử dụng tu vi tu luyện của mình. Hắn bắt đầu đấm thật mạnh vào không trung, Chẳng bao lâu sau bầu trời thay đổi rất nhanh, mỗi khi hắn tung nắm đấm lên bầu trời, sấm chớp đều kêu vang ầm ầm. Ta ha ha ha. Ta thật tuyệt vời, cùng lúc ấy. Tiên giới cũng vì thế mà nốn nháo hẳn lên, đã rất lâu rồi bầu trời mới bị phá vỡ chỉ với một cú đấm của người bí ẩn kia, cứ ngõ cú đấm trước đó chỉ là ngẫu nhiên nên chẳng ai kiểm tra, nhưng nòng ngờ 500 cú đấm phát ra cùng một lúc và thậm chí cú đấm sau mạnh hơn cú trước, thấy 500 lỗ đen lớn đột nhiên xuất hiện tại tiên giới, tất cả mọi người ở tiên giới đều bước ra và đi đến xem chỗ bị thủng lúc này người của tiên giới đang hoang mang lo sợ họ sợ hãi đến mức không thể chịu nổi dù chỉ một ngày nhưng lúc này tại tiên giang lục địa dịch phong từ từ thu nắm tay lại rồi thổi một hơi vào nó lần này cái hệ thống vô dụng này cũng đáng tin đấy chứ cùng lúc đó dịch phong dừng lại bởi vì hắn đã phát hiện ra một công năng mạnh mẽ khi đang tu luyện khác đó chính là thân thức ví dụ vào lúc này thân thức của hắn có thể nhìn thấy một nơi khác rất xa nơi ấy có một nhóm người đang nhảy múa và ca hát với nhau, có người thì đang ăn uống. Nhậu nhạch vui vẻ, còn tên lùn hay chửi bới kia đã say khướt từ nguồn nào và đang ôm hết người đẹp này đến người đẹp kia, cách hãy, đôi mắt dịch phong nhau lại, niềm vui của việc tu luyện thành công đã mong chóng chóng bị dập tát, cái đám phế vật chỉ lo ăn và chờ chết kia. Tu luyện không lo, chỉ lo tụ tập hát hò, đàn đúng ăn nhậu với nhau và cả cái tên chó chết kia nữa, miệng thì bảo không được. Không thể cợt nhà, trêu dẹo các cô nương thì giờ đang ngồi đụng chạm khiêu khích đến bảy người trong một lúc trên đồng cỏ một đám đông ăn thịt xiên và nhảy múa quanh đống lửa khuôn mặt của họ đều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc lần này khi chúng ta chiếm được toàn bộ vân đỉnh đế quốc điều đó có nghĩa là cả lăng hư giới đều nằm gọn trong tay chúng ta ngô thiên đang cầm ly rượu trong tay và vui vẻ nói có khi lần này sư tôn chắc chắn sẽ phải nhìn chúng ta với cặp mắt khác ngươi sẽ không bao giờ xem ta là một kẻ vô dụng nữa đúng vậy các sư huynh sư tỷ ngồi bên cạnh đều đồng thanh đáp lại lăng hư giới nằm bên ngoài tiên giang lục địa và là một thế giới tồn tại một cách độc lập và vô cùng hùng mạnh mọi người cùng bàn tán cười đùa và cùng mơ thấy cảnh gặp lại sư phụ và được người khen thưởng kẽ nhưng một trận gió mạnh bỗng nổi lên phịch mọi người nhìn sang thấy lâu bản vĩ vừa mới hô hào và tiếp tục nhảy múa khi nãy đột nhiên im bặt quỳ dập xuống đất này đại hộ pháp chuyện gì xảy ra vậy khi mọi người còn đang kinh ngạc họ nhìn thấy một người mặc đồ màu trắng và từ từ xuất hiện trong không trung rồi bay dần xuống cơn gió mạnh kia cũng đã ngừng thổi. Hắn chấp hai tay ra sau. Lưng lông bước ra rồi nhìn đám đông ấy từ trên cao, chẳng bao lâu. Tất cả mọi người đều lần lượt quỳ xuống và đồng thanh nói, tham kiến sư tôn. Dịch Phong đứng trên không trung, hắn lạnh lùng nhìn những người đang quỳ trước mặt mình, thưa sư tôn. Chúng ta, Mô Thiên Hồ Hỡi nói với Dịch Phong, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị Dịch Phong cắt ngang. Ta cho các ngươi bước ra ngoài để học hỏi và đạt được thành tựu nào đó cho riêng mình. Nhưng đây là kết quả các ngươi trả lại cho ta sao? dã dạ Ngô Thiên ngạc nhiên. Dịch Phong nhìn Ngô Thiên, sau đó liếc nhìn đám người phía sau rồi hỏi: "Trước khi ra khỏi núi, ta cho các ngươi ra ngoài để làm được thứ gì đó lớn lao để vang danh thiên hạ, nhưng đây là thứ các ngươi đã đạt được à?" Mọi người nhìn vào đống lửa vẫn đang cháy rừng rực, những miếng thịt được nướng xong xuôi nhưng đang ăn dở chất đầy trên chiếc giá sắt bên cạnh. Hắn tức giận rồi vung tay thật mạnh, một tiếng nổ âm trời vang lên và chiếc giá sắt đã bị đập vỡ. Hắn mỉa mai: "Các ngươi chỉ biết đắm mình trong sự vui thú và buông thả thôi à?" Hắn quát lớn hơn các ngươi chẳng thể có chút bản lĩnh hay năng lực nào à cũng chẳng thể có chút quy củ lề lối nào sao ta hóa ra vì thu phục được lăng hư giới nên họ đắc ý kiêu ngạo và không xem lời sư phụ dặn ra gì không những thế họ còn ăn mừng vui vẻ với nhau chỉ vì chuyện vật vãnh ấy lúc này tất cả mọi người được dịch phong dạy dỗ đều cúi vằm mặt xuống vẻ mặt ai nấy đều trắng bệch ủ rũ và không ai dám nói gì thấy ai nấy đều ủy oải ủ rũ và nín thỉnh dịch phong tức giận vì họ đã không chiến đấu hết mình rồi thở dài sau đó hắn nhìn sang Ngô Thiên rồi hỏi, ngươi vừa muốn nói cái gì? Dạ. Nghe vậy, mặt Ngô Thiên đỏ bừng, hắn ta nhanh chóng đáp lại, vì chẳng làm nên trò trống gì, nên ban nãy ta chỉ muốn, sư sư tôn giảm nhẹ hình phạt hừ. Diệp Phong hừ lạnh rồi nói tiếp, nếu lần sau gặp lại, các ngươi vẫn giữ nguyên cái bộ dạo chết tiệt và tồi tệ này mà không chịu cố gắng hết mình để giỏi hơn, thì đền nhận ta làm nói xong. Diệp Phong trừng mắt nhìn lâu bản vĩ, sư phụ nữa dù hắn ta đã thành khẩn cúi đầu và quỳ xuống nhưng trong mắt dịch Phong, trong lâu bản vĩ chỉ như con rùa đang vô thức rụt cổ lại mà thôi. Cái thằng chó chết kia, đến ngươi mà cũng biết sợ à, hắn tức giận. Mang lâu bản vĩ một câu rồi biến mất, khi đã chắc chắn rằng dịch Phong không ở đây nữa, mọi người mới ngẩng đầu lên, trong vẻ mặt của họ ai nấy đều rất căng thẳng và khó coi, trong mắt của sư phụ, Lăng Hư dưới chẳng là cái đỉnh gì cả, trong đám người lấy. Có một người vừa sụt xịt vừa nói, sư phụ thì vẫn là sư phụ mà, nếu rét về mọi mặt, ta làm sao so được với ngươi, so sánh đã là gì, ngay cả tưởng tượng ra thôi chúng ta còn không nghĩ nổi một người khác nói. Nhưng giờ hãy nhìn thẳng vào thực tế đi, đến cả lăng hư giới mà sư tôn còn xem thường, vậy còn nơi nào khác có thể khiến người xem trọng không? Một thiên nhíu mày suy nghĩ, khi vậy, vài người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ nơi sư tôn chú trọng chính là tiên giới? Nếu là vậy, xem ra ý của sư tôn khi người nói muốn giúp ta công thành danh toại, ngặt hái được thành quả là khuyên ta hãy đến tiên giới, một người đệ tử nói. Chữ ý của ngươi hoàn toàn không phải là hãy đến Lăng hư giới, thì ra là thế, tất cả mọi người ai nấy đều bàn tán xôn nổi hẳn lên, có người cảm thấy vừa ân hận vừa xấu hổ và nói: "Ta còn dương dương tự đắc chỉ vì ta thu phục được một Lăng hư giới nhỏ nhoi, vặt vãnh nữa. Nói chi phải, ta đây cũng thấy xấu hổ vô cùng, nếu mọi việc đã thế này thì bây giờ chúng ta hãy lên đường ngay thôi." Tiếp đó, có ai đó nói: "Nào mọi người, nay bây giờ, hãy cùng nhau lăng bật đến tiên giới." Đồng ý chúng ta mau đi thôi. Xuất phát. Diệp Phong xách theo lâu bản vĩ trong chớp mắt đã về đến võ quán của mình. Vừa về đến nhà, hắn liền ném lâu bản vĩ vào trong căn phòng tối nhỏ rồi đóng chặt cửa lại. Ngươi hãy ở trong đấy cho ta. Cái thứ không nghe lời hắn mắng. Diệp Phong nhìn về phía mấy thứ đang run cầm cập ở bên cạnh. Một con thó nằm bò trên mặt đất run rẩy, một con rết nằm bò trên lưng con chó run rẩy và một con gấu câu do ở phía sau con chó run rẩy. Và một âm hồn không biết trộn lẫn với đầu lâu khô từ khi nào, không dám vào võ quán run rẩy lầy bầy ở trước cửa võ quán hắn lườm mấy thứ kia một cái mấy người các ngươi ngoan ngoãn nghe lời cho ta nếu không thì đứa nào cũng sẽ ăn đập đấy nói xong diệp phong giờ nắm đấm như bao cát lớn của mình lên món tay út vừa giơ lên bây giờ ta chỉ cần đến một đầu ngón tay cũng có thể giết chết các ngươi ánh mắt bốn thứ đó kinh sợ vội vàng lùi về phía sau diệp phong mãn nguyện xài bước lớn bước ra khỏi võ quán ánh nắng bên ngoài cũng vừa đẹp diệp phong mãn nguyện khép đôi mắt lại thời tiết quả là không tồi tích hợp làm ngày để luyện tập kể từ khi bản thân đã đạt được cấp tu luyện tuyệt đối tay của hắn hứa ngay đến mức không thể chịu được chỉ với mấy trăm cú đấm ngẫu hứng đó hoàn toàn không đủ khiến hắn thỏa mãn bây giờ hắn muốn đi tìm một người để luyện tập nhưng mà người tu luyện sắc mặt dịch phong để lộ ra vẻ khó xử kể từ khi hắn đến thế giới này bởi vì lý do không thể tu luyện cho nên từ trước đến nay hắn chưa từng cọ sát thực sự với người tu luyện bao nhiêu năm như vậy nhưng hắn chưa từng quen biết lấy một người tu luyện bây giờ biết đi đâu tìm người tu luyện để luyện tập đây. Ố bên kia đường. Kể từ khi Dịch Phong bước ra khỏi võ quán thì sự chú ý của người bán thịt lợn đang chặt thịt lợn đã đặt lên người của hắn, lúc này không khỏi mở miệng hét lớn hỏi, "Dịch tiên sinh ơi, ngài sao thế?" Nhìn tiên sinh trông có vẻ như không được vui cho lắm, Dịch Phong nhìn về phía người bán thịt lợn, một ý nghĩ chợt này ra ổ trong đầu, vội vàng đi tới, "Này tên bán thịt lợn, ta cũng đang muốn hỏi ngươi một chuyện đây, hắn không quen biết với người tu luyện người mà hắn quen biết chắc cũng sẽ quen biết với người tu luyện mà thôi vâng tiên sinh nói đi à người bán thịt lợn vừa nghe thấy thế điền vội vàng bỏ công việc đang làm dở xuống nghiêm túc hỏi người nhà của ngươi hoặc những người mà ngươi quen biết có ai là người tu luyện hay không diệp phong hỏi người bán thịt lợn không khỏi nghi hoặc tiên sinh muốn tìm người tu luyện để làm gì thế Nguyện tập diệp phong siết chặt bàn tay của mình lại người bán thịt lợn hoảng sợ con dao ở trên tay bị dạ tới mức rơi xuống đây 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 không cần phải lo lắng Dịch Phong nhìn thấy bộ dạng của người bán thịt lợn, như đã dự liệu từ trước nói. Không cần lo lắng cho ta, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Dịch Phong hiểu rằng đối với bọn họ mà nói, bản thân cũng giống như bọn họ chỉ là một người bình thường mà thôi. Tìm người tu luyện để luyện tập chính là tự tìm cái chết, người bán thịt lợn như chết lặng nhìn về phía Dịch Phong bản thân sẽ lo lắng cho hắn ư? Người bán thịt lợn vội vàng nhặt con dao lên, vội vàng tiếp tục thái thịt, không có, không có, không có, tiên sinh cũng biết đấy ta chỉ là một tên rác rưởi trói già không chặt sao lại có thể quen biết được người tu luyện mà ngài muốn tìm cơ chứ đi ta biết ngay mà dịch phong thở dài một hơi ánh mắt lại nhìn thấy tiểu nhị của quán mì vội vàng bưng mì ở bên cạnh liền đi qua. tiểu nhị ơi ngươi có quen người tu luyện nào không dịch phong đi tới hỏi ha ngươi tu luyện á tiên sinh muốn tìm người tu luyện để làm gì thế tiểu nhị của quán dừng bước lại hỏi luyện tập tiểu nhị bị dạ tới mức suýt chút nữa thì không bế vững làm tung té mì trong lòng không khỏi oán trách, ngay còn cần phải luyện tập hay sao? Thế thì người khác chẳng phải sẽ mất mạng trong phút chốc hay sao, nhưng lại không dám làm phật ý Dịch Phong. Hắn ta chỉnh lại giọng nói, mướt nước miếng, "Tiên sinh muốn tìm người tu luyện như thế nào để luyện tập thế ạ?" À? Dịch Phong nhìn dáng vẻ vây vào của tiểu nhị ở quán, dù sao chắc chắn không thể là người bình thường như ngươi được, phải thật lợi hại." Nói xong, Dịch Phong giơ nắm đấm của mình lên rồi thổi vài hơi, "Ngươi như thế này không chịu nổi nắm đấm của ta đâu, tiên sinh đúng là sáng suốt ạ." À tiểu nhị của quán vừa cúi người xuống ngươi tu luyện mà ngài nói tôi không quen biết ai cả diệp phong chuẩn bị rời đi đột nhiên nhìn thấy lão già vương đang ngồi dưới gốc cây ở sân bên cạnh nhìn mình lão già vương ơi hắn đi tới tiên sinh không cần phải hỏi nữa ngươi tu luyện mà ngài nói đến tôi cũng chẳng quen biết ai cả hắn ta mau chóng đứng dậy nói bổ sung vào cả cuộc đời này cũng chưa từng nhìn thấy diệp phong nhìn thấy dáng vẻ đứng còn không vững của lão già vương diệp phong thở dài một hơi lắc đầu bất lực nói các người yếu quá đi, nói xong. Hắn chấp hai tay sau lưng rời đi, người ở nơi cao không tránh được sự lạnh lẽo. Sau khi dịch phong rời đi, cả đám người túng tụng lại, tiên sinh sao thế nhỉ, đột nhiên lại muốn tìm người để luyện tập, cô độc đến mức muốn tìm người đánh bại được mình ư, hoặc có thể là giống như tiên sinh nói chăng, người ở nơi cao không tránh được sự lạnh lẽo, cô đơn quá đi, nhưng mà xem ra bây giờ tiên sinh không còn giả vờ làm người bình thường nữa rồi, thì chúng ta có cần giả làm người bình thường nữa hay không? người bán thịt lợn dưa con dao thái thịt lên ngập ngừng không chắc chắn nói mệt con khỉ con cần ngươi giả vợ à ban nãy ngươi không nghe thấy tiên sinh nói hắn ta như thế nào hay sao lão già vương vừa chỉ vào tiểu nhị của quán ở bên cạnh vừa nói ngươi bình thường ngươi bình thường chúng ta đều là người bình thường đúng thế trong mắt của tiên sinh chúng ta vốn dĩ chính là người bình thường không có gì mà phải giả vờ hết tiểu nhị của quán gật gật đầu đồng ít đúng 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 các người nói rất đúng người bán thịt lợn gật đầu lia lịa. Diệp Phong bị một phòng bình giang thành vẫn không tìm thấy lấy một người tu luyện, ai lấy cũng còn không quen biết người tu luyện, đúng là thứ rác rưởi mà. Chính vào lúc Diệp Phong đang buồn phiền, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng yên tại chỗ. Đúng rồi. Khi đó khi hệ thống thưởng cho bản thân lâu bản vĩ, không phải là nói rằng lâu bản vĩ là cao thủ số 1 hay sao? Mặc dù không biết rằng là cao thủ số 1 ở phạm vi nào, nhưng nói như thế nào thì cũng là danh hiệu cao nhân số 1, chắc cũng có tí bản lĩnh đúng chứ. Mặc dù chưa từng thấy hắn ta có ích gì, thử xem sao chăng nghĩ xong diệp phong liền quay ngươi trở về võ quán võ quán khi diệp phong vừa mới rời đi một khúc xương trắng nhô ra từ mét cánh cửa gỗ bị khóa chặt một ngón tay đưa vào trong khóa lắc lắc một lúc cánh cửa liền bật mở ra ngay sau đó một chiếc đầu lâu thỏ ra từ trong chiếc khe đen xì móng nghiêng trái phải quan sát chủ nhân đi rồi đúng chứ đi rồi đi rồi cầu tử mau chóng mở cánh cửa nhỏ giúp lâu bản vĩ chúc mừng đại ca chúc mừng đại ca lại có được sự tự do còn không nhìn xem ta là ai ưu lâu bản vĩ đắc ý nói. Tư chi bị tháo rời trong chốc lát liền nối lại với nhau. Đi, nhanh nhẹn lên. Nhưng lúc chủ nhân còn chưa trở về, mấy người đó đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy dịch phong trở về, sợ tới mức dựng mực hết cả lông tơ lên, vừa mới định bỏ đi. Trong nháy mắt liền bị dịch phong xuất hiện ở bên cạnh tóm lấy, cái thứ chó này, còn định bỏ trốn trước mặt ta hay sao? Hắn tóm lấy lâu bản vĩ, nắm thẳng hắn ta vào bên trong võ quán, để bày tỏ sự thành khẩn của mình lâu bản vĩ lộn một cái đứng bật dậy từ dưới mặt đất định xông thẳng vào trong căn phòng tối nhỏ không ngờ rằng lại một lần nữa bị dịch phong tóm lại lâu bản vĩ bị dịch phong sách bổng lên sợ đến mức xương vừa mới nối lại đã run rẩy đến mức muốn rụng rời ngay sau đó giọng nói dịu dàng mà lâu bản vĩ chưa từng nghĩ tới lại thốt ra từ miệng của dịch phong không cần sợ sao ta có thể làm hại ngươi được cơ chứ hắn nói xong liền nhẹ nhàng thả lâu bản vĩ xuống còn không quên phủi vết bụi mà ban nãy hắn ta ngã xuống đất dính vào ngươi chỉ cần giúp ta làm một việc thì ta sẽ không nốt ngươi lại nữa hắn dịu dàng nói ta ba a à ba hóc mắt không có con mắt của lâu bản vĩ bỗng lóe lên ánh sáng vui mừng giúp ta luyện tập lâu bản vĩ chết lặng giặc giặc một tiếng quỳ giặt xuống ngươi không phải là cao thủ số một hay sao dịch phong an ủi nói để ta thử xem sao ta ba a à ba hắn ta nhìn về phía dịch phong điên cuồng lắc đầu dịch phong cũng mặc kệ giơ bàn tay lên dáng thẳng về phía lâu bản vĩ một trưởng dáng xuống lâu bản vĩ bắn lên tường rộng rời hết ra không thấy có động tĩnh gì cho ở bên cạnh vào rú loạn lên giết bỏ loạn lên dấu cũng chạy tán loạn tông hồn bay trong không trung cũng bị dọa dạ sợ tới mức ngất lịm đi một đám vô dụng dịch phong mắng chửi đi tới đá vào đống xương rụng rời của lâu bản vĩ vẫn không thấy có động tĩnh gì có thế này thôi sao dịch phong nổi giận còn không chịu nổi một trường mà cũng nhận là cao nhân số 1 hay sao hắn tức giận mắng chửi chết tiệt có mỗi thế này thôi sao có mỗi thế này thôi sao mẹ nó cao nhân số một gì chứ cao nhân số một ở phạm vi nào thế chứ trong phạm vi cái võ quán rách nát này hay sao dịch phong càng nghĩ càng thấy đúng lúc trước khi hệ thống mới bắt đầu khởi động thứ đầu tiên gửi đến là võ quán sau đó chính là lâu bản vĩ tự xưng mình là cao thủ số một thế không phải nói lâu bản vĩ chính là cao thủ số một của võ quán hay sao cái thứ hệ thống này dám lừa ông nhưng mà vẫn tốt bản thân ngồi không cũng nhận được danh xưng võ đế tu vi từ cái hệ thống rách nát này đây là việc làm có ích duy nhất mà hệ thống tạo ra Dịch Phong nhìn về phía lâu bản vĩ dụng rời trên mặt đất vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, hắn tóm lấy khung xương ném thẳng xuống dưới giếng, "Ta xem ngươi còn chạy thế nào được nữa." Hắn nói xong, vừa vận khí liền đặt một tảng đá lớn chắn trên giếng, Cả thứ vô dụng như ngươi mà cũng dám chạy lung tung bên ngoài làm chuyện ác ư?" Nói xong, hắn cũng không quên mắng chửi về phía chó và giết, quả đúng là những thứ giống nhau thường tụ tập chung mày. Ở cùng với thứ vô dụng, các ngươi cũng đều biến thành thứ vô dụng ở trong đám vô dụng rồi đấy. Dịch Phong lại ra ngoài tìm người tu luyện, nhưng dùng tu vi để quan sát qua liền phát hiện tất cả người ở trong thành đều yếu ớt đến đáng thương, quả đúng là thời đại đã thay đổi. Dịch Phong liền hiểu ra, người ở cả cái thành này đều là thứ rác rưởi không thể tu luyện được, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, cho dù có tìm được người tu luyện thì làm gì được cơ chứ. Từ trong cái bình giang thành cuồng con này cho dù có người tu luyện cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, dù gì thì bản thân mình cũng là cấp bậc cao nhất ở trong số những người tu luyện, võ đấy, bị hiện thực kìm nén không thể tu luyện quá lâu lúc này bỗng nhiên biến thành sự tồn tại bất khả chiến bại trên thế giới này, không nói cho người khác biết thì quả đúng là áo gấm đi đêm. Đúng là trời đất khó dung. Trời đất khó dung mà, vào một ngày nào đó, Bình Giang thành đổ mưa lớn, con ngõ của võ quán cũng ít người đi lại, mọi người đều đóng cửa hàng quán, tụ tập lại nhà lão vương nướng khoai lang buôn chuyện cho đỡ chán. Vào đúng lúc này, tanh cửa ở của ngôi nhà bị ngươi đẩy mở ra, một người cầm chiếc ô bước ra từ trong làn mưa, tiêu hãnh mà tuyệt trần, di thế mà độc lập, cả một dáng vẻ sư phàm thoát tục, mấy người nhìn đến ngơ ngác, đến khi người đó bước vào bên trong căn nhà, mấy người đó mới phản ứng lại, tiên sinh lần lượt đứng dậy, xong mày lại tới đây thế ạ. Ngồi đi ngồi đi ngồi đi dịch phong vẫy vẫy tay ngồi xuống bên bếp lửa cùng với đám đông, hôm nay ta đến đây là bởi vì có một việc đã kỳ nén ở trong lòng ta rất lâu rồi dịch phong nói. Ngương mặt để lộ vẻ buồn phiền, muốn giúp bầu tâm sự với mọi người về nỗi buồn phiền của ta, tiên sinh ngài nói đi, có chuyện gì thế? mấy người đều dòng tai lên lắng nghe vô cùng nghiêm túc, ta ý mà. Tức ra không phải là người bình thường hắn ảo não nói, chuyện này đã kìm nén trong lòng ta từ rất lâu rồi, mấy người bỗng nhiên thẳng hết sống lưng lên, da đầu cũng bắt đầu run rẩy lẽ nào, lẽ nào, sự tò mò bấy lâu về thân phận của tiên sinh của bọn họ, lẽ nào sắp bị bóc trần rồi hay sao? Ta thừa nhận thực ra ta không phải là người bình thường dịch phong giang hai tay ra, ta là cao thủ tuyệt thế, tặc, mấy người nhìn về phía dịch phong, mấy người gật gật đầu, sau đó thì sao không còn sau đó nữa dịch phong nói mấy người sau đó cầm củ khoai lang còn chưa nướng chín lên lập mặt vài cái tiên sinh lợi hại thật đấy chỉ có thế thôi à các ngươi không ngạc nhiên sao dịch phong không nhịn được mở miệng hỏi lại nhấn mạnh lại lần nữa cao thủ đấy cao thủ tuyệt thế tuyệt thế đấy ngạc nhiên người bán thịt lợn cầm lấy củ khoai lang cắn một miếng rất ngạc nhiên dịch phong không nói được gì thêm nữa hắn thở dài một hơi xem ra đám người này hoàn toàn không hiểu được cao thủ tuyệt thế có ý nghĩa như thế nào cũng đúng những con người bình thường chỉ biết ăn khoai lang này sao có thể biết được buồn phiền của người tu luyện cơ chứ thôi bỏ đi bỏ đi ta cũng không nên kỳ vọng rằng các ngươi sẽ ngạc nhiên dịch phong nói xong liền đứng dậy sao các ngươi lại kinh ngạc được cơ chứ đúng là chẳng có gì hay ho mà nói xong hắn cầm chiếc ô lên rồi rời đi mấy người ăn khoai lang nhìn theo sự biến mất của dịch phong trong tiếng mưa rơi tiên dinh sao thế nhỉ tiểu nhị của quán không khỏi mở miệng nói. Nên những gì tiên sinh nói chắc chắn là biết rằng ta sẽ không mạc nhiên. Thế thì chắc chắn đã biết rằng ta biết về sự lợi hại của mài lấy, thì sao lại khiến ta ngạc nhiên được cơ chứ? Ta biết rồi, lão già vương vỗ vào đùi không khỏi hối hận, có chuyện gì thế, mấy người ở bên cạnh không khỏi hỏi, các ngươi quên mất rồi sao? Trước đây tiên sinh đều giả vừa làm người bình thường trước mặt ta để trải nghiệm cuộc sống, bộ dạng của hắn vô cùng nghiêm túc phân tích nói ngay cả khi tiên sinh biết hết về thế gian vạn vật. Cũng biết ta biết về sự lợi hại của ngài đấy. Nhưng dù gì từ trước đến nay vẫn luôn lấy thân phận là người bình thường để giao lưu với ta, bây giờ lại thành thật về sự lợi hại của bản thân. Chẳng qua là muốn sự vui vẻ chúc tụng của người bình thường mà thôi nói xong, lão già vương vô cùng hối hận. Ta lại không hiểu được ý của tiên sinh, không thể hiện sự vui mừng với ngài lấy. Mấy người cuối cùng cũng đã hiểu ra, ta hiểu rồi, tuy thế khi rời đi tiên sinh mới thất vọng như thế còn nói đáng lẽ không nên kỳ vọng vào phải ứng kinh ngạc của ta chính là bởi vì ngài ấy biết rằng chúng ta vốn đã biết về sự lợi hại của ngài ấy chỉ là muốn chúng ta phối hợp với ngài ấy để có được sự kinh ngạc vui mừng của những người bình thường mà thôi vì thế nên tiên sinh mới nói ta không có gì thú vị cả lão già vương vỗ vào đùi đó là vở kịch của tiên sinh cũng là thú vui của tiên sinh mà ta lại không phối hợp trời ơi không ta lại không hiểu được dụng ý của tiên sinh đúng là ngu như lợn mà nhưng mà bây giờ mau lên phái người đi đánh tiếng với tất cả những người ở bên cạnh lão già vương vội vàng nói bảo bọn họ nếu như có người bị tiên sinh thành thật về thân phận nhất định phải phối hợp với tiên sinh giả vờ như vô cùng kinh ngạc đúng đúng tiểu nhị của quán ở bên cạnh nói tiên sinh đã thất vọng một lần ở chỗ chúng ta rồi không thể để ngài ấy lại thất vọng thêm được nữa để ta đi để ta đi người bán thịt lợn nói đứng bật dậy rồi lao vào trong làn mưa nhìn về phía bóng lưng biến mất của người bán thịt lợn Lão Già Vương lại chìm vào trầm tư suy nghĩ, nhưng mà tại sao tiên sinh lại lựa chọn thành thật về thân phận của mình cơ chứ? Đúng thế. Trước đây tiên sinh vẫn luôn giả vờ làm người bình thường mà, lẽ nào lão Già Vương đột nhiên kinh sợ, lẽ nào tiên sinh bắt đầu nhập cuộc rồi hay sao? Mấy người nghe thấy thế như thấy sấm chớp nổ trong đầu, bọn họ tất cả những người ở bên cạnh tiên sinh, ngay từ đầu đã ít nhiều biết được rằng tiên sinh đang bày bố một ván cờ kinh thiên, bây giờ tiên sinh lại đột nhiên từ bỏ thân phận người bình thường của mình. Không phải là thể hiện cho việc tiên sinh bắt đầu nhập cuộc rồi hay sao? Sau khi dịch phong rời khỏi nhà hàng xóm đang nướng khoai lang, lại tiếp tục thành thật về sự lợi hại của bản thân mình với vài người quen biết, không ngờ lại không hề có ai kinh ngạc. Một người bởi vì có được tu vi võ đế mà vui mừng khôn xiết như hắn lại giống như bị tạt hết gióng nước lạnh này sang ngáo nước, lạnh khác. Ta ngày càng cảm nhận được sự nhạt nhẽo vô vị của những người bình thường này, nhưng hắn vẫn không có ý định làm người áo gấm đi đen, dựa vào việc nói đám người bình thường này không biết được sự lợi hại của hắn vậy thì phải để hành động nói cho bọn họ biết. Một thời gian dài sau kể từ đó, trong Bình Giang Thành vẫn luôn nhìn thấy một bóng dáng bay lượn trên bầu trời. Khi người bán thịt lợn chặt thủ lợn lại nhìn thấy Dịch Phong đi ra từ trong võ quán, còn chưa kịp đợi hắn ta chào hỏi thì đã nhìn thấy Dịch Phong bay từ dưới mặt đất lên, hai chân hoàn toàn rời khỏi mặt đất, sau đó nỉm cười đầy ma mị với hắn ta rồi biến mất. Hoặc khi cô nương tiểu kiều xinh đẹp của Hồng Lâu đang đi ở trong ngõ, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một chậu hoa, khi nàng ta còn chưa kịp phản ứng gì thì cơ thể đã bị một người ôm lấy rồi bay vụt lên biến mất luôn tại chỗ đợi đến khi bừng tỉnh chỉ nhìn thấy một người thanh niên đang đứng đối diện vén tóc mái không cần hỏi ta là ai nói xong hất tay bay vút lên hoặc là đại nương ngồi giật quần áo bên sông nhìn thấy một bóng người ở bờ bên kia điên cuồng rắn những nắm đấm xuống dưới sông khiến nước sông vút lên trời cao khi bức màn nước bô xuống chỉ nhìn thấy người nam nhân hướng về chính mình ở bờ đối diện thổi vào nắm đấm rồi cười ma mị tiêu sái rời đi rất nhanh chỉ vòn vẹn bình giang thành đã không thể làm thỏa mãn được việc diệt phong thể hiện sự lợi hại của bản thân vừa hay ở đây không phải còn có 100 người đệ tử hay sao để bọn họ truyền kinh cho mình 100 người đi tới 100 nơi người ở 100 nơi đó lại kể cho những người ở nơi khác thế thì tên tuổi của bản thân sẽ vang danh khắp cả tiên giang lục địa không phải là việc trong tầm tay hay sao dịch phong không giấu được nụ cười không còn cách nào khác hắn chính là kiểu người nông cạn như thế việc quan trọng nhất trước mắt là đặt một biệt danh cho mình để bọn họ đi truyền bá đại hiệp phòng vân đại nhân trưởng thiên quá tầm thường không được thiên hạ đệ nhất độc cô cầu bại quá quê mùa cũng không được cho đến khi đã đi đến thiên địa môn diệp phong vẫn chưa nghĩ ra được cái tên có thể xứng danh với bản thân vừa hay nhìn thấy đám người ngô vĩnh hồng đi ra từ thiên địa môn diệp phong nhìn về phía đám người ngô vĩnh hồng kể từ khi bản thân thu nạp ba người ba tên lão đầu khô quát không còn phải lo cơm ăn áo mặc nữa đều đã tròn lê không ít khí sắc cũng tốt hơn lão ngô hắn gọi đi đâu thế? Đi trao sau Ngô Vĩnh Hồng còn có tôn chư cát và sở của sư nhìn thấy Dịch Phong. liền vội vàng thấp người hành lễ. Xin chào tiên sinh, chúng tôi đang đi mua đồ ăn và một số thứ mà tông môn cần. Ồ, xem ra các người dạo này sống tốt đấy chứ nhỉ Dịch Phong nói xong liền thở dài một hơi, không giống như ta. Mấy ngày gần đây không thể tránh khỏi buồn phiền, tiên sinh hết lòng lo lắng. Ta đây quả là không phục ba người Ngô Vĩnh Hồng nói. Y, buồn phiền của ta, đám người bình thường các ngươi không hiểu được, thôi bỏ đi nói xong dịch phong chắp tay ra sau lưng đâng cầm ngước nhìn lên bầu trời lắc lắc đầu đúng ngô vĩnh hồng đáp lời dịch phong trong mày lại ngươi hỏi đi bôn phiên gì tạc ngô vĩnh hồng ngại lại bôn phiên gì Lan gió ở trên núi khẽ thổi qua thổi dưới bộ tóc mái của dịch phong hắn vừa hất tóc ô sầu và bất lực nói bôn phiên vì việc là thiên hạ vô địch đúng ngô vĩnh hồng lên tiếng đáp lời sở cổ sư ở phía sau vừa kéo góc áo của ngô vĩnh hồng hắn ta bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó ngước đầu lên một kích mạnh mẽ liên tục lùi về phía sau va vào khiến sở cuồng sư và tôn chư cát ở phía sau cũng liên tục lùi về phía sau ba người trợn tròn mắt không thể ngờ được nhìn về phía dịch phong tiên 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 sinh luyện thành vô địch thiên hạ rồi sao hắn ta suýt chút nữa thì quên mất lời mà trước đó người bán thịt lợn đã đến nhắc nhở tiên sinh luyện thành vô địch thiên hạ từ bao giờ thế ta vô địch thiên hạ từ trước tới nay tôi chưa từng nhìn thấy sở cuồng sư càng lùi liên tiếp về phía sau chân mềm nhũ liền quỳ xuống tiên sinh đại tài Diệp Phong rất hài lòng về phản ứng của đám người. Xem như các ngươi có hiểu biết, Dịch Phong gật gật đầu, cũng không cần kinh ngạc. Đây là điều rất bình thường, cả đúng rồi. Các ngươi đi gọi hết đệ tử của ta trở về đi, ta cần mở một đại hội tông môn. Vâng. Mô Vĩnh Hồng đáp lời xong, Diệp Phong liền bay vút đi, khoảng thời gian này ngày nào cũng bay. Hắn đã không chế được lực bay, Quanh việc dễ làm vô cùng im ái, dưới đi khiến cho ba người Mua Vĩnh Hồng đứng im tại chỗ nhìn hắn biến mất trong chốc lát, thở phào nhẹ nhõm may mà tên bán thịt lợn đã đến nhắc nhở chúng ta nếu không thì chúng ta đã khiến cho tiên sinh không vui rồi ngô vĩnh hồng nghĩ lại mà sợ hãi long mồ hôi trên chán đúng thế xem ra ban nãy tiên sinh rất hài lòng với phản ứng của ta đây sở cuồng sư đáp lời chúng ta mau chóng dùng ngọc giản để triệu hồi các đệ tử của tiên sinh đi diệp phong sau khi trở về đại điện mau chóng nuôi ra cuốn trình độ tu luyện ở tiên giang lục địa của mình đợi các đệ tử trở về sẽ mở đại hội tông môn hắn muốn xem xem võ đây có còn các kỹ năng nào khác hay không chỉ mỗi việc bay lên không trung thôi đã không theo kịp rồi trước kia có được tu vi võ đế vội vàng chỉ đại khái nhìn thấy cấp bậc cao nhất của tiên giang lục địa là võ đế bây giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện võ đế cũng phân cấp bậc nhất mệnh nhị mệnh dịch phong xen tới mức khoái miệng nhất lên càng xem xuống phía dưới khoái miệng càng nhất cao thập mệnh sau khi võ đế thập mệnh vượt qua kiếp nạn của trời sẽ ngang hàng tiên nhân nhìn tới đây khóe miệng của dịch phong như muốn tách ra sau giấy hệ thống đã nói là cao nhất thế thì bản thân chắc chắn là thập mệnh cao nhất rồi nói không chừng còn không cần phải độ kiếp nữa hay lắm bản thân đã ngang hàng với tiên nhân rồi dịch phong không thể kiềm chế thêm được nữa ta ha 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 thần tiên a à ha 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 lão từ bây giờ đã ngang hàng với thần tiên a à. dịch phong điên cuồng cười ôm lấy cuốn trình độ tu luyện ở tiên giang lục địa điên cuồng hôn lấy hôn để hệ thống hay lắm ngươi quả đúng là bố đẻ của ta mà dịch phong mức nhìn lên trời cười thật lâu hư vấn lật mở tiên giang lục địa hay lắm ta còn không cần phải chịu đựng độ kiếp nữa. Ha 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 để ta xem xem còn có ích lợi gì nữa. Tiên giới triệu hoán ha ha ha. Hạ ánh mắt lướt qua dòng chữ cuối cùng, tiếng cười của Dịch Phong một nhiên khựng lại. Ha, tiên giới triệu hoán. Cái thứ gì thế này? Dịch Phong tiến lên phía trước, gương mặt như sắp dính vào trang sách. Hắn đọc từng câu từng chữ lên, võ đế thập mệnh là cấp bậc cao nhất của tiên giang lục điện. Khi thăng cấp lên đến cấp bậc này sẽ bị tiên giới triệu hoán. Hắn đọc nghiêm túc kéo dài từng từ từng chữ, trong vòng một năm bắt buộc phải tiến vào tiên giới nếu không trời đất không dung hồn bay phách tán hậu di trú Tuy nhân là cấp bậc thấp nhất ở tiên giới mục diệp phong mập mạnh cuốn sách lại sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại hít sâu một hơi nhìn nhầm thôi nhìn nhầm thôi chắc chắn là nhìn nhầm thôi mà sau đó hắn cẩn thận rụt xè lật mỡ cuốn sách ra một lần nữa thật nghiêm túc nhìn đi nhìn lại vô số lần mấy dòng chữ cuối cùng cố gắng tìm ra chỗ mà bản thân hiểu sai cuối cùng thứ nhận được ngoài những thắc mắc ra thì chẳng còn thứ gì khác hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên ném mạnh cuốn sách xuống dưới mặt đất lấy chân dẫng lên trên cái thứ hệ thống chết tiệt này bắt lão tử lên tiên giới lão tử lên tiên giới lại là cấp bậc thấp kém nhất hắn tức tới mức hai chân cùng nhảy lên dẫm đạp lên cuốn sách khác mẹ gì so với những người phàm ở đây cơ chứ những tiếng gầm thét vang lên bên ngoài hòn đảo nhỏ cả cái tiên giang lục địa đều bắt đầu rung lắc một trận động đất kinh thiên động địa quét qua tám phương núi nở đất nứt sóng cuộn biển dâng ba người ngu vĩnh hồng vừa mới thông báo cho toàn bộ đệ tử đi rơi khỏi hòn đảo nhỏ chuẩn bị đi mua đồ ăn liền bị rung lắc tới mức hoa mắt chóng mặt khó khăn lắm mới đứng vững được mau mau đi xem tiên sinh thế nào rồi vừa mới vào hòn đảo nhỏ mới phát hiện ra hòn đảo nhỏ không hề xảy ra chuyện gì nghĩ một lát đám người ngu vĩnh hồng vẫn quyết định đi bẩm báo với dịch phong một tiếng hắn gõ cửa cốc cốc tiên sinh dịch phong ở phía bên trong đã yên tĩnh khuôn mặt u ám không nói gì Bước đầu lên không cần dùng đến thần thức cách một cánh cửa cũng có thể nghe ra được giọng nói của ngô vĩnh hồng vừa hay hắn cũng có việc muốn dặn dò đến đây hắn nói giọng nói u sầu ảm đạm bảo những đứa đệ tử kia không cản trở về nữa kể từ hôm nay ta sẽ bế quan vâng ngô vĩnh hồng đáp lời còn việc gì nữa không không à kê thì lui xuống đi vâng đám người ngô vĩnh hồng lui xuống sở cuồng sư đi theo phía sau không khỏi mở miệng nghi hoặc xem ra có vẻ như là tiên sinh đang đợi ba người chúng ta tới đi tới còn chưa kịp nói gì đã bắt đầu giận dò. Đây là từ sớm đã biết rằng chúng ta sẽ tới. Nói vậy xem ra, cơn động đất vừa nãy có khi nào là tiên sinh gọi chúng ta tới hay không? Ngay đến cả đại hội tông môn cũng không mở nữa. Xem ra là đã có chuyện gì chọc tức khiến tiên sinh không được vui rồi. Mấy người vừa nói vừa đi xuống núi, Vô quán. Lúc này ở trong chiếc giếng khô, một bộ xương bỗng nhiên nhảy bật lên. Giọng nói yếu ớt của hắn ta truyền ra từ bên trong giếng. Huynh đệ, cứu cứu ta, mấy người cầu từ không ăn không uống canh chừng ngày đêm bên cạnh giếng nghe thấy giọng nói yếu ớt này ai nấy đều không khỏi phấn khởi khô xiết đại ca đại ca cuối cùng thì huyên cũng ra được rồi mấy người nói xong hợp lực đẩy tảng đá lớn ở bên trên giếng ra dồn toàn bộ sức lực cũng chỉ có thể đẩy hở ra một chiếc khe nhỏ may mà lâu bản vĩ ở bên dưới còn có chút sức lực phối hợp với mấy người đẩy tảng đá lớn hổ ra được một phần ba các huyên đệ hãy kéo hộp sọ của ta lên trước đi đúng 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 tâm hồn bay xuống dưới ôm lấy xương của lâu bản vĩ lên trên con định xuống dưới ôm từng khúc xương một mang lên lại nghe thấy giọng nói ngăn cản của lâu bản vĩ đừng ôm nữa mau chạy đi mau chạy đi mau chạy đi lâu bản vĩ nói xong hộp sọ đã vội vàng chạy ra phía ngoài rồi đại ca huynh không cần cơ thể nữa à cầu tử không nhịn được gọi với cơ thể sau này bản thân ta sẽ tự tìm lại mau chạy đi mau chạy đi bây giờ chủ nhân sắp quay lại rồi chúng ta sẽ chết chắc đấy lúc đó không phải chỉ là những trận đánh nhỏ như bình thường đâu hắn ta lẩm bẩm một mình vô cùng sốt ruột đám người cấu tử hiểu ý mau chóng chạy theo lâu bản vĩ mấy người ra khỏi cửa võ quán rồi biến mất ngay sau đám khói mù mịt kích xa hàng vạn dặm năm người đi trong hoang mạc ta bây giờ chúng ta nên đi đâu đây cẩu tử quan sát chung quanh trong mày lại cái nơi chim còn chẳng thèm ỉa này chúng ta vừa mới cướp được nhiều vàng như thế cần phải tìm một nơi để phung phí chứ đúng thế lâu bản vĩ cao theo cầm trầm ngâm nói lần này ra ngoài thứ nhất là để trốn thoát khỏi sự hủy hoại của chủ nhân thứ hai là nhân khoảng thời gian này để tiêu hết số vàng vì thế chúng ta nên đi đến một nơi mà chủ nhân sẽ không đến nhưng cần phải có dân cư có thể sống tiêu giao tự tại tiêu hết vàng rồi trở về lâu bản vĩ nói xong liền bật cười hay hay ta biết phải đi đâu rồi hắn ta nói với vẻ đầy tự tin đi đâu tiên giới ánh mắt của mấy người phía sau sáng rực lên đại ca uy võ đại ca anh minh võ đế nhận triệu hoán của tiên giới phải đi trung châu tiên giới truyền tống trận của tiên giang lục địa khi đến tiên giới truyền tống trận tự có sứ giả tiên giới dẫn đường đọc xong hai dòng này Dịch phong đóng quyển sách trên tay lại hít một hơi thật sâu hắn đặt sách xuống sai người bước ra ngoài sau 100 ngày bế quan dịch phong xuất quan một năm cũng không tới mấy trăm ngày hắn không muốn phí thời gian cho việc khiến bản thân hồn bay phách tán thật sự mặc dù khi nói đến tiên giới hắn có thể không khác mấy với phàm nhân ở tiên giang lục địa nhưng chỉ ít hắn cũng được coi là có tu vi hơn nữa hiện tại hắn cũng có thể tu luyện ít nhất khi hắn đến tiên giới cũng sẽ không ở tầng lớp thấp nhất nếu như nói đến tiên giới mà vẫn chỉ có thể làm một kẻ an hại thế thì dùng một từ sâu chuỗi nhân sinh thôi cấu thả sau khi dịch phong xuất quan hắn cũng thả mạn mạn ra hắn cưỡi lên mạn mạn và triệu tập một vài người của thiên địa môn tới hôm nay là ngày dịch phong xuất quan tất cả người của thiên địa môn đều tê tự đông đủ và kính cần đứng ở phía dưới các vị hôm nay ta muốn tạm thời rời khỏi chỗ này một giọng nói uy nghiêm từ trên cao truyền đến con ốc sen khổng lồ đè lên khiến mọi người đều không ngẩng đầu lên được chỉ có thể răm rắp ngoan mãn cúi thấp đầu lắng nghe lời giao huấn sau khi ta đi thiên địa môn này phải giao cho các vị giúp ta trông coi rồi hắn tối rõ diệt phong cuối lên mạn mạn tiến vào truyền tống trận của tiên giới diệt phong nằm lên trên mình của con ốc sen và chớp mắt một giấc một lúc sau bị đánh thức bởi một tràng âm thanh ầm một hắn mở to đôi mắt đang còn lim dim nhập nhèm của mình ngươi vẫn chưa thấy rõ nhưng lỗ tai của hắn đã nghe thấy tiếng tiếng lo từ bên cạnh vang vọng đến ngươi nói đến tiên giới rồi thì ai nấy đều sẽ rất lợi hại đúng không hả cũng không hẳn nếu tiên nhân thành hôn với tiên nhân dù sao đứa trẻ sinh ra cũng không thể bẩm sinh đã là tiên được có phải không có lý ha 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 nếu nói theo cách này thì chúng ta nhất định cũng không phải là yếu kém nhất dịch phong nâng người ngồi dậy từ lưng ốc sen nhìn thấy một đám người đứng trong truyền tống trận có kẻ vui mừng có kẻ phấn khích và có kẻ đang háo hức chờ mong duy nhất chỉ có hắn là người ủ ế mất tinh thần và không hề có biểu cảm gì mà thôi người mấy người đứng trong truyền tống trận cũng đều đổ dồn ánh mắt chú ý vào sự xuất hiện bất thình lình của con ốc sen dù sao đi nữa dùng ốc sen để làm vật cưỡi vẫn cực kỳ hiếm gặp mà nhưng cũng chỉ là một vài cái nhìn lướt qua thôi đừng ồn đừng ồn nữa sư giả tiên giới tới rồi có người bên cạnh cất tiếng ngăn lại không khí nôn nhau ồn ào nhất thời cũng trở nên yên lặng cùng lúc đó một lão giả tóc bạc trắng xuất hiện từ khoảng không bên cạnh truyền tống trận mai phong lẫm liệt nhìn xuống đám người ta là sứ giả tiên giới hôm nay đến đây để dẫn đường cho chư vị tới tiên giới lão giả tóc bạc đứng trên không trung chậm rãi nói tiên giới không giống với tiên giang lục địa pháp quy cũng khác các ngươi ở đây có thể một quyền đấm võ không gian một bước phóng xuyên qua ngàn dặm nhưng khi đến tiên giới rồi những khả năng kia đều không thể thực hiện được ở bên kia không gian cố định vạn lần trọng lực cũng nặng gấp bội phần cho nên các ngươi ở tiên giới chỉ tương đương với võ sư có tu vi thấp nhất ở tiên giang lục địa mà thôi. Không thể bay chê không. Chỉ khi đạt đến tiên nhân rồi mới có thể vi hành được. Diệp Phong nghe thấy những lời này thì cao mày thật chặt. Hắn cúi đầu nhìn xuống và tự vút vay các ngón tay của mình. Chết tiệt. Không dễ dàng gì mới thong dong thành thơi được một quãng thời gian. ấy thế mà bây giờ lại trở thành phế vật thấp kém nhất rồi. Sư giả từ trên cao nói tiếp. Vốn dĩ tiên giang đại lục phụ thuộc vào sự cai quản của Thanh Ngọc Tiên Châu đáng lý ra các ngươi phải truyền tống đến thanh vân châu nhưng mà khoảng thời gian trước có một kẻ thần bí đã đấm thủng trời khiến tiên giới bị thủng nam trong cái lỗ đen mà có một lỗ đen trong số đó nằm ở thanh ngọc tiên châu toàn bộ thanh ngọc tiên châu đều bị vụn nát tan tành không gian cực kỳ không ổn định vì thế các người không đi thanh ngọc tiên châu nữa mà sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến những nơi khác nhau của tiên giới khi giọng nói rơi xuống cả chục người bên dưới đều kinh hãi đến mức biến nổi sắc mặt ngay cả một người thờ ơ như diệt phong cũng sợ tới mức siết chặt ngón tay rồi chỉ dùng một quyền mà có thể đấm thùng cả trời lại còn phá tiên giới thành trăm mảnh nhỏ chuyện này quá là khủng bố rồi dám hỏi sứ giả người này là ai có người không nén nổi tò mò mở miệng hỏi trong giọng nói đều mang theo sự run rẩy sợ hãi lại có thể làm thủng 500 lỗ đen trên bầu trời như vậy sư giả riêu tay ngăn những tiếng xì xào lộn xộn trong dân những chuyện này không phải là thứ mà cấp độ của ngươi có thể biết được lão ta nói được rồi bây giờ ta sẽ thôi động truyền tống trận đưa từng người các vị truyền tống đến tiên giới khi lời nói đó vừa dứt toàn bộ truyền tống trận bắt đầu chuyển động có một vòng trùng ánh sáng từ trên trời rơi xuống theo động tác của lão già tóc bạc ngay sau đó bao phủ trên hoa văn trôi lơ lửng ở trung tâm trận pháp lần lượt từng người đứng vào hoa văn trôi lững lờ trùng sáng nói lên một cái người trong đó lập tức biến mất ai nấy bước vào đều ít nhiều mang theo sự kỳ vọng và vui sướng chi chỉ có người cuối cùng dịch phong hắn phụng phịu đứng trên cột sáng một cách miễn cưỡng tia sáng nói lên hắn cùng với sứ giả và quang trận biến mất không còn nhìn thấy nữa một trận ma sát trời đất cuồng quay thổi quét về phía dịch phong vạn vật trên thế gian đều vun vụt lướt qua trong chớp mắt khi dịch phong ở trong đó thời gian như bóng câu qua khai cửa sạch qua trước mắt hắn cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi dịch phong cảm thấy một tia sáng vụt lên trong con đường qua lại của truyền tống sau đó tầm nhìn của hắn chợt thay đổi hắn đã đáp xuống một lục địa mà hắn chưa từng nhìn thấy trước đây dịch phong vừa hạ xuống một trận gió lốc quét qua bão cát làm hắn phải nhau mắt lại dịch phong nhanh chóng đưa tay ra chặn lại chốc lát sau hắn từ từ hạ cánh tay súng và nhìn lướt qua chỗ hắn đang ở hắn hoàn toàn chóng váng cái thứ khốn khiếp này mà được gọi là tiên giới sao không hợp tha lẽ thường gì cả